Hướng Vãn Tình không phải xem thường những yêu ma kia, mặc dù đều là cấp bậc lão tổ tông, khẳng định đã từng là bá chủ hùng bá một phương, nhưng cần Phật Đà Thủy Tổ dùng xá lợi chấn áp, còn bố trí 9 tầng phong ấn, khẳng định có thứ còn tà ác hơn, quỷ dị hơn. Thật sự có khả năng. Ai, Hứa Đức Diệu đây là tự chịu diệt vong rồi. Những thứ kia bất kể có phải là hắn mang đi hay không, nhưng ở trong mắt người khác, chính là hắn mang đi. Khương Phàm lắc đầu khẽ nói, thay Chí Tôn Kim Thành mặc niệm. Một viên xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ có thể để hắn đứng trên ranh giới sinh tử, nếu như lại có đế binh càng đáng sợ hơn, cả hoàng tộc hoàng đạo thương huyền tất đều có thể sẽ giống như những con sói hung ác bổ nhào đi qua. Tuy nhiên như thế này lại càng tốt hơn, một viên xá lợi, một tà vật, đủ để dẫn bạo cục diện thương huyền, đến lúc đó các phương hỗn chiến, cũng không có quá nhiều tinh lực để ý tới hắn. Thật đúng là trời không tuyệt đường người. Vậy mà lại bất chi bất giác gặp được tình thế tốt đẹp như thế này. Hướng Vãn Tình phân tích, nói. Nếu như Hứa Đức Diệu có hai loại, rất có thể sẽ chủ động dâng ra một cái, ví dụ như xá lợi Phật Đà. Đây cũng là một cách, lấy lực hiệu triệu của xá lợi Phật Đà Thủy Tổ, rất có thể Chí Tôn Kim Thành cùng. Khi Khương Phàm đang nói chuyện đột nhiên giật mình chú ý đến thứ gì đó đang ở gần, hắn không chần chờ chút nào. Bỗng nhiên quay người, tàn đao tới tay, sát ý bắn ra. Nhưng, hắn đang xoay người trong chốc lát, một đôi mắt tinh hồng đã đập vào mi mắt. Cũng chính vào giờ khắc này, ý thức hắn hơi rung nhẹ, cảnh tượng trước mắt lại phát sinh thay đổi quỷ bí, giống như đột nhiên đặt mình vào trong sơn cốc yên tĩnh mỹ diệu. Phồn hoa như gấm, nước suối chảy nhỏ giọt, lá xanh xanh biếc như, những con bướm nhẹ nhàng bay phất phới. Hắn, hoảng hốt, trầm luân. Hướng Vãn Tình giật mình thấy cái gì đó, cũng quay người nhìn sang, ở trong bóng tối nồng đậm, đầu tiên là nàng nhìn thấy được cặp mắt kia, sau đó không bị khống chế mà lâm vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh trùng điệp, hai người xuất hiện đồng thời ở trong sơn cốc. Huyễn cảnh rất bá đạo, để bọn hắn tại một cái chớp mắt này đã hoàn toàn quên đi thân phận của mình đã từng, quên đi hoàn cảnh hiện thực phía ngoài. Tại bên trong thung lũng này, bọn hắn chính là người yêu thật lâu, yêu thâm trầm. Yêu nồng đậm, yêu khắc cốt ghi tâm. Bọn hắn dắt tay dạo bước, nói chuyện ngọt ngào, sau đó. Bốn mắt xen lẫn, ôm cùng một chỗ. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình, mơ mơ hồ hồ hãm sâu trong huyễn cảnh, quên hết tất cả. Giống như là tình yêu cuồng nhiệt giữa các thanh niên, lại như vợ chồng xa cách từ lâu. Cho đến khi, Khương Phàm mệt mỏi nằm nhoài trên thân Hướng Vãn Tình, không còn có chống đỡ thân thể không dậy nổi. Hướng Vãn Tình bị dày vào toàn thân tan ra thành từng mảnh, cũng ngồi phịch ở nơi đó mê man đi qua. Sau khi bọn hắn hôn mê, một ngón tay khô héo rơi xuống trên tấm lưng bằng phẳng của Khương Phàm, đâm rách da thịt, để lại ấn ký đặc biệt. Thiếu ngươi, nữ tử giống như thây khô khàn khàn khẽ nói, chờ vết sau khi thương khép lại, nàng liền lui lại mấy bước, dung nhập hắc ám, rời khỏi tòa địa lao phong ấn nàng trăm vạn năm này. Không biết qua bao lâu. Khương Phàm từ trong mê ngủ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, toàn thân vô lực. Hắn đau đớn than nhẹ, giơ tay gian nan chống người lên, kết quả. Có chút ngây người, mở mắt. Con người Khương Phàm có chút phóng đại, đập vào mi mắt là một tấm má ngọc kiều nộn trắng nõn. Ngũ quan đẹp đẽ, duy mỹ động lòng người, gương mặt có chút phiếm hồng, khiến cho người ta say mê. Cảm xúc cũng rõ ràng tại lúc này, thật sự như vậy, kích thích như vậy. Khương Phàm sửng sốt, ký ức đắm chìm bên trong mộng ảo trước đó càng là giống như thủy triều mãnh liệt lao đến, rõ ràng trải rộng ra ở trong đầu. Thật giống như đang ôn lại một lần nữa. Hướng Vãn Tình ngâm khẽ vài tiếng, cũng mơ màng tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, tứ chi quấn dao. Ký ức, toàn bộ thức tỉnh. Khương Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, lại chật vật nhào trên người Hướng Vãn Tình. Suy yếu, từ xương cốt đến linh hồn thấu phát ra suy yếu. Hướng Vãn Tình kinh hô, cũng muốn giãy giụa rời khỏi Khương Phàm, lại vô lực ngồi phịch ở nơi đó. Chờ một lát, Khương Phàm dùng hết sức lực toàn thân, gian nan di chuyển đến bên cạnh. Run rẩy giơ tay lên, lấy ra hai viên vĩnh sinh trùng tử từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, cũng chia cho Hướng Vãn Tình. Sau khi hai người ăn vào, đều khôi phục chút sức lực, nhưng hiệu quả giống không bằng 1/10 trước đó. Bọn hắn vẫn cảm thấy suy yếu khó chịu. Giống như bị trong ngoài đều bị móc rỗng. Ta rất xin lỗi. Khương Phàm lúng túng gương mặt thẹn đỏ, cũng không biết thấy thế nào.
vừa rồi là thế nào? Làm sao lại đột nhiên liền không có kiểm soát? Hướng Vãn Tình mặc y phục tử tế, chỉnh lý dung nhan đơn giản, lại quay người đưa lưng về phía Khương Phàm, vẻ mặt buồn bực, ánh mắt bối rối. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn nàng vũ mị chọc người, giống như rất tùy ý, nhưng kỳ thật vẫn luôn một mực giữ mình trong sạch, cao ngạo thanh lãnh, chưa từng chạm qua nam tử khác, huống chi trong mắt của nàng thật sự không có ai lọt vào mắt. Đột nhiên gặp được chuyện ngoài ý muốn như thế này, nàng cũng chống đỡ không được. Từ sâu trong nội tâm, nàng cũng không kháng cự Khương Phàm, nhưng tuyệt đối không nguyện ý bị xâm phạm như thế này. Nàng càng không có nghĩ tới vật quý giá nhất của mình, lại có thể mơ mơ hồ hồ giao ra như vậy. Hướng Vãn Tình cố gắng kiên cường, nhưng hai mắt lại dần dần mông lung. Tuy nhiên cuối cùng Hướng Vãn Tình vẫn không phải là một tiểu cô nương u mê, rất nhanh đã định thần lại. Nàng biết, nếu như mình thút thít, có thể sẽ bị Khương Phàm áy náy, tương lai cố gắng bồi thường, nhưng nàng không cần thương hại như thế này. Nàng biết, nếu như mình làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, hoặc là tránh né Khương Phàm, hai người khẳng định sẽ càng ngày càng xấu hổ, cũng sẽ dần dần lạnh nhạt. Cho nên, Hướng Vãn Tình lặng lẽ lau đi nước mắt đắng chát khuất nhục, khôi phục nụ cười tươi đẹp mê người như bình thường, nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, nói. Coi như báo ân, còn chưa hài lòng. Ta sẽ phụ trách. Khương Phàm âm thầm thở phào, trước tiên liền cam đoan. Con gái người ta rộng lượng tha thứ, hắn không thể không hiểu chuyện. Ta cũng không có nói muốn gả cho ngươi, chuyện vừa rồi chỉ là báo ân, thanh toán xong. Ngươi muốn cưới ta, vậy thì phải theo đuổi ta. Hướng Vãn Tình che giấu cay đắng trong lòng rất tốt, đôi mắt đẹp xinh huy, môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, một nụ cười, hay một cái nhăn mày một đều là chọc nội tâm người ta như vậy. Chỉ là trong giọng nói lại mang theo vài tia chua xót rung động. Giống như hơi nhịn không được liền muốn sụp đổ mà thút thít. Ta sẽ cố gắng. Khương Phàm lúng túng trả lời một câu, mệt mỏi chống người lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, triệt tiêu sự xấu hổ của hai người. Nơi này là nơi nào? Bây giờ bọn hắn lại nằm đang trên một tảng đá lớn, xung quanh hoàn toàn là huyết hồ tĩnh mịch. Khương Phàm phóng thích yêu hỏa, tản mát đến bên trong huyết hồ. Hướng Vãn Tình cũng cưỡng để tinh thần, cảnh giác huyết hồ. Chuyện mới vừa phát sinh quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, lấy tình huống của hai người bọn họ, vậy mà lại hoàn toàn không có phản kháng. Là do huyết hồ sao? Hay là nói đồ bên trong? À, Khương Phàm vốn cho rằng huyết thủy bên trong huyết hồ rất quỷ dị, thế nhưng yêu hỏa vừa đốt đã nhanh chóng khô cạn, lại không có bất kỳ lực lượng tà ác gì, tựa như là nước sạch sẽ đến không thể nào lại sạch sẽ hơn. Hình như ta nhớ, có một ánh mắt. Hướng Vãn Tình vuốt vuốt trên trán, đột nhiên nhớ tới chuyện, mất khống chế, lúc trước, nàng vừa quay người trong chốc lát thì có một tia sáng màu đỏ hồng bắn vào trong mắt. Con mắt, hình như là có thật. Khương Phàm tiếp tục cảnh giác xung quanh. Chẳng lẽ tà vật không hề rời khỏi. Nhưng, mẹ nó, có bệnh sao? Vừa đối mặt liền đưa tới lễ lớn như vậy. Sư phụ, ngài chú ý tới cái gì sao? Trong ý thức, Khương Phàm hỏi Đan Hoàng. Nhưng, bất luận hắn kêu gọi như thế nào, Đan Hoàng cũng đều không có đáp lại. Khương Phàm khẩn trương, chẳng lẽ cũng là bị cái lực lượng thần bí lại tà ác kia xâm nhập. Hắn lập tức kích thích linh hồn chu tước, cố gắng tìm kiếm vết tích Đan Hoàng. Kết thúc. Giọng Đan Hoàng đột nhiên tại vang lên trong đầu Khương Phàm. Khóe mắt Khương Phàm run rẩy. Ngài không có việc gì chứ? Phi lễ chớ nhìn nha. Không cần lo lắng, thời điểm các ngươi lột y phục ta liền phong bế bản thân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, chỉ là phát giác được có một lực lượng quỷ bí thao túng ý thức của ngươi, ta muốn đánh thức ngươi, nhưng không có hiệu quả. Sau đó ngài đi ngủ. Là ngươi ngủ, ta là nhắm mắt. Ngài không có thay ta chống lại. Nó không có ác ý, nếu không không chỉ là thao túng ý thức của ngươi, mà là thôn phệ ý thức của ngươi. Thứ gì tà ác như vậy, có thể làm được loại chuyện này? Nếu như không nghiêm túc mà nói, có thể là bị trấn áp quá lâu, muốn nhìn quá trình sáng tạo sinh mệnh một chút, tìm kiếm cảm giác còn sống. Nếu như nghiêm túc mà nói, làm như vậy khẳng định có mục đích của nó. Không nghiêm túc coi như xong. Khương Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng lên. Mặc kệ là thứ tà ác gì, đột nhiên làm như vậy khẳng định là có mục đích đặc biệt, mà còn là vô cùng bức thiết. Trước đó có trên vạn người tiến đến đều không có lâm vào, hỗn chiến,
duy chỉ có hai người các ngươi tiến đến liền, làm, khí thế ngất trời. Sư phụ, xin hãy văn nhã. Yên lặng trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn chính là để một đôi nam nữ giao hòa, đối với nó mà nói là khẳng định vô cùng quan trọng. Giao hòa, cái từ này, người có thể tiếp nhận không? Khương Phàm sặc đến suýt chút nữa rớm máu. Ngài tiếp tục. Đan Hoàng nghiêm túc nói. Nó vô cùng cần, quá trình, như thế này, mà còn tuyển chọn tỉ mỉ hai người các ngươi. Ta chỉ có thể một cái nghĩ tới một khả năng, chính là nó bị trấn áp đến bây giờ chỉ còn lại có hồn tia, cần mượn thể trọng sinh, nói cách khác, hướng vãn tình sẽ mang thai. Khương Phàm cau chặt lông mày, cái này thật sự là có khả năng. Đan Hoàng nói, hãy quan sát bụng hướng vãn tình, nếu thật sự là như ta đoán, hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện phản ứng. Sinh sao? Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày. Phải nhìn hướng vãn tình, ngươi là nam tử, cảm nhận không giống với nữ tử. Nếu như nàng nhận định đó là con của nàng, khẳng định nhất định phải sinh ra đời. Nhưng thứ bị Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, còn mai táng tại Thượng Thương Cổ Thành, rất có thể là yêu ma chí tà chí ác. Nó đã chọn chúng ta thì có thể là nhìn chúng linh văn của ta, uy lực thái M của hướng vãn tình, cũng coi như là nói. Nó tương lai sẽ có được lực lượng huyết mạch của chúng ta. Khương Phàm càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, cái này là sẽ muốn sinh ra cái thứ gì? Đó là tất nhiên, mà cái gì? Nếu thật sự là như ta đoán, trừ phi ngươi giết hướng vãn tình, nếu không hướng vãn tình khẳng định phải nó sinh ra. Ngươi suy nghĩ một chút, nó đã mai táng trăm vạn năm đều có thể tùy tiện thao túng ý thức của các ngươi tiến hành giao hòa, nhất định có thể ảnh hưởng đến ý thức của hướng vãn tình. Không để cho nàng tiếc cái giá bảo vệ mình. Người suy nghĩ lại một chút, nếu nó dám mạo hiểm mượn thể trọng sinh, ắt có niềm tin có thể thuận lợi được sinh ra. Đan Hoàng đều thay Khương Phàm nhức đầu. Hai tử xui xẻo này, thế nào lại gặp loại chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là tà vật gì? Đã bị dấn áp trăm vạn năm mà còn có thể tùy tiện khống chế người có ý chí cứng cỏi như Khương Phàm thế này. Đan Hoàng cố gắng vơ vét lấy trí nhớ của mình. Hồi tưởng lại các bá chủ trăm vạn năm trước có cái gì đặc biệt. Có thể trấn áp ở chỗ này, khẳng định là đã oanh động một thời đại, cũng sẽ ghi lại ở trong lịch sử. Người đầu tiên chờ chút đã. Đan Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Thế nào? Ta nghĩ đến một cái. Xem như khả năng thứ hai đi. Còn có thể có gì nữa chứ? Tại thời đại hồng hoang, nhân tộc thế yếu, giống như là đồ ăn, đối mặt với yêu ma quỷ linh. Ban đầu bọn hắn chỉ có thể ẩn núp. Cho đến sau khi sáng tạo Thượng Thương Cổ Thành, con người bắt đầu ổn định lại, học phòng ngự, phản kích. Vì để nhanh chóng lớn mạnh, bọn hắn sẽ còn tận hết khả năng sinh sôi, lớn mạnh tộc đàn. Thời kỳ đó, khai sáng rất nhiều bí thuật loại hình giao hòa. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, tình huống các ngươi gặp gỡ, có phải nó đang thông qua phương thức giao hòa hấp thu tinh hoa của các ngươi hay không? Mặc dù Đan Hoàng cảm giác không phải quá khả năng, nhưng cũng không phải không thể được. Nếu như muốn mượn thể thai nghén, một hai lần thì được, không đến mức khống chế hai người tiếp tục va chạm. Mặc dù hắn không thấy, nhưng ở thời gian ghi chép, hẳn là có đến 20 mấy giờ. Nhìn hai tử dày vò, đều ngay cả vĩnh sinh trùng tử đều không bổ trở lại nổi. Khương Phàm lắc đầu, không quá tin tưởng, vẫn càng có khuynh hướng tà vật kia muốn mượn thể trọng sinh. Làm sao bây giờ đây? Sớm nói cho hướng vãn tình sao? Hay là yên lặng quan sát, tìm kiếm biện pháp giải quyết? Nhưng, giải quyết như thế nào, một sợi linh hồn mà đã khủng bố như vậy, thì sẽ sinh ra đến quái vật gì? Đan Hoàng nói. Chú ý hướng vãn tình, nếu như trong bụng có phản ứng, chính là mượn thể trọng sinh, nếu như không có phản ứng, chính là đang dùng đặc biệt phương pháp hấp thu năng lượng. Khương Phàm rất bất đắc dĩ. Mặc dù ta không hiểu bí thuật giao hòa, nhưng cũng biết cần tự thân đi làm. Hoặc là ta bị cái gì, hoặc chính là hướng vãn tình bị cái gì, bây giờ là hai chúng ta bị cái gì. Mặc kệ nó là gì, nó vừa thoát khốn, khẳng định rất suy yếu, chịu không được quất roi. Ngài tỉnh lại đi. Nghĩ đến cái gì? Hướng vãn tình nhìn thấy Khương Phàm cau mày, còn tưởng rằng nhớ lại được chuyện gì mà nàng không nhớ. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Chú ý cơ thể nàng, nếu có phản ứng gì không bình thường, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Phản ứng không bình thường. Hướng vãn tình thông minh, lập tức liền nghe được ám chỉ trong lời nói, má nàng ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ.
nhưng, nàng nhìn sắc mặt Khương Phàm nghiêm trọng, bỗng nhiên có phản ứng. Ngươi là lo lắng, chúng ta bị khống chế. Khương Phàm không nghĩ tới Hướng Vãn Tình đã trực tiếp liền kịp phản ứng. Gương mặt vừa mới ửng đỏ của Hướng Vãn đã lập tức biết đổi. Mượn thể trọng sinh. Thời điểm Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình bị huyễn cảnh tra tấn, một sợi u ảnh rời khỏi kia cũng đang chọn lấy mục tiêu trong rừng rậm tươi tốt. Sát lục huyết phiêm, linh văn không tệ, lại còn có thể tu luyện tới bán thánh. Đáng để quan sát, tạm thời liền ngươi. U ảnh lặng yên không tiếng động trôi đến Triệu Thời Việt, tại lúc hắn không có chút phát giác nào liền thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Triệu Thời Việt đang chạy về vực sâu. Từ lúc Thượng Thương Cổ Thành mở ra đến nay, mộ táng thức tỉnh đã đủ nhiều, hiện nay Hứa Đức Diệu lại dẫn đi hơn phân nửa thánh linh, những kẻ còn lại kia hẳn là rất khó lại nhấc lên quy mô va chạm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng Thương Cổ Thành hẳn là sẽ không lại có mộ táng thức tỉnh, cho nên tiêu điểm tiếp đó hẳn là mặt một chỗ duy nhất trong tường thành đã mở ra nhưng không có bị khai quật, chính là vực sâu. Không bao lâu, tất cả các mạo hiểm giả ở Thượng Thương Cổ Thành đều sẽ tụ tập tới đó. Mà nhận Xá Lợi Phật Đà kích thích, cũng sẽ có rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo bắt đầu chú ý đến vực sâu, trong chờ mong sẽ có đế binh mới. Một vòng mới gió bão vòng xoáy, là ở chỗ này. Khương Phàm như thế nào vận hành? Diêm Bá ứng đối ra sao? Triệu Thời Việt muốn làm khảo sát sau cùng, lựa chọn sau cùng ở nơi đó. Bọn người Dạ An Nhiên vô cùng lo lắng đi đến Thượng Thương Cổ Thành, một là khẩn trương an nguy của Hướng Vãn Tình, hai là lo lắng tình cảnh của Khương Phàm. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đi đến vậy mà lại nghe được tin tức để bọn hắn khiếp sợ. Khương Phàm, đang ở nơi này giết ra uy danh. Không chỉ có tất cả thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo bị săn giết, ngay cả hình phù đồ đều bị Khương Phàm cuồng ngược hai lần, suýt nữa mất mạng. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp Thượng Thương Cổ Thành, đã không có ai dám trêu chọc Khương Phàm. Bọn hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trong mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà hắn lại mạnh đến mức có thể quét ngang Thượng Thương Cổ Thành, giết thiên kiêu như giết chó. Khương Phàm là dự định ở lâu tại Thượng Thương Cổ Thành này sao? Giết nhiều người như vậy, hắn còn rời khỏi nơi này thế nào? Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Chu Thiên Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo. Sọ não bị đau, liền không cân nhắc hậu quả sao? Hắn náo thành như thế này, ở lại nơi này cũng không an toàn. Chờ những hoàng tộc hoàng đạo kia phái bán thánh tiến đến, hắn liền sẽ trở thành con mồi. Vị tiểu gia này rốt cuộc là nghĩ thế nào, ta thấy những chiến tích này của hắn giống như không chỉ vì cướp bảo bối, làm sao lại thấy giống như giết đỏ cả mắt. Nhanh tìm tới Khương Phàm, nghĩ cách mang đi. Mang đi sao, mặc dù rất nhiều thánh linh đã rời khỏi, nhưng bên ngoài còn thừa lại một ít bộ phận. Chẳng lẽ chúng ta muốn khai chiến cùng bọn hắn? Sau khi các vương hầu xí thiên giới hết khiếp sợ thì chính là lo lắng. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà thôi, Khương Phàm đã trở thành công địch. Không phải một đơn giản là một thái cổ thần miếu như vậy, mà là dính đến càng nhiều hoàng đạo. Nếu như bọn hắn lại bảo đảm cho Khương Phàm, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận áp lực đến từ Vạn Đạo Thần Giáo và các hoàng đạo cường đại. Xí thiên giới, gánh vác được sao? Dù sao bọn hắn cũng chỉ là hoàng tộc đan đạo, quan trọng nhất chính là danh uy, mà không phải thực lực. Lão tổ tông xí thiên giới hiểu xong tình huống thì trầm mặc, bởi vì hắn biết thân phận Khương Phàm, cho nên muốn đến càng xa. Khương Phàm không phải người lỗ mãng, ở chỗ này săn giết một loạt, cứ như đều đang biểu đạt một tố cầu mãnh liệt, hắn muốn bại lộ thân phận. Hắn không muốn lại bị kiềm chế. Thời cơ thích hợp sao? Hiển nhiên không phải quá phù hợp. Tại sao Khương Phàm lại muốn làm như thế? Rất có thể là đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể làm gì. Lão Tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bá Vương và đám người đều nhìn về lão nhân. Cái gì là phải làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đến tìm Khương Phàm, chúng ta là đến tìm Thái Cổ Thần Miếu báo thù. Nghe rõ cho ta, gặp được người của Thái Cổ Thần Miếu thì trực tiếp ra tay, đừng phế một câu gì cho ta. Lão tổ tông xí thiên giới xông vào rừng rậm, lùng bắt Thái Cổ Thần Miếu. Thật sự muốn khai chiến. Lão Bá Vương và bọn hắn chau mày, nhưng lại không thể không kiên trì đuổi theo. Hoàng trưởng lão, trốn đi, xử lý tốt tất cả những thứ ngoài ý muốn cho ta. Khương Phàm, tự ta tới thu thập. Hình phù đồ trở lại Thượng Thương Cổ Thành liền lao thẳng đến nơi Xá Lợi Phật Đà trấn áp.
lấy tính cách của Khương Phàm, rất có thể còn đang ở gần đó, tìm kiếm bảo vật. Hoàng trưởng lão không dám ngỗ nghịch, trốn đến trong hư không, đồng thời nhắc nhở Khổng Sướng làm tốt chuẩn bị chịu chết. Khổng Sướng cảm thấy bi thương trong lòng, nhưng cũng nhận mệnh, trong miệng ngậm lấy đan dược kích phát tiềm lực, đến lúc đó muốn tự bạo thì sẽ phát huy uy lực đến cực hạn. Khương Phàm, Khương Phàm. Hình phù đồ lẩm bẩm lấy tên của Khương Phàm, độ lâm hải, lật núi lớn, phóng tới ngàn dặm, về tới nơi bị cuồng ngược trước đó. Nơi đã bị Hứa Đức Diệu cùng Phật Đà kịch chiến biến thành phế tích, núi cao sụp đổ, cây rừng bừa bộn, khung cảnh hoang tàn ở khắp nơi, tuy nhiên bầu không khí ngược lại là rất nhiệt liệt, số lượng lớn cường giả đang cướp đoạt di cốt trong cánh rừng hỗn loạn, giết đến oanh oanh liệt liệt. Hình phù đồ đang muốn tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm ở khắp nơi, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng hoàng trưởng lão nhắc nhở. Công tử, Khương Phàm đi ra. Hình phù đồ lập tức nhìn về nơi địa lao sụp đổ, quả nhiên thấy được Khương Phàm và Hướng Vãn Tình đang rời khỏi nơi đó. Thân ảnh rắn giỏi oai hùng mạnh mẽ mang theo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khổng Sướng, nổ chết tiện nhân kia cho ta. Hoàng trưởng lão, vòng ra một mảnh chiến trường cho ta. Hình phù đồ thể hiện hung ác, đuổi giết Khương Phàm. Hôm nay là chiến trường của hắn, là trận quyết chiến giữa hắn cùng Khương Phàm, người không liên hệ đều cút xa một chút. Khổng trưởng lão, đắc tội, không cần để ý Khương Phàm, cứ nổ chết Hướng Vãn Tình. Hoàng trưởng lão quả quyết ra tay, ngưng tụ hư không, cuốn Khổng Sướng lên, ném tới bên ngoài hơn 30 dặm. Khương Phàm, Hướng Vãn Tình vừa rời khỏi hố sâu, hai người còn đang đắm chìm trong bóng tối, mượn thể trọng sinh. Hướng Vãn Tình chưa từng nghĩ tới phải có hài tử, huống chi còn có thể là một ma tử. Khương Phàm gãi gãi đầu, cũng thực sự không biết nên khuyên nàng như thế nào. Lúc này, không gian đột nhiên cuồn cuộn, một mảnh cường quang ở nở rộ trước mặt hai người. Khương Phàm, còn nhớ đến Diệp Trục Thiên, ta đến báo thù đây. Khổng Sướng toàn thân năng lượng sôi trào, dữ tợn gầm thét, tinh hồng con nhìn hằm hằm Khương Phàm. Hướng Vãn Tình. Mục tiêu của hắn là Khương Phàm. Dù sao cũng đều phải chết, còn quản ngươi. Ai chết ai sống, phải theo ý nguyện của ta mà quyết định. Không có một khắc do dự, Khổng Sướng triệt để thả ra linh hồn cùng khí hải. Trận bộc phát mãnh liệt đột nhiên từ trong không gian vặn vẹo phun ra ngoài, cuồng bạo như hồng lưu, che mất Khương Phàm và Hướng Vãn Tình. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm quay người ôm lấy Hướng Vãn Tình. Ầm ầm. Năng lượng của niết bàn cảnh cao giai là gấp mười mấy lần niết bàn cảnh nhất trọng thiên, trong chốc lát lại phóng thích mãnh liệt, dung chuyển cấm chế, càng liên miên bất tuyệt. Khương Phàm giống như lá rụng trong cuồng phong, bị vô tình đánh bay ra ngoài, huyết nhục vẩy xuống đầy trời, lộ ra cả xương cốt. Về phần Hướng Vãn Tình, mặc dù đã bị ôm lấy, nhưng vì Khương Phàm ôm chặt nàng đã tiếp nhận bạo tạc, nên cũng bị vô tình đánh tung bay ra ngoài. Bành bành bành. Khương Phàm bay ra bên ngoài trọn vẹn hơn 10 dặm, sau đó liên tiếp nảy lên trên nền đất, đều huyết thủy bắn tung tóe. Nếu như không phải hài cốt toàn thân đều là dịch kim loại, rất có thể đã bị tươi sống đánh nát. Hướng Vãn Tình nện vào nơi xa, máu thịt be bét, hôn mê tại chỗ. Hỗn đản, ta bảo ngươi nổ chết Hướng Vãn Tình. Hình phù đồ tức giận, nhưng hắn không lo được, đã toàn diện thức tỉnh ma thai, càng thả ra thần nguyên. Oanh! Oanh! Ma thai thức tỉnh, ma uy cuồn cuộn, khuấy động huyết nhục hài cốt của hình phù đồ. Cơ thể hắn tiếp tục cao lớn, thẳng tới 18 mét, hùng tráng tàn bạo, thân quấn ma văn, mỗi một bước dẫm xuống đều chấn thiên động địa, giống như là ma thú hoang cổ đang phóng tới, lại như ma vương đang thức tỉnh. Hống hống hống! Thần nguyên lắng đọng từ đời đầu tiên, thần nguyên lắng đọng từ đời thứ hai, còn có đời thứ ba, liên tiếp phóng thích. Đây là cực hạn mà thân thể hắn có thể tiếp nhận bây giờ, thần nguyên ba thế, kích ra năng lượng như cuồng chiều, kích thích kinh nghiệm chiến đấu hơn. Bên trong ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ ra ba chiến khu kiếp trước, thông thiên đạt địa, phát ra uy thế vô thượng, ngay cả trời cũng đang run rẩy, ngay cả mảnh đất này cũng đang run. Trải qua giúp đỡ kéo dài, khí tức của hắn đã vô cùng kinh khủng, cứ như quân lâm đại địa, có ta vô địch. Nếu như không phải bị cấm chế của thượng thương cổ thành trấn áp, thì thời khắc này thực lực của hắn khó có thể mà tưởng tượng được nổi. Khương Phàm, đừng giả bộ chết, đứng lên đánh cho ta. Hình phù đồ giết tới phía trước Khương Phàm, đánh ra một quyền, dung chuyển không gian,
đảo loạn càn khôn, ba cự ma sau lưng gầm thét, khắp nơi rung động. Khương Phàm đau đớn giãy giụa, trùng kích mãnh liệt suýt chút nữa đã muốn mạng của hắn, phía sau lưng chỉ còn xương cốt, giãy giụa mấy lần suýt chút nữa đã ngất đi. Tạp toái hèn hạ, người càng sống càng lùi lại. Khương Phàm thì thào khẽ nói, ý thức hỗn loạn tức giận trao đổi cùng đại địa mẫu khí. Trong chớp mắt, máu tươi tản mát trước đó đều giống như vật sống nhanh chóng lan tràn, xen lẫn thành pháp trận màu máu khổng lồ, chìm vào địa tầng. Huyết nhục càng nhiều, tế điện càng mạnh. Tế hiến nửa cái mạng, đổi lấy táng diệt không có gì sánh kịp. Ầm ầm, đại địa lún xuống, năng lượng bạo động, khí tức tai nạn mai táng vạn vật giống như là đại dương cuồn cuộn, nhấc lên sóng chiều ngập trời, tàn phá bừa bãi tám phương. Hình phù đồ bị vô tình bị nuốt hết, nhưng ma uy cuồn cuộn, không có chìm vào trong đất, mà là tại sôi trào năng lượng bên trong cuồng dã giãy giụa. Tiếng giống như sấm, ma khí cuồn cuộn, rung chuyển mặt đất nổi sóng chập trùng. Phảng phất viễn cổ ma linh đang chống lại thủy triều khủng bố. U minh địa ngục đều mai táng không được ta, ngươi làm gì được ta? Hình phù đồ giống như chiến hồn bất diệt trở về, dung chuyển khí tức táng diệt, cuồng dã giãy giụa. Giữa đất trời càng là gió lạnh rít gào, ma vân bành trướng. Cửa địa ngục tái hiện nhân gian, không gian và thời gian vặn vẹo, chấn động pháp tắc thượng thương. Gào thét xiềng xích chuẩn bị như rồng, cuồng kích càn khôn. Quấn về phía hình phù đồ, kéo lấy hắn rút ra khỏi địa tầng, xông về phía bầu trời. Nơi xa trong phế tích biển người nhao nhao sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới nơi này. Hình phù đồ sao, lại cùng Khương Phàm đánh nhau rồi. Bọn hắn đây là muốn không chết không thôi à. Hình phù đồ liên tiếp chịu nhục, há có thể bỏ qua. Lần này hẳn là muốn phân ra sinh tử. Mọi người nhìn thấy cách cửa sinh tử liền đoán được là ai đang chiến đấu, rung động càng kích động, bọn họ lập tức tranh nhau chen đến phía trước, chiếm lĩnh chỗ cao, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Khương Phàm mở ra niết bàn thuật, tái tạo huyết nhục, khôi phục thần hồn, ngay sau đó toàn thân răng rắc giòn vang, huyết nhục hài cốt hòa với bát hoang chiến trụ, triệt để hóa thân thành chú tước yêu thể. Liệt diễm bạo động, chói mắt như mặt trời mọc lên ở phương đông. Lệ khí vô biên. Dãy núi rừng rậm hồi hộp. Khương Phàm dương cánh bay lên trời, tiếng gáy to bén nhọn chấn đoạn trời cao, lông vũ màu vàng hoa lệ tôn quý, lóe ra sự sáng bóng như kim loại, móng vuốt bén nhọn, phảng phất có thể xé rách càn khôn, săn bắt vạn cầm thiên hạ. Ngay sau đó, tinh quang lấp lóe, ở xung quanh khuấy động ra hình ảnh thần bí mênh mông. Đó chính là thú linh văn của Khương Phàm sao? Có nhật nguyệt tinh thần, đây là mãnh cầm gì? Cả dãy núi hồi hộp. Cảm nhận được lệ khí đến ngạt thở, hình ảnh khoáng thế kia lại càng rung động hơn. Khương Phàm, đoạn ân oán kiếp trước giữa ta và ngươi, hôm nay nên giải quyết sinh tử được rồi. Hình phù đồ tránh thoát khỏi sơn hà đại táng giam cầm, sôi trào lên uy thế vô tận, ba ma ảnh kiếp trước toàn bộ đều trở về, va chạm toàn thân, cơ thể hắn lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới 30 mét, toàn thân như đang bị thiêu đốt, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập uy lực sinh tử, lao thẳng đến Khương Phàm. Hai người đều phóng thích thực lực mạnh nhất, hận không thể lập tức đánh chết đối phương, toàn bộ thẳng tiến không lùi, sát ý ngút trời. Ầm ầm, trận ác chiến kịch liệt lập tức dẫn bạo trời cao, sát khí vô lượng cuồn cuộn, tùy tiện một kích đều giống như đại phá diệt, nhấc lên nhật nguyệt tinh thần, liệt hỏa phần thiên, rối loạn sinh tử, các loại cảnh tượng tuyệt thế kinh động đất trời. Càng ngày càng nhiều người bị kinh động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới nơi này. Hình ảnh trên bầu trời để hắn đều nhanh chóng cứng ở tại chỗ, trong đầu trống không, trong tầm mắt tất cả đều là các trận va chạm rung động kia. Mái tóc dài của hình phù đồ bay loạn, hai mắt trừng lớn, từng tiếng giống to giống như là vạn quỷ gầm thét, khẩn thiết cuồng kích, vạn vật đều đang run rẩy, cánh cổng sinh tử ở phía sau mãnh liệt lắc lư, tử khí vô tận dung chuyển cấm kỵ không gian và thời gian. Khương Phàm dương cánh bay đi, tốc độ lại cực nhanh, liệt diễm cuồng kích, móng vuốt đọ sức với trời. Quỹ tích nhật nguyệt vần quanh cơ thể, xung quanh càng có tinh thần tiêu tan. Rất nhiều người đã chứng kiến qua Khương Phàm cùng hình phù đồ chém giết, nhưng vẫn bị thực lực siêu tuyệt mà hai người biểu hiện ra ngay giờ phút này làm cho rung động. Càng mạnh hơn sao? Đây là thần tử cùng ma tử đối kháng sao? Giống. Ma thai gào thét, thần nguyên cuồn cuộn, hình phù đồ nhấc lên ma ảnh đầy trời, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Phàm. Bọn chúng không chỉ có khuấy động ma uy. Càng bao quanh khí tức thời gian,
đây là uy lực cấm kỵ của hắn, bắt nguồn từ huyết mạch bất diệt không chết của hắn, tiếp tục phục sinh. Hoàn toàn mờ mịt, ma ảnh trùng điệp, giống như ma tộc vạn cổ đi ngang qua một trận. Khương Phàm huy động liệt diễm, dương cánh đọ sức với trời. Các loại dị tượng va chạm trong liệt diễm cuồn cuộn, có tinh thần tiêu tan, có nhật nguyệt sụp đổ, mặc dù rất mông lung, không phải táng diệt thật sự, nhưng cũng đã tạo thành khí tức tai nạn. Liệt diễm chói mắt, nhiệt độ cao vặn vẹo, như yêu hỏa vô tận, phần diệt nhật nguyệt tinh thần. Hai loại dị tượng đáng sợ, cây kim so với cọng dâu, giống như hai dòng lũ diệt thế đụng vào nhau, phát ra thần quang sáng chói. Sau đó, là vô tận cô quạnh, như một tinh vực đang tan rã. Trước một khắc, hào quang chói lóa làm cho tất cả mọi người đều phải nhắm mắt, đau nhói khó nhịn, bóng tối vô tận theo sát tới, để linh hồn của hơn mấy ngàn vạn người đều cơ hồ phải rơi vào đó, sợ hãi tuyệt vọng. Hai loại thay đổi hoàn toàn tương phản, hoàn thành trong lúc cường quang nở rộ, từ trung tâm ánh sáng rơi vào địa ngục hắc ám vô biên, đây chính là cảm nhận trong nháy mắt của tất cả mọi người. Đây là võ pháp gì? Bọn hắn mạnh đến như thế này sao? Có rất nhiều thiên tài hoàng tộc hoàng đạo đứng ở rất xa, rung động đến mức toàn thân đều đang rét run. Bành bành bành. Khương Phàm băng diệt ngàn vạn ma quân, giết tới trước mặt hình phù đồ. Hai cánh mãnh liệt vỗ mạnh, hỏa vũ ngập trời, nhanh chóng tiêu xạ, ngưng tụ 88 cây hỏa vũ trường thương, to lớn cứng cỏi, phía trên hiển hiện ấn ký chu tước, giờ phút này càng quấn quanh uy lực tinh thần. Đây là võ pháp tại thời điểm Khương Phàm bế quan 5 ngày dưới đất trước đó đã diễn biến ra, là làm chuẩn bị để săn giết hình phù đồ, chẳng qua là lúc đó xuất hiện Phật Đà, không có cơ hội vận dụng. Ầm ầm, 88 cây hỏa thương như là cầu vồng kinh thiên, vạch phá tinh không, xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ. Tốc độ, mượn nhờ uy lực tinh thần, tốc độ giống như vượt qua không gian. Hình phù đồ đang muốn chống ra cổng sinh tử. Kết quả 88 cây hỏa thương lại bạo kích toàn diện, cuồng oanh loạn tạc, đánh hắn từ không trung phóng tới đại địa. Huyết nhục bay lả tả, nhìn thấy mà giật mình. Khương Phàm giống to một tiếng, toàn thân như được đúc từ kim loại, kim vũ cứng cỏi, phát ra cường quang chiếu xa vạn trượng. Dưới sự khống chế cường đại của Linh Văn, hỏa thương đầy trời đã nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một cây chiến thương màu vàng, uy thế tăng vọt, xuyên thấu mây xanh, lại lần nữa bạo kích hình phù đồ. Ong ong ong, tinh thần vần quanh, va chạm kịch liệt, trường thương lập tức biến mất, mở ra không gian, vượt qua 200 mét, xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ, lao thẳng đến chính giữa lông mày của hắn. Hình phù đồ va chạm đại địa, xoay người lao lên, không có chút do dự gì, mà thai bên trong thân thể cứ trực tiếp phóng thích ra ngoài như vậy. Không có thân thể, giam cầm, mà thai tăng vọt uy thế, không gian dung chuyển đều phần phật loạn hưởng. Ngay cả cấm chế của thượng thương cổ thành đều giống như ép không được. Ầm ầm, ma thai giống như hóa thân kiếp trước, uy thế tuyệt luân, hắn đánh ra một quyền phá hủy hỏa thương dễ như trở bàn tay, nhưng cũng liền rút thân thể về ngay lập tức. Ma thai trung quy vẫn là ma thai, có mạnh có yếu. Mặc dù có thể nhấc lên ma uy vô tận, cũng rất dễ dàng làm bản nguyên bị thương. Không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không nguyện ý phóng xuất. Nhất là khi đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Khương Phàm vậy. Khương Phàm lao xuống, đuổi giết hình phù đồ, tốc độ cực nhanh, giống như một tia sét, liệt diễm cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ ra hình ảnh vạn cầm thần phục tuyệt thế. Chu tước, phục thiên thuật. Khương Phàm hóa yêu toàn diện, uy thế mạnh hơn, móng vuốt cứng cáp hơn. Khương Phàm, hôm nay là trận chiến cuối cùng giữa ngươi và ta, truyền kỳ của ngươi, ta đến kết thúc. Thời không nghịch loạn, U Minh mở cửa. Hình phù đồ trợn mắt trừng trừng, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tiếng như lôi đình, gió lạnh rít gào ở sau lưng, cổng sinh tử ầm vang bắt đầu, xiềng xích gào thét ra khỏi U Minh, cuồng kích Khương Phàm. Khương Phàm dữ tợn, vẻ mặt kiên nghị, toàn thân tăng vọt ánh sáng, tốc độ trong chốc lát lại tăng thêm mấy lần, mạnh mẽ tránh khỏi tất cả xiềng xích, đuổi giết hình phù đồ. Giờ khắc này, hắn đã điên cuồng thức tỉnh đến cực độ. Giờ khắc này, hắn muốn đánh cược sinh tử. Nhận lấy cái chết. Ánh mắt hình phù đồ hừng hực, không có tránh lui, mà kích phát càng nhiều xiềng xích, tuôn trào ra, che mất Khương Phàm. U quang màu đen lấp lóe, mang theo kịch độc năng lượng, vần quanh tử khí tuyệt vọng, oanh kích cơ thể, tước đoạt sinh mệnh. Nhưng, Khương Phàm không sợ hãi, hắn vẫn tiếp tục lao đến, thanh đồng tiểu tháp ở trên cổ áo rung động mãnh liệt,
xông ra hơn 60 sợi tỏa liên, nhanh chóng bay ra, xuyên thủng xiềng xích u minh hỗn loạn, rầm rầm quấn đến trên thân hình phù đồ. Trong chớp mắt, tốc độ Khương Phàm lại tiếp tục tăng vọt, giết vào cổng sinh tử, cũng kéo lấy hình phù đồ quăng đi đến. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, bao nhiêu đôi mắt cũng đều tập trung ngắm nhìn mảnh tử khí ngập trời kia. Dưới những đám mây đen trong bóng tối vô tận, vạn quỷ gầm thét, quỷ môn đứng vững, nhìn thấy mà sợ hãi, càng khiến người ta tuyệt vọng. Mà sâu trong quỷ môn, tại thời khắc sống còn kia, Khương Phàm và hình phù đồ lại đều dùng xiềng xích cuốn lấy nhau. Thái Tuế, Hoàng trưởng lão xuất hiện từ trong hư không, lo lắng khó nhịn. Lúc đầu trốn đi là muốn để phòng chuyện chẳng may, lập tức có thể ngăn cản người ngoài nhúng tay, lại có thể tại thời khắc tất yếu kiềm chế được Khương Phàm, thế nhưng tên điên Khương Phàm kia lại xông vào cổng sinh tử, đây là cố ý sao? Chuyển rời chiến trường đến nơi đó, hắn không có cách nào nhúng tay được. Cổng sinh tử lắc lư mãnh liệt, gió lớn vô tận đang giận dữ rít gào, tử khí đang cuộn trào. Khương Phàm ở trong đó dương cánh cuồng kích, phát sát hình phù đồ. Hình phù đồ muốn kéo lấy Khương Phàm tiến vào U Minh địa ngục, nhưng hắn làm thế nào cũng đều không thoát khỏi được những sợi xiềng xích quấn ở trên người mình, chỉ có thể cùng Khương Phàm liều mạng. Hai người va chạm kịch liệt, biến thành chém giết gần nhau. Ma khu cùng yêu thể, va chạm thể chất đến cực hạn. Giết đến khí thế hừng hực, giết đến máu thịt văng tung tóe. Càng đánh càng mạnh, ước chiến thánh cuồng. Từng tiếng oanh minh, như là M lôi cuồng kích, đinh tai nhức óc. Từng tiếng gào thét, diễn dịch ra khung cảnh yêu ma chém giết đầu máu tươi tàn bạo. Liệt diễm, ma khí cuồn cuộn càng khiến cho cánh cổng sinh tử nguy nga lung lay. Sau mấy chục hiệp, hình phù đồ đã không chịu nổi, bởi vì cưỡng ép mở ra cổng sinh tử đã tiêu hao rất nhiều, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của hắn, mà hắn còn cần phân thần khống chế, nếu không một khi cổng sinh tử đóng lại, bọn hắn đều sẽ bị kéo vào U Minh địa ngục. Khương Phàm lại không có ràng buộc nhiều như vậy. Càng đánh càng cuồng, càng loạn. Chiến đấu thật sự, không chỉ so đấu thực lực mạnh yếu, mà còn so chiến thuật phối hợp cùng thực lực. Chiến thuật thỏa đáng, có thể làm cho thực lực bạo tăng. Chiến thuật thất sách, thảm bại bỏ mình. Giết vào cổng U Minh, đã là đánh cược, là chiến thuật tuyệt diệu. Hắn muốn ở chỗ này triệt để kết thúc hình phù đồ. Cút ra ngoài cho ta. Hình phù đồ tức giận hét lớn, kích phát thần nguyên, thực lực tăng vọt. Toàn lực nắm xiềng xích U Minh trong tay, muốn kéo Khương Phàm ra ngoài. Nhưng Khương Phàm lại dương cánh bay đi, chống cự lại xiềng xích quấn quanh, lao thẳng đến U Minh địa ngục. Muốn chết cùng chết. Tốc độ của Khương Phàm tăng vọt, uy thế càng là kinh người. Rầm rầm. Xiềng xích trong thanh đồng tiểu tháp bị kéo căng, cũng mang theo hình phù đồ bay ra ngoài. A, à, Khương Phàm, ngươi chọc giận ta rồi. Hình phù đồ điên cuồng giãy giụa. Thôi động xiềng xích U Minh kéo lấy Khương Phàm. Đây là lĩnh vực của hắn, ngược lại là hạn chế hắn. Chuyện này khiến hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Vốn định nhanh chóng kết thúc trận chiến, nhưng lại hãm sâu như vậy. A, không thể tha thứ. Biến ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sau khi Khương Phàm tiếp tục nổ bắn ra mấy lần thì liền đột nhiên quay người, đuổi giết hình phù đồ. Dừng ở đây được rồi. Hình phù đồ thiêu đốt thân thể, kích phát thần nguyên đời thứ tư, năng lượng hoàn toàn mới trong chốc lát đã tràn ngập toàn thân, tăng vọt uy thế, ma uy cuồn cuộn, ma khu đời thứ tư đang gào thét bên trong ma khí cuồn cuộn, chấn động sinh tử lưỡng giới, dung chuyển sinh tử môn. Hình phù đồ tuôn ra một quyền, nhấc lên thế công hủy diệt, đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm trực tiếp lao tới, nhưng, giống như xúc tu kéo lấy xiềng xích thanh đồng tiểu tháp của buông ra. Cơ thể hùng tráng của hình phù đồ lập tức mất khống chế, quyền cương cuồng dã đánh ra cũng theo đó mà loạn đi. Kết thúc. Ngay lúc này, mắt phải chờ phát động của Khương Phàm bắn tứ tung máu, như một tiểu chu tước xông ra, khuấy động uy lực thần huyết, bạo kích đầu hình phù đồ. Bành! Hình phù đồ vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu lập tức bị đối diện đánh xuyên, máu tươi phun tung tóe, lực xuyên mạnh mẽ mang theo hắn bay ra ngoài. Lần tuyệt sát này nhanh như phong lôi. Không có bất kỳ lo lắng gì. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, không có một khắc nào ngừng lại, thẳng đến cổng sinh tử. Bởi vì hình phù đồ sắp chết, ý thức lại hỗn loạn, không còn sức để khống chế cánh cổng sinh tử. Cánh cửa lớn nguy nga âm trầm kia đang nhanh chóng đóng lại.
rầm rầm. Xiềng xích u minh vỡ nát, hắc ám không ngừng cuồn cuộn, cánh cổng sinh tử từ chân thực đến phiêu miểu, từ phiêu miểu đến hư vô. Khương Phàm lại vọt ra giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc. Hoa! Trong dãy núi, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người khó nén rung động mà nhìn một màn kinh dị kia. Một con mãnh cầm sôi trào liệt diễm được nhật nguyệt tinh thần vần quanh, xông ra khỏi cánh cửa sinh tử rít gào gió lạnh. Sau một khắc, cánh cửa sinh tử phiêu tán ở vô hình, biến mất tại mảnh thiên không loạn đích lăn lộn kia. Mà hình phù đồ, không có cùng hắn đi ra. Thái tuế đâu, đi ra, mau ra đây. Hoàng trưởng lão có chút hoảng hốt, chăm chú nhìn vùng trời kia, đang mong đợi cổng sinh tử môn lại rộng mở lần nữa, hình phù đồ cường thế trở về giống như ma thần, tiếp tục cùng Khương Phàm chém giết. Nhưng, khí phiêu tán, không còn bóng dáng, không gian bình tĩnh, không còn xuất hiện gợn sóng nào nữa. Giữa rừng rậm, núi cao, vô số cường giả đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt dần dần đặc sắc. Không có đi ra sao? Cổng sinh tử cưỡng ép vặn vẹo thời không, xuyên qua sinh tử lưỡng giới, bên ngoài là nhân gian, bên trong là u minh, chẳng lẽ? Hình phù đồ dùng đá đập chân mình rồi, tự mình mở ra cổng sinh tử, lại tự nhốt mình vào rồi. Hình phù đồ rơi xuống u minh rồi. Coi như hình phù đồ có được minh hồn, bất tử bất diệt, nhưng bây giờ hắn chỉ là niết bàn cảnh, rơi xuống u minh chín là cửu tử nhất sinh. Cái gì gọi là cửu tử nhất sinh? Chính hắn mở cửa chính hắn tự mình đóng, có khả năng sao? Trừ phi hắn chết. Đám người bạo động, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, hình phù đồ thua sao? Hay là đã chết? Lần chiến đấu này rất đột ngột càng ngắn gọn, bọn hắn thực sự khó mà tin được hình phù đồ cứ chết như vậy. Sau khi Khương Phàm giết ra khỏi cổng sinh tử liền lập tức lao thẳng đến hướng Vãn Tình trong phế tích nơi xa. Hướng Vãn Tình be bét máu thịt gục ở chỗ này, hơi thở vô cùng yếu ớt. May mà lúc nổ đã do hắn gánh vác kích mãnh liệt nhất đầu tiên, không lo nguy hiểm đến tính mệnh. Không sao, nàng không sao rồi. Khương Phàm lấp một viên vĩnh sinh trùng tử vào trong miệng hướng Vãn Tình, thu vào thanh đồng tiểu tháp, dương cánh bay đi, đuổi giết hoàng trưởng lão. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Thái tuế đâu, thái tuế của thần miếu ta đâu? Khương Phàm, trả thái tuế của ta lại đây. Hoàng trưởng lão gầm thét. Không gian trên trời dưới đất mãnh liệt lắc lư, giống như là đại mạc nổi sóng chập trùng, rung động lòng người. Hắn biến mất trong nháy mắt, sau một khắc lại xuất hiện ở phía sau Khương Phàm, hai mắt nổi cao, gương mặt dữ tợn, tuôn ra một quyền, không gian đổ sụp, vết nứt như sấm, uy thế tuyệt luân. Nhưng, tại một khắc hắn biến mất này, Khương Phàm đã tuôn trào liệt diễm ra, tràn ngập uy thế hoắc loạn không gian, tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong liệt diễm bùng lên cường quang, ngưng tụ ra hư ảnh chu tước, dương cánh bạo kích, tuôn ra lệ khí, trọng quyền cuồng dã chấn động không gian, đánh thẳng vào hoàng trưởng lão vừa mới xuất hiện. Mặc dù cảnh giới của hoàng trưởng lão cao thâm, nhưng vì hắn bị nhận lấy cấm chế áp chế, căn bản gánh không được thế công của Khương Phàm, hắn cắn răng một cái trong nháy mắt đã biến mất, xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Tức giận, lo lắng, điên cuồng gào thét. Con mắt sung huyết, da thịt căng cứng, máu tươi sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, cảnh giới của hoàng trưởng lão bị thượng thương áp chế kịch liệt chấn động, vậy mà đã đạt đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Hư không đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão lên tiếng hét lớn, âm thanh chấn động đất trời, truyền vào hư không thâm thúy. Trong chớp mắt, hư không bạo động, từ trong bóng tối vô tận nhấc lên thủy triều mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, cuồng dã giống như biển gầm, bên trong hư không tràn ngập vết nứt, giống như lôi đình vô tận đang cuồn cuộn, vọt tới thế giới thật sự. Khương Phàm giật mình trước nguy hiểm, nhưng không có tránh né, cũng không có cảm giác đến hướng tấn công, trước tiên lui về mặt đất, triệu ra Thái Tổ Sơn, lấy đại địa mẫu khí tỉnh lại uy lực hồng hoang đang yên lặng. Ầm ầm tiếng vang, Thái Tổ Sơn tăng vọt kích thước, bụi mù cuồn cuộn, giống như thủy triều dâng trào đến mười phương. Sau một khắc, không gian sụp đổ, hư không đại thủ ấn đột nhiên từ không trung giáng lâm, bàn tay hắc ám kinh khủng tràn ngập vết nứt hư không như lôi đình. Khuấy động bóng tối vô tận và tĩnh mịch, không nhìn đến khoảng cách không gian, nháy mắt đã lao tới. Xa xa trông qua, giống như ông trời đang nổi giận, trưởng diệt dân chúng, hình ảnh kinh khủng làm cho đám người xem chiến khiếp sợ. Đây chính là điểm mạnh của một võ giả không gian, một kích nổi giận, thật sự như là hủy trời diệt đất. Khương Phàm dương cánh gáy to, khiếu động cửu thiên, cuồng bạo phóng thích uy thế Thái Tổ Sơn,
bao quanh mê quang, nghênh kích hư không đại thủ ấn. Mê quang giống như chiều cường, bên trong có đất liền diễn sinh, có dãy núi đứng vững, theo mê quang nở rộ, từ xa nhìn lại tựa như là một đại lục hoàn chỉnh đang thành hình. Nhận đại địa mẫu khí trùng kích, hồng hoang thần binh này bộc phát ra uy thế không gì sánh kịp. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt, đinh tai nhức óc, không gian bạo động, khuấy động hơn 10 dặm. Đại địa chập trùng, giống như sóng cả trùng kích dãy núi rừng rậm. Cuồng phong gào thét, bụi mù cuồn cuộn, thiên kinh động địa. Mọi người nhìn đến rung động, càng cảm thấy lạnh cả người. Đến bây giờ hình phù đồ còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ là đã chết thật rồi? Thánh vương Thái Tuế danh chấn hoàng đạo, cứ vậy mà chết trên tay Khương Phàm. Tên điên này lại còn không có thỏa thích, lại tiếp tục giết cùng võ giả không gian. Hư không, đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão tức giận, liên tiếp thi triển sát chiêu hủy diệt mạnh nhất của hắn, cũng không tin sẽ không giết chết Khương Phàm được. Thâm không vô tận tiếp tục bạo động, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, dung chuyển không gian thế giới thật sự bên ngoài đều nổi sóng chập trùng, giống như toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Cái uy thế thẩm thấu không gian tràn ngập đất trời kia để vô số người sợ hãi tuyệt vọng, còn có người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Ầm ầm, hư không sụp đổ, trưởng ấn đầu tiên xô ra khỏi hắc ám, che khuất bầu trời, khí lãng cuồn cuộn, như bài sơn đảo hải oanh kích Khương Phàm, vết nứt hư không bên trong giống như hồng hoang thiên lôi, cuồng kích không dứt. Ngay sau đó, đòn hư không đại thủ ấn thứ hai từ trong bóng tối vô tận xông ra, tràn ngập tĩnh mịch cùng hủy diệt, khuấy động khí lãng vô biên. Thanh triều kịch liệt như thương thiên đang gào thét, uy thế kinh khủng như thế giới muốn sụp đổ. Khương Phàm không sợ, hắn tiếp tục kích ra đại địa mẫu khí, va chạm Thái Tổ Sơn, phóng xuất ra ánh sáng thao thao bất tuyệt. Quy mô Thái Tổ Sơn cũng tiếp tục tăng vọt, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, cái khí thế nguy nga kia như một cái trụ trời, trấn áp núi sông, dơ cao dơ không gian hư vô. Rầm rầm rầm, kéo dài oanh tạc, chấn động Thái Tổ Sơn, oanh kích lấy đại địa nặng nề. Tiếng vang mãnh liệt truyền khắp vài trăm dặm sơn lâm, sụp ra vô số vết nứt, mỗi một vết nứt đều sâu không thấy đáy. Khương Phàm thừa nhận thế công kinh khủng, thất khiếu rướm máu, hài cốt giòn vang, nhưng chiến ý trong hắn vẫn như thủy triều, tế ra Thương Sinh Cung. Ong ong ong, Thương Sinh Cung nở rộ ánh sáng kỳ diệu, phóng thích ra khí lãng chúc phúc. Khương Phàm huy động liệt diễm, hóa thân thành chu tước quay quanh Thương Sinh Cung. Thương sinh, tạo hóa. Quốc vận cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt. Hai loại năng lượng vô hình vô chất, giống như thủy triều trùng điệp, rót vào thân thể Khương Phàm, hội tụ đến Thương Sinh Cung. Oanh! Thương Sinh Cung run rẩy kịch liệt, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, từng luồng gợn sóng mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Thương Sinh Cung, hắn thật sự tế khởi Thương Sinh Cung. Trong núi rừng, người trấn thủ Tổ Sơn, Diêu Khải Minh ngóng nhìn đầu nguồn bạo loạn nơi xa, chuôi Thương Sinh Cung kia chính là của Lãnh Văn Thanh, đã thật sự bị kích phát. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Khương Phàm hét lên đầy giận dữ, sát sinh tiễn tỏa sáng tới cực hạn, trong chớp mắt đã nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động dãy núi, oanh minh hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Hoàng trưởng lão đã chứng kiến qua cái uy thế của cung tiễn đánh xuyên sinh tử lưỡng giới này, quả quyết phong cấm hư không, ẩn vào hắc ám. Ngươi trốn không thoát, đây là ý nguyện dân chúng sinh thẩm phán. Ta, pháp lệnh dân chúng, phán ngươi tử hình. Khương Phàm hét lớn như sấm, sát sinh tiễn xuyên qua hư không, đuổi giết hắc ám vô tận. Giống như lưu tinh phá vỡ thâm không, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão tế ra một miếng xương thú, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ nó. Xương thú giống như bị kích hoạt, hóa thành một con cự thú hắc ám, thủy triều khuấy động không gian thâm không, liên miên bất tuyệt. Ầm ầm, sát sinh tiễn nháy mắt đã tới, không chút huyền niệm mà xuyên qua cự thú vẫn chưa hoàn toàn thành hình, lại trực tiếp đánh xuyên đến ngực hoàng trưởng lão. Phốc, máu tươi phun ra từ phía sau, hoàng trưởng lão như bị sét đánh ngửa mặt tung bay ra ngoài. Bay vào hắc ám hư vô. Phía ngoài phế tích, Khương Phàm bị suy yếu bao phủ, cắm người trên Thái Tổ Sơn. Một kích cuối cùng hao hết toàn bộ tinh lực của hắn,
không thể kiên trì được nữa. Khương Phàm run rẩy giơ tay lên, cho vào trong miệng một viên vĩnh sinh trùng tử, khép lại thương thế. Trong núi rừng, Diêu Khải Minh càng nhăn chặt lông mày, tình cảnh không nguyện ý nhìn thấy nhất cứ như vậy mà hiện ra rõ ràng ở trước mặt. Khương Phàm, kéo thương sinh cung, thả ra thương sinh tạo hóa. Các trưởng lão tổ sơn hai mặt nhìn nhau, thánh địa thiên hạ khổ sở đợi chờ người thừa kế vài vạn năm, lại là một tên con buôn chiến tranh. Ông chờ đang đùa giỡn với bọn hắn sao? Chúng ta là thánh địa cơ mà. Chờ Khương Phàm rời khỏi, chúng ta nói chuyện với hắn một chút. Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Khương Phàm đã thật sự cướp đi truyền thừa của Lãnh Văn Thanh rồi. Lãnh Văn Thanh giữ nhiều lành ít, mà bọn hắn nhất định phải nghĩ cách tiếp nhận thực tế. Thế nhưng, Khương Phàm, Diêu Khải Minh thật sự có chút không tiếp thụ được. Các trưởng lão Tổ Sơn kiềm chế sự rung động lại, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn đều là người của Tổ Sơn, không nên công nhiên gặp mặt cùng loại cuồng nhân chiến tranh như Khương Phàm này. Trong rừng rậm, đại trưởng lão của Thái Cổ Thần Miếu vừa mới mang người đuổi tới. Trước đó là đang lặng lẽ theo dõi Thái Tuế, kết quả Thái Tuế đột nhiên tăng tốc, để bọn hắn mất đi mục tiêu. Cho đến khi nhìn thấy được dung chuyển ở nơi này, mới lần theo thanh triều chạy tới. Ai đang đánh cùng ai? Đại trưởng lão đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua ngọn núi nguy nga nơi xa kia. Đó là vũ khí sao? Bên trong mê quang giống như có đất liền diễn sinh, núi cao trưởng thành, khí thế mênh mông nặng nề giống như thấm vào địa tầng, truyền khắp dãy núi để tất cả những người đứng trên mặt đất đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế kia. Rất không tệ. Vũ khí như thế này đáng để thần miếu bọn hắn cân nhắc cất giữ. Thái Tổ Sơn, chẳng lẽ là Khương Phàm đánh nhau cùng Thái Tuế? Tạ Ninh trước tiên đã nhận ra Thái Tổ Sơn. Đó chính là Thái Tổ Sơn sao, trách không được, đánh xong rồi sao? Hai mắt đại trưởng lão rạng rỡ tinh mang, nhìn thấu phế tích, ngắm nhìn đỉnh núi nguy nga kia. Hắn thấy được một người cả người là máu, nhưng không phải Thái Tuế, hẳn là Khương Phàm. Thái Tuế đâu? Hoàng trưởng lão đâu? Các trưởng lão thần miếu nhìn ra xa bốn chỗ, chẳng lẽ lại bị đánh bại rồi? Lần này Thái Tuế có chuẩn bị mà đến, cũng không có khả năng như thế được. Bọn hắn hơi nhíu mày lại, mơ hồ có một dự cảm xấu, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vọt tới trong cánh rừng, bắt lấy một kẻ tán tu kéo về. Nói, xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta thật sự không biết, ta vừa tới nơi này, các ngươi hỏi người khác đi. Tán tu quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu. Hắn nhận ra đám người này, đều là người của Thái Cổ Thần Miếu, nếu như mình nói chuyện đã xảy ra, rất có thể đám người này trong cơn giận dữ mà chụp chết hắn. Ngươi chán sống, chúng ta tra hỏi ngươi là vinh hạnh của ngươi, nói. Ta thật sự không biết. Nếu vô dụng, vậy thì chết đi. Ta nói, đừng giết ta không biết tình huống cụ thể. Ta chỉ trông thấy Khương Phàm và Hình Phù Đồ kéo nhau vào bên trong cổng sinh tử chém giết, cuối cùng Khương Phàm đi ra, cổng sinh tử cùng Hình Phù Đồ lại biến mất. Vị trưởng lão kia không gian đi ra báo thù, kết quả Khương Phàm một tiễn đánh vào hư không, hắn cũng không có trở ra. Chiến đấu liền kết thúc, không đúng, là giống như kết thúc, ta không rõ ràng lắm. Sau khi tán tu nói xong, hắn cúi đầu thật sâu, không còn dám nhìn bọn hắn. Không khí ngột ngạt. Ánh mắt của các trưởng lão thần miếu gắt gao tiếp cận vị tán tu kia. Sau một lát, bọn hắn bỗng nhiên biến sắc. Cổng sinh tử biến mất, Hình Phù Đồ không có đi ra. Đó là chết rồi, hay là bị lưu vong trong địa ngục? Cổng sinh tử là do Hình Phù Đồ mở ra, làm sao có thể khốn trụ mình được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng trưởng lão lại không có từ hư không đi ra. Lấy độ trung thành của hắn. Không giết Khương Phàm thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, chẳng lẽ là... Không đúng, một tiễn liền bắn chết. Đại trưởng lão và đám người ớn lạnh toàn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm, Thái Tuế của thần miếu ta đâu? Đại trưởng lão phát động uy thế thánh linh tuôn trào ra, thẳng tới Tam Trọng Thiên. Đám người Tạ Ninh theo sát lao ra, vừa tức giận lại càng sợ hãi, trong lòng có một thanh âm đang vang vọng, không thể nào, đây không phải là sự thật. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, đón lấy uy thế mãnh liệt đập vào mặt kia, lên tiếng quát lớn. Chết bất đắc kỳ tử, chết, chết hẳn. Tốc độ đại trưởng lão không giảm, vẫn tiếp tục đuổi giết Khương Phàm.
thái tuế của thần miếu ta không hồn, bất tử bất diệt, đất trời đều mai táng hắn không được, chỉ bằng ngươi. Đất trời mai táng không được, vậy thì đưa đi U Minh địa ngục. Bằng thực lực của hắn bây giờ, còn không thể từ U Minh nghịch hướng mở cửa trở lại nhân gian. Nếu như quỷ chủ U Minh bọn họ biết thái tuế đã từng đồ sát quỷ tộc vô số lần đi đến làm khách, ha ha ha, bọn chúng khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Lão tặc, nhanh đến U Minh địa ngục nhặt xác cho đi, nếu xong thì ngay cả mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Nhận lấy cái chết, đại trưởng lão chưa từng thấy cuồng ngạo như vậy người, cũng dám khiêu khích hắn vị này thần miếu đại trưởng lão. Nơi này là thượng thương cổ thành, không phải thái cổ thần miếu của ngươi, ngươi thánh linh thì như thế nào, ngươi không giết chết được ta. Khương Phàm thu hồi thái tổ sơn, xông vào địa tầng, chuẩn bị hấp dẫn hắn đi vào vực sâu. Nhưng, sau khi chạy hết tốc lực một hồi, vậy mà không đợi được thần miếu đuổi theo, bất luận là địa tầng hay là bên ngoài, đều không có phát giác được năng lượng ba động quá mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm cảnh giác, lặng lẽ rời khỏi mặt đất. Đại trưởng lão đang muốn đuổi bắt Khương Phàm, lại đột nhiên bị số lượng lớn cường giả giáng lâm bao vây. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tránh ra! Đại trưởng lão căm tức nhìn lão nhân trước mặt. Chúng ta đang tìm hình phù đồ. Ngăn hắn lại không phải là người khác, mà chính là lão tổ tông của Xí Thiên Giới, còn có lão bá vương và các cường giả chiến đấu của Xí Thiên Giới tất cả. Muốn gặp thái tuế, đến thần miếu xin chỉ thị, chớ cản đường, tránh ra. Đại trưởng lão sốt ruột săn giết Khương Phàm, hắn chưa từng tức giận qua như hôm nay, lại bị một thằng danh con khiêu khích. Giao hình phù đồ ra. Lão tổ tông của Xí Thiên Giới chậm rãi vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang, bên trong ánh mắt thâm thúy toát ra sát ý. Lão già, người thành lão hồ đồ rồi, người biết người đang nói chuyện cùng ai. Đại trưởng lão cau chặt lông mày, người của Xí Thiên Giới trước đó ngay cả tư cách gặp hắn cũng đều không có, bao gồm cả lão gia hỏa này, hôm nay đây là bị trúng gió gì rồi. Giao hình phù đồ ra, nếu không dùng người chất áp. Lão tổ tông thể hiện lạnh nhạt, cường thế giằng co. Các ngươi điên rồi sao? Ta mặc kệ các ngươi phát bệnh thần kinh gì, bây giờ lui ra, ta có thể coi như đều không có phát sinh cái gì cả. Đại trưởng lão nghiêm túc quát tháo. Các cường giả thần miếu thì nhìn hằm hằm, mơ hồ có thể đoán được mục đích của Xí Thiên Giới, đây là muốn thay Khương Phàm ra mặt. Nhưng, Xí Thiên Giới không nghe nói về tội ác mà Khương Phàm phạm vào ở trong thượng thương cổ thành này sao? Lại còn không tiếc đắc tội bọn hắn thái cổ thần miếu, đều muốn bảo vệ Khương Phàm. Lão tổ tông nói, hình phù đồ giết hại phó giới chủ Xí Thiên Giới ta, giết chết thánh thú trấn giới, trộm lấy chí bảo trấn giới, tội không thể tha. Chúng ta phụng lệnh giới chủ, truy nã hình phù đồ. Hắn, ở đâu, là chính các ngươi giao ra, hay là do chúng ta tự mình động thủ? Ngươi là rơi trong mộng cảnh rồi. Các cường giả thần miếu cau chặt lông mày. Giết hại phó giới chủ, từ lúc nào Xí Thiên Giới các ngươi lại có phó giới chủ? Giết chân giới thánh thú, trong các ngươi còn có thánh thú. Chí bảo chân giới, tất cả những thứ chân giới của các ngươi đều là một số đỉnh lô, thái tuế chúng ta cũng không phải thiêu hỏa lô, trộm bọn chúng làm gì. Phụng lệnh giới chủ, truy nã hình phù đồ cùng đồng lõa. Ai dám ngăn cản, giết không tha. Thái cổ thần miếu, nếu như không muốn tuyên chiến cùng Xí Thiên Giới, liền để chúng ta mang hình phù đồ về thụ thẩm. Làm càn, các ngươi quên bây giờ Xí Thiên Giới vững chắc địa vị là ai cho? Địa vị của Xí Thiên Giới là Xí Thiên Giới dùng đan dược trồng chất đi lên, đừng nói nhảm, giao người ra. Lão già, người muốn làm thật. Đại trưởng lão cũng không ngốc, cái này hiển nhiên là đường cong cứu viện, lấy mục đích đả kích hình phù đồ, trợ giúp Khương Phàm thoát khốn. Nhưng, rốt cuộc giới chủ Xí Thiên Giới là đang nghĩ cái gì, vậy mà lại vì Khương Phàm, không tiếc trở mặt cùng thái cổ thần miếu. Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mỹ lệ làm rung động lòng người, thánh khiết như tinh linh tự nhiên. Xí Thiên Giới tôn trọng thái cổ thần miếu, không nguyện ý khai chiến, nhưng nếu như thái cổ thần miếu nghĩ là có thể tùy ý ức hiếp Xí Thiên Giới, vậy chúng ta cũng không tiếc cái giá mà bảo vệ tôn nghiêm, dù là phải nhấc lên chiến tranh. Tiểu nha đầu, người có chuyện gì ở nơi này? Tạ Ninh nhíu mày, nữ tử này là ai? Đại trưởng lão cùng lão tổ tông Xí Thiên Giới nói chuyện, người cho rằng dáng dấp xinh đẹp liền có tư cách chen miệng vào. Nàng, chính là phó giới chủ của Xí Thiên Giới chúng ta, Dạ An Nhiên. Lão tổ tông đứng trước mặt mọi người giới thiệu. Phó giới chủ,
các trưởng lão thần miếu đồng loạt tiếp cận nữ tử tinh khiết xinh đẹp trước mặt. Thật sự có phó giới chủ. Bị lão tổ tông tuyên bố trước mặt mọi người, khẳng định không sai. Loại chuyện này sẽ không đem ra đùa giỡn. Nhìn rất trẻ trung, có tài có đức gì lại trở thành nhân vật số 2 của đệ nhất hoàng đạo Thương Huyền, đây chính là địa vị trí cao vô thượng. Dạ An Nhiên. Làm sao nghe có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe nói qua ở nơi nào rồi. Hình phù đồ tập kích ta tại thời điểm ta bế quan, giết thánh thú của ta, cướp bảo vật của ta, còn bắt đi tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Dạ An Nhiên nhìn tinh khiết suy mỹ, lại tản ra uy thế phi phàm. Dù sao nàng cũng đang khai phách thế giới hoàn toàn mới, có thể so với thánh A-la thế giới, cái uy thế từ trong ra ngoài kia cũng không phải để những người khác có thể so sánh được. Các cường giả thần miếu đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì hình phù đồ xác thực đã bắt một nữ tử trở lại, còn mang nữ tử kia ra dẫn dụ Khương Phàm. Chỉ là hình phù đồ cao ngạo, khinh thường nhiều lời cùng bọn hắn cũng không biết thân phận người kia, càng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão cũng nhăn lông mày lại, chẳng lẽ Thái Tuế thật sự đã mạo phạm nữ hài nhi này, còn giết thánh thú cướp đoạt bảo bối. Nhìn Xí Thiên Giới dốc hết toàn lực, thật sự là có khả năng. Lão tổ tông của Xí Thiên Giới nói, hình phù đồ đâu, là các ngươi mời đi theo, giao cho chúng ta, hay là để chúng ta tự mình ra tay. Xin đừng nên hoài nghi quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm của Xí Thiên Giới chúng ta. Hình phù đồ bị Khương Phàm đưa vào U Minh địa ngục. Thái độ của đại trưởng lão vẫn rất cường thế, nhưng ngữ khí hơi yếu. Nếu như hình phù đồ thật sự đã làm những chuyện kia, như vậy Xí Thiên Giới cùng Thái Cổ Thần Miếu khai chiến càng có đầy đủ lý do hợp lý, bằng vào danh vọng Xí Thiên Giới tích lũy trên vạn năm, rất có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn tại Nam Bộ, kiềm chế lực lượng Thái Cổ Thần Miếu cực lớn. Nghĩ đến hướng xấu, Xí Thiên Giới thậm chí có thể mượn cơ hội mời hoàng đạo khác, chinh phạt Thái Cổ Thần Miếu. Ví dụ như hoàng đạo Nam Bộ, Thiên Cực Giới, hoàng đạo Đông Nam, Sinh Mệnh Thần Điện. Lão tổ tông của Xí Thiên Giới nói. Khương Phàm mạnh hơn cũng không thể nào mạnh hơn hình phù đồ, đừng nói nhảm, mời hắn về, giao cho chúng ta. Trưởng lão thần miếu quát tháo. Các ngươi giả ngu sao? Sẽ không hỏi những người xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa tới. Lão tổ tông ra hiệu người đứng phía sau đến gần đó hỏi một chút. Tin tức rất nhanh đã truyền về, Khương Phàm xác thực đã đưa hình phù đồ vào U Minh. Chuyện hình phù đồ tổn thương phó giới chủ, thần miếu chúng ta sẽ đưa ra bồi thường, nhưng Khương Phàm là trưởng lão Xí Thiên Giới các ngươi, hắn. Đại trưởng lão còn chưa nói xong, lão tổ tông Xí Thiên Giới lại nói. Khương Phàm không phải trưởng lão Xí Thiên Giới chúng ta, chuyện hắn làm không có bất cứ liên quan nào với chúng ta, hôm nay chúng ta chỉ là tới bắt hình phù đồ. Nếu hình phù đồ không có ở đây, vậy thì mời đại trưởng lão đến Xí Thiên Giới làm khách, chờ Thái Cổ Thần Miếu cho ra một lời giải thích. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lão tổ tông bước về phía trước hai bước, vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí tàn nhẫn. Mời toàn bộ các ngươi, đến Xí Thiên Giới làm khách. Nếu như Thái Cổ Thần Miếu không đáp lại, giết các ngươi tế cờ, tuyên chiến Thái Cổ Thần Miếu. Bá Vương và đám người cùng nhau bước lên phía trước, sát ý bắn tung tóe, không che giấu chút nào. Các trưởng lão thần miếu thở hổn hển, căm tức nhìn Xí Thiên Giới đám người. Phản. Đơn giản là le uốn phản. Tại Tây Nam Bộ, Thái Cổ Thần Miếu bọn hắn không thể nghi ngờ chính là chủ nhân, Xí Thiên Giới là được bọn hắn che chở. Trước đó muốn gặp bọn hắn, đều cần xin chỉ thị, còn phải xem tâm tình của bọn hắn. Hôm nay đột nhiên chuyển biến như thế này, để bọn hắn rất không thích ứng, cũng không thể tức giận. Thật giống như chó trong nhà nuôi, đột nhiên nhào tới muốn cắn chết bọn hắn. Nhưng, bọn hắn không có cưỡng ép phát tác, bởi vì nơi này là Thượng Thương Cổ Thành, người của bọn hắn ít hơn so với Xí Thiên Giới, thực lực càng yếu hơn so với Xí Thiên Giới. Nhìn đám người Xí Thiên Giới đằng đằng sát khí này, một khi khai chiến ở chỗ này, rất có thể sẽ thật muốn hạ tử thủ. Các ngươi cùng chúng ta trở về, hay là chúng ta mời các ngươi trở về? Lão tổ tông Xí Thiên Giới giơ tay lên, giống như giơ cao chiến kỳ, tùy thời chuẩn bị nhấc lên thế công. Bá Vương và các cường giả Xí Thiên Giới lập tức tản ra, bao vây Thái Cổ Thần Miếu. Nét mặt của đại trưởng lão và đám người thần miếu lập tức thay đổi, sỉ nhục, đúng là sỉ nhục, đường đường là hoàng đạo, lúc nào lại nhận phải loại đãi ngộ này. Thượng Thương Cổ Thành đáng chết.
Đại trưởng lão nói. Ta cùng các ngươi trở về, những người khác về Thái Cổ Thần Miếu. Lão Tổ Tông nói. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lùng. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu thật sự gây lên chiến tranh, Thái Cổ Thần Miếu ta nhiều nhất chỉ là thương cân động cốt, nhưng Xí Thiên Giới thì sẽ phải chịu nửa tàn phế. Coi như Xí Thiên Giới biến mất từ thế giới này, chúng ta cũng phải bảo vệ tôn nghiêm. Lần này, chúng ta là tới thật, bắt lại cho ta. Ai dám không phục, giết. Lão Tổ Tông gầm thét, bỗng nhiên phất tay. Chậm đã, để lại một người, trở về thông báo tình huống. Không cần, tin tức đã truyền ra, chờ các ngươi đến Xí Thiên Giới, Thái Cổ Thần Miếu tự nhiên sẽ có phản ứng, bắt lấy. Lão Tổ Tông Xí Thiên Giới hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đại trưởng lão, đưa ra lệnh bắt người. Đại trưởng lão và đám người không có phản kháng, nếu không sẽ chỉ tự rước lấy nhục, dù sao nhân số của cùng thực lực hai bên cũng cách quá lớn. Xí Thiên Giới bắt người Thái Cổ Thần Miếu. Trong dãy núi, đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ thấy được một màn như thế. Thế nhưng Thái Cổ Thần Miếu là hoàng đạo cơ mà, Xí Thiên Giới điên rồi sao? Chẳng lẽ điên cuồng còn có thể truyền nhiễm? Thật tốt cho một hoàng tộc đan đạo, cũng bởi vì thu nhận tên điên Khương Phàm kia, cũng thay đổi phong cách. Tặc điều tìm tới Khương Phàm trong rừng rậm. Hướng Vãn Tình đâu, tiểu hồ ly của ta đâu? Nàng còn tốt, các ngươi tới rất nhanh nha. Khương Phàm nhìn tình cảnh Xí Thiên Giới giam giữ Thái Cổ Thần Miếu ở phía xa, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, giới chủ Xí Thiên Giới vẫn rất có phách lực. Không có bị trà đạp chứ? Không có. Xác định, đừng gạt ta. Thật không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rốt cuộc tặc điểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Bị ta trà đạp. Khương Phàm nói thầm một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một số việc muốn ngươi chuyển cho giới chủ cùng An Nhiên. Ngươi không đi qua nói. Từ giờ trở đi, mặt ngoài ta không còn thuận tiện có liên hệ cùng Xí Thiên Giới nữa, ngươi giúp ta thuật lại đi. Ta đã chuẩn bị bại lộ thân phận, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, đến lúc đó các ngươi cứ việc tuyên bố đã sớm đoạn tuyệt liên quan với ta, còn phải chú ý bảo vệ tốt mình, thời khắc tất yếu rời khỏi thế giới hiện thực, trốn đến trong hư không. Sau khi ta bại lộ thân phận, ngươi dùng niết bàn thạch ta đưa cho ngươi, hiển hóa thành bộ dáng Chu Tước, phối hợp cùng Ác Nhân Cốc và Kiều Gia, biểu diễn bốn chỗ, hấp dẫn lực chú ý của các phương. Cũng không cần tấp nập xuất hiện, thường thường lộ mặt. Bây giờ liền vội vã bại lộ thân phận, người điên ư? Không phải, muốn chết muốn tức giận. Thượng Thương Cổ Thành chôn giấu lấy quốc vận thần triều của ta, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Không phải ta muốn bại lộ, mà là tình thế bức bách. Ngươi có vật chứa loại không gian không? Có, bảo bối sao? Ta đều chuẩn bị xong. Hai mắt tặc điều tỏa sáng. Khương Phàm dở khóc dở cười. Không gian lớn không? Tương đối lớn. Tặc điều đưa cho Khương Phàm một cái hộp gấm. Khương Phàm lắc đầu, thu hộp gấm vào thanh đồng tiểu tháp. Ta sưu tập rất nhiều bảo vật, có 3 hạt giống vĩnh sinh thần thụ, giao cho An Nhiên, để nàng trồng ở bên trong thế giới ngũ hành của nàng, bên trong có vĩnh sinh huyền bí. Ta còn góp nhặt 7 cái đầu hồng hoang tổ kỳ lân, theo thứ tự là thổ, hỏa, thủy, cự phong, lôi điện, hắc ám. Hỏa, thủy, ta đều giữ lại, thổ, cho Tiêu Phượng Ngô, hắc ám, cho Chu Bất Dĩ của Ác Nhân Cốc, để bọn hắn mau chóng dung hợp. Cự phong, cho Yến Khinh Vũ. Nhưng thực lực và linh văn của nàng không đủ, có khả năng sẽ bị tổn thương, ngàn vạn lần phải cẩn thận vận dụng. Lôi điện, cho Du Cảnh Chiến, truyền cho hắn một câu, đây là áy náy của ta, cũng là chờ mong của ta, hy vọng cái đầu lâu tổ kỳ lân này có thể cho hắn một cơ hội thiêu đốt sinh mệnh. Xương cột sống của tổ kỳ lân cho phụ thân Khương Hồng Võ ta, đó là bộ phận quan trọng nhất của tổ kỳ lân, thai nghén qua tổ nguyên chí tôn cốt, ngàn vạn lần phải nhắc nhở phụ thân cố gắng lợi dụng cho thật tố. Móng vuốt, xương sườn các loại, ta để lại cho Hàn Ngạo, Khương Bân. Ta còn sưu tập di cốt và áo giáp của Thái Võ Nhân Hoàng. Xương sống cho Vô Hồi Thánh Chủ, những bộ phận di cốt nhân hoàng khác, cho muội muội Uyển Nhi của ta. Những bảo bối mà Khương Phàm liều mạng sưu tập, đều thu sạch vào trong hộp gấm không gian, phân cho bằng hữu người thân. Nhất là di cốt Thái Võ Nhân Hoàng hoàn chỉnh xương sống, cùng xương sống Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, đều là ký thác kỳ vọng. Hy vọng có thể kích phát tiềm lực của phụ thân và thánh chủ. Khương Phàm dặn dò. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân,
Thái Võ Nhân Hoàng, đã từng là thần linh thượng cổ, di cốt của bọn họ đều là có thể thay đổi vận mệnh, ngàn vạn lần phải biết quý trọng, phát huy dược hiệu đến cực hạn. Còn nữa, nhắc nhở bọn hắn cố gắng tu luyện, mặc kệ nghe được tin tức gì cũng đều không cần đi ra tìm ta, càng không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt, bây giờ còn không cần bọn hắn. Được rồi, đừng càm giảm. Tặc Điểu không nhịn được mà chặn ngang, nói. Tuổi bọn họ lớn hơn ngươi, tinh hơn so với đầu của ngươi, gặp được chuyện vẫn còn trầm ổn hơn so với ngươi, không cần đến ngươi lề mề chậm chạp, nhanh, nói điểm chính. Khương Phàm dở khóc dở cười. Trọng điểm đều đã nói xong. Nói đùa sao, nhanh, tiếp tục. Không có. Ta nói bảo vật, tiếp tục nhét, không gian còn nhiều, nhồi vào nhồi vào. Những thứ này còn chưa đủ. Bọn hắn đủ rồi, ta đâu? Người có niết bàn thạch rồi, đó cũng là tinh phách niết bàn kiếp trước của ta, mỗi viên đều có được năng lượng phi phàm. Đại huynh đệ, ta là phải thay ngươi ra ngoài bán mạng, đừng nói nhảm, khẳng định phải có phần của ta, lấy ra. Thật không có. Di cốt tiên tổ trấn thủ tổ kỳ lân kia đâu. Người vẫn hiểu rõ rất rõ ràng, đã cho người ta dung hợp. Viếng mồ mả không hóa vàng mã, người lừa gạt quỷ sao? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi là có thái độ này, ta phải nghiêm túc cân nhắc có phải dùng niết bàn thạch hay không. Liều mạng đó, huynh đệ, chẳng may bị đuổi kịp, ta liền xong rồi. Khương Phàm bất đắc dĩ nói. Ta từ Thiệu gia đoạt được một miếng di cốt phượng hoàng, năng lượng bên trong rất mạnh. Nhưng so với niết bàn thạch của ta thì vẫn kém một chút. Tặc Điểu không chút khách khí đả kích. Kéo con bê đi, ngươi cũng chết đã bao nhiêu năm. Còn gì nữa không? Còn có chút di cốt cổ thú, đều mục nát không thể dùng, chỉ có thể luyện dược, cũng không có thích hợp ngươi. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, điệu bộ này làm sao giống như là ăn cướp. Ta không vội, ngươi lại chậm chậm cân nhắc. Tặc Điểu vẫn nhìn chằm chằm Khương Phàm không bỏ qua. Xung Phong nhận việc tới đón Khương Phàm, đều đè Dạ An Nhiên xuống, chính là suy nghĩ chiếm nhiều bảo bối chút, kết quả ra hỏa này đã sớm định xong. Liền ngay cả hỏa diễm đầu lâu tổ kỳ lân mà nó chờ mong đã lâu kia đều sớm có chủ rồi. Được được, chờ ta tìm tới di cốt kiếp trước của ta, sẽ để cho ngươi một khối, có thể thực hiện. Quyết định, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giả mạo ngươi đi khắp thiên hạ quấy rối nữ tử, bôi xấu thanh danh ngươi. Nhất định, nhất định. Còn nữa, tiểu hồ ly đâu? Cùng ta trở về, M Dương điều hòa, sáng tạo thế giới. Vạn đạo thần giáo đã tiếp cận nàng, về xí thiên giới sẽ đi tai họa, tạm thời vẫn là ở lại bên cạnh ta đi. Tạm thời sao, thành thật một chút, nắm chặt dây lưng quần, coi trọng huynh đệ ngươi. Sau khi Tặc Điểu liên tục dặn dò liền mang theo hộp gấm không gian rời khỏi. Khương Phàm vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa muốn cười, gia hỏa này đã sớm biết thân phận của hắn, nhưng không hề e ngại chút nào. Lần này chia tay, không biết phải mấy năm sau mới gặp lại. Khương Phàm đưa mắt nhìn người của xí thiên giới rời khỏi, nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn bên trong kia, sau đó quay đầu chui vào trong rừng rậm. Nhưng, còn không có chạy ra bao lâu, bọn người Diêu Khải Minh đã ngăn cản Khương Phàm. Ta là người trấn thủ thánh địa Tổ Sơn, Diêu Khải Minh. Đầu tiên phải nói rõ, chúng ta không có ác ý, lại nói rõ lần nữa, Tổ Sơn chúng ta làm việc đường đường chính chính, nói chuyện càng giữ lời, nói không có ác ý chính là thật sự không có ác ý. Diêu Khải Minh biết cái tên cuồng chiến tranh này tràn đầy âm mưu giảo quyệt, cho nên dứt khoát làm rõ, thật sự không có ác ý. Ta đã rời khỏi Thánh Sơn, các ngươi tìm nhầm người. Nếu như không có việc gì, ta đi trước, nơi này nguy hiểm, ta phải đào mệnh đây. Khương Phàm vừa muốn rời khỏi, lại bị các trưởng lão Tổ Sơn ngăn lại. Nghị công tử, xin nghe ta bọn họ nói xong. Các trưởng lão Tổ Sơn mang theo vẻ mặt phức tạp. Diêu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề, nói. Ngươi mang Lãnh Văn Thanh đi, sau đó có được thương sinh tạo hóa thuộc về nàng, chúng ta muốn biết, nàng còn sống hay đã chết. Khương Phàm trầm mặc một lát, rất thẳng thắn mà nói. Chết rồi. Tại sao ngươi lại muốn giết nàng? Diêu Khải Minh nho nhã cao thâm, nhưng ánh mắt cũng đột nhiên lạnh xuống. Ta không giết nàng, nàng sẽ giết ta, sớm giải quyết, miễn cho càng náo càng lớn. Khương Phàm không sợ vị người canh giữ Tổ Sơn danh chấn thương huyền này, rất tự nhiên nói. Trước đó các ngươi đều không có gặp mặt nhau, làm sao ngươi biết nàng sẽ giết ngươi?
chẳng lẽ ngươi chỉ bằng mượn một cái dự cảm, liền muốn chạy đến thánh địa trung ương giết người? Ngươi liền không sợ thánh địa tổ sơn truy nã ngươi? Nàng đạt được thương sinh tạo hóa, có thể pháp lệnh ý nguyện dân chúng, khống chế thương sinh cung. Nếu như nàng ai trở thành uy hiếp, cách mấy chục vạn dặm liền có thể tinh chuẩn đả kích. Còn buôn chiến tranh như ta đây, đương nhiên sẽ bị nàng tiếp cận. Ngươi từng là đệ tử thánh địa, hẳn là hiểu rõ thánh địa, chúng ta từ trước tới giờ không nhúng tay tranh chấp của thương huyền, chỉ bảo vệ an nguy dân chúng. Mặc kệ ngươi làm loạn bốn chỗ cũng tốt, khiêu chiến hoàng đạo cũng được, đều không liên quan đến chúng ta. Coi như Lãnh Văn Thanh nhận định ngươi có uy hiếp, chỉ cần ngươi không hót loạn dân chúng, liền không có lý do tổn thương ngươi. Ta hiểu chính mình. Ý của ngươi là, tương lai ngươi muốn nguy hại đến chúng sinh thương huyền. Mặc dù ta hiếu chiến, nhưng không đến mức tàn sát dân chúng. Vậy ngươi có ý gì? Diêu Khải Minh ngữ khí bức người, thái độ dần dần nghiêm khắc, Khương Phàm vui mừng không sợ, đánh trả. Các ngươi nắm thương sinh cung, các ngươi khống chế quyền nói chuyện. Cho nên, các ngươi có cần thương sinh cung hay không, không phải ta có thể nguy hại dân chúng hay không, mà là các ngươi ta cảm giác có thể hay không. Nếu như ngày nào đó, các ngươi đột nhiên nhận định ta là uy hiếp, các ngươi sẽ không có chút lưu tình nào mà giơ cung tiễn lên, cách mấy chục vạn dặm liền uy hiếp ta. Ta sẽ không để cho loại uy hiếp này tồn tại, ta càng sẽ không biểu diễn cho những người thánh địa các ngươi đây nhìn. Cho nên, thương sinh cung, nhất định phải giữ ở trên tay của ta. Ngươi vẫn hiểu lầm thánh địa chúng ta nhận thức thế nào, là do ngươi làm đến quyết định như thế nào. Nếu như ngươi thật sự có cái ý đồ kia, chúng ta đương nhiên uy hiếp, các ngươi không có ý đồ, chúng ta sẽ không luận định. Ta lấy một thí dụ, nếu như ngày nào đó, ta nói chính là nếu như, ngày nào đó ta trở thành thế lực cấp hoàng đạo, muốn nhấc lên chiến tranh quét sạch thương huyền, các ngươi sẽ coi ta là uy hiếp không? Nếu như chiến tranh quét sạch thương huyền, ngươi đương nhiên là uy hiếp. Cho nên, thương sinh cung, ý nguyện dân chúng, xuất kích. Ha ha, ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không hỏi ta xem tại sao muốn nhấc lên chiến tranh, chỉ là nghe được chiến tranh liền muốn bắn giết ta. Chiến tranh quét sạch thương huyền, mặc kệ là vì bất kỳ lý do gì đều không đáng để dung túng, đều phải diệt trừ. Cái khẩu khí này của ngươi, cùng người trấn thủ tổ sơn ngàn năm trước giống nhau như đúc. Khi đó, ta không để ý đến các ngươi. Bởi vì các ngươi không có thực lực uy hiếp ta. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thế giới đã thức tỉnh thương sinh tạo hóa, nếu như chuyển tới tổ sơn, uy lực thương sinh cung sẽ tăng gấp đôi, các ngươi chắc chắn sẽ là uy hiếp, ta, cũng nhất định phải diệt trừ. Diêu Khải Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm càng trở nên sáng tỏ, chờ đợi hắn giải thích ý tứ trong lời nói này. Ta xác thực đã đạt được truyền thừa thương sinh tạo hóa, nhưng không phải là bởi vì ta giết Lãnh Văn Thanh. Truyền thừa liền truyền đến trên người ta, là bởi vì ta có tư cách. Khương Phàm nói xong cũng muốn quay người rời khỏi. Ta đang chờ ngươi giải thích, ngươi, là ai? Diêu Khải Minh càng nhăn chặt lông mày. Ngàn năm trước, tại sao Khương Phàm lại muốn nhắc đến điểm thời gian kia? Người khác đối với, ngàn năm trước, không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối giống như một cấm kỵ. Khương Phàm đưa lưng về phía Diêu Khải Minh, nói. Thiên hạ cửu châu, bát đế thế chân vạc, duy chỉ có thương huyền vô chủ. Là nơi này không thể, hay là có người không để cho làm? Thánh địa tổ sơn hẳn là đều rõ ràng hơn so với ai khác. Ngàn năm trước, rõ ràng tổ sơn có cơ hội sớm cảnh báo, lại cố chấp thiển cận, ngồi xem gợn sóng trên thương huyền, bát đế làm cục, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội dân chúng độc lập tốt nhất. Sự kiện đăng thiên kiều năm đó kết thúc, bát đế trọng trưởng thương huyền, tổ sơn, hối hận qua chưa? Các ngươi bảo vệ an nguy dân chúng, lại tổn hại tôn nghiêm thương huyền. Khương Phàm nói xong, liền quay đầu nhìn Diêu Khải Minh, nhếch miệng lên một đường cong quái dị. Chúng ta, lại trở về. Một thế này, ai cũng không thể nào lại ngăn cản chúng ta trọng chỉnh thương huyền, thế chân và cửu châu. Thánh địa, thế này không thể sử dụng vì bản thân ta sẽ trọng chỉnh thánh địa, lập tân tôn khác. Sơn lâm lờ mờ, lá cây tuôn rơi bay xuống. Diêu Khải Minh nhìn thân ảnh biến mất giữa khu rừng kia, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Các trưởng lão tổ sơn chau mày, toàn thân chợt lạnh, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến câu nói nặng nề kia, chúng ta, lại trở về. Bát đế làm cục. Cuộc chiến đăng thiên kiều.
chẳng lẽ là vạn thế thần triều sao? Khương Phàm là phần thiên thần hoàng chuyển thế sao? Hắn nói chính là bọn hắn. Thiên hậu sao? Diêu Khải Minh bỗng nhiên đã hiểu, mà còn là toàn đã hiểu. Tại sao Khương Phàm lại muốn sát hại Lãnh Văn Thanh? Bởi vì hắn biết thời khắc thân phận mình bại lộ, chắc chắn sẽ bị Tổ Sơn giám sát. Nếu như Lãnh Văn Thanh khăng khăng muốn xem hắn như uy hiếp, thật sự sẽ có khả năng sớm đánh giết. Vì sao Khương Phàm ngang ngược càn rỡ, không nhìn thiên hạ hoàng tộc hoàng đạo? Bởi vì hắn là phần thiên thần hoàng, là chủ nhân của toàn bộ Thương Huyền. Độ cao vị trí hắn đã từng đứng đủ để cho hắn khinh thường quần hùng, đau đớn hắn đã từng tiếp nhận, càng là căn nguyên để hắn săn giết thiên kiêu hoàng đạo. Bọn hắn đã trở về, Thương Huyền sắp biến thiên. Diêu Khải Minh khiếp sợ, cũng hoảng hốt. Kiếp trước, Tổ Sơn đã không có trực tiếp đối kháng với vạn thế thần triều, cũng chưa bao giờ qua bàn bạc hợp tác, hai bên ở vào trạng thái không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng một thế này, Khương Phàm lại đạt được truyền thừa có thể pháp lệnh thánh địa. Thánh địa sẽ đi theo con đường nào? Tổ Sơn lại xử lý như thế nào? Câu nói, bảo vệ dân chúng, tổn hại Thương Huyền, kia của Khương Phàm càng khiến cho nội tâm của hắn xúc động. Các trưởng lão Tổ Sơn tập thể trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Bọn hắn chỉ là theo đuổi điều tra tạo hóa truyền thừa, không nghĩ tới lại tra được bí mật đủ để dẫn bạo Thương Huyền, oanh động thiên hạ như thế này. Nguyên nhân Kiều gia phản bội chạy trốn khỏi Cổ Hoa, đã tìm được. Một vị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thì ra Kiều gia theo đuổi thiên tổ bọn hắn. Cũng không trách bọn hắn nghĩ mãi không ra, bởi vì liên quan của Kiều gia cùng vạn thế thần triều quá yếu, dưới hình thức lúc trước kia, Kiều gia đều không có rời khỏi Cổ Hoa, tìm vạn thế thần triều làm nơi nương tựa, chỉ có một mình Kiều Hinh. Lại về sau, Kiều Hinh chết rồi, đoạn lịch sử kia bị cưỡng ép phong tồn. Hậu đại Kiều gia căn bản cũng không biết chuyện đã từng có. Liền ngay cả những người biết lịch sử trên Tổ Sơn bọn hắn đây, đều là sau khi biết thân phận của Khương Phàm, mới nghĩ đến vị hoàng phi tiền triều Kiều Hinh kia. Diêu Khải Minh nhẹ giọng thở dài. Xí thiên giới có thể triển khai đối kháng cùng Thái Cổ Thần Miếu, chỉ sợ là muốn hợp tác cùng Khương Phàm. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Các trưởng lão Tổ Sơn cũng nhức đầu. Thương sinh tạo hóa là di chiếu truyền thừa mấy vạn năm Tổ Sơn, một khi truyền thừa giáng lâm, tất nhiên sẽ có tai nạn lớn đi theo, thánh địa thiên hạ sẽ toàn lực ủng hộ, bảo vệ dân chúng. Nhưng Khương Phàm là phần thiên thần hoàng, hắn là đến báo thù, lý niệm hoàn toàn trái ngược với Tổ Sơn. Chúng ta về Tổ Sơn trước, mật thiết chú ý chuyện này. Trước tiên hãy quan sát, sau đó mới quyết định, còn có. Diêu Khải Minh liên tục trần chờ, nói. Truyền lệnh thánh địa thiên hạ, tất cả niết bàn cảnh trở lên tề tụ về tổ địa. Ngài muốn công bố thân phận Khương Phàm. Nếu Khương Phàm đã rõ thân phận với chúng ta lộ liền mang ý nghĩa hắn đã chuẩn bị kỹ càng để bại lộ, không cần chúng ta lại tuyên bố. Chúng ta, phòng ngừa chu đáo, làm chút chuẩn bị đi. Khương Phàm rời khỏi rừng rậm, chạy thẳng đến vực sâu. Bởi vì kiện Phật Đà sự hấp dẫn, nơi này cơ hồ không có người nào nữa. Sau khi Khương Phàm đi đến, hắn thả người nhảy xuống, tìm tới Thiên Hậu, giới thiệu tình huống. Hứa Đức Diệu mang Xá Lợi Phật Đà tử đi, bên ngoài còn hoài nghi hắn mang đi tà vật trấn áp. Hai kiện vũ khí cùng loại đế binh này, sẽ hấp dẫn lực chú ý của tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền trong thời gian gần đây. Đế binh thật sự là dụ hoặc, cũng là việc cấp bách, cho nên khi thân phận chúng ta bại lộ, tất cả hoàng tộc hoàng đạo sẽ chỉ phân ra một phần tinh lực xử trí chúng ta. Không đến mức toàn lực ứng phó. Khương Phàm nói xong, ngay cả Thiên Hậu đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chờ mong Chí Tôn Kim Thành sẽ thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai kiện vũ khí đế binh. Loại dụ hoặc này, bất kỳ hoàng tộc hoàng đạo nào cũng đều gánh không được, nhưng tất cả hoàng đạo tại chiến trường Thiên Khải còn kiềm chế tinh lực chủ yếu. Kể từ đó, trước đó nếu như bọn hắn có thể phân ra 5 phần tinh lực đối phó Khương Phàm, thì bây giờ nhiều nhất chỉ có thể rút ra 2 phần. Mặc dù 2 phần lực lượng hoàng đạo vẫn khủng bố như cũ, nhưng ít ra cũng không phải để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Khương Phàm nói, nhận Xá Lợi kích thích, rất có thể người của những hoàng tộc hoàng đạo kia ở lại Thượng Thương Cổ Thành sẽ một lần nữa tiếp cận nơi này, sẽ suy đoán nơi này có đế binh, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị để rời đi. Thiên Hậu nói, Khương Diễm dung hợp di cốt rất thuận lợi, đã bắt đầu đột phá thánh linh cảnh, dự tính chừng 10 ngày liền có thể thành công. Cửu Thiên Thần Giáo thì sao? Cũng sắp đến,
chúng ta ở chỗ này chờ là được. Mọi người nhao nhao lắc đầu, xác thực đều là như thế, không giống Xá Lợi Phật Đà nơi đó lại phát sinh chiến tranh. Tam trưởng lão lại hỏi. Người đi đến trước đó, chỉ là không có đi ra, không thấy được đã chết rồi. Mọi người đáp lại. Trừ Khương Phàm ra, những người khác đều không có đi ra. Chúng ta hoài nghi tên tặc tinh Khương Phàm kia cũng không vào, chỉ là vòng vo vài vòng tại tầng ngoài. Tam trưởng lão trầm ngâm liên tục, tế ra trọng kiếm, tới gần vực sâu, tra xét rõ ràng khí tức tràn ngập trong vực sâu, không giống gặp nguy hiểm, ngược lại là năng lượng rất đặc biệt rất thuần túy. Ngài muốn vào xem một chút sao? Rất nhiều tán tu cả gan đi đến phía trước, nếu như bán thánh muốn đi đến dò xét, hẳn là có thể tùy tiện thoát thân. Đây cũng không giống với Hứa Đức Diệu liên tục tấn công, tam trưởng lão chỉ là dò xét tình hình bên dưới huống mà thôi, huống chi hắn lại là bán thánh hoàng đạo, thực lực thẳng bước đến thánh linh cảnh. Vào xem, mặc kệ Khương Phàm có ở đó hay không, nhưng rất có thể bên trong thật sự có bảo vật gì đó. Sau khi tam trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ, hắn mang theo trọng kiếm giết vào vực sâu. Phong ấn. Tam trưởng lão chìm xuống mấy trăm mét, điều tra đến một tầng phong ấn. Năng lượng phong ấn cực mạnh, tản ra khí thế hùng hồn như đại dương, tuy nhiên rất nhanh hắn đã tìm đến một vết nứt, sau khi hơi tính toán, liền thuận vết nứt tiến vào. Phía dưới cuồn cuộn mê vụ, không gian mênh mông, khuấy động năng lượng bành trướng. Tam trưởng lão không có vội vã đi xuống, mà thuận vết nứt lui về tầng đầu tiên, sau khi xác định có thể thuận lợi ra vào, mới một lần nữa từ vết nứt đi đến. Trầm xuống mấy trăm mét, lại thấy được một tầng phong ấn mới, năng lượng vẫn rất mạnh, cũng là có vết nứt. Tam trưởng lão từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, mỗi lần thông qua một chỗ phong ấn, đều sẽ lui về đi thử một chút. Một tầng, hai tầng, ba tầng, năm tầng. Cuối cùng, tam trưởng lão đi tới phía trước phong ấn tầng thứ 9, xuyên qua mê vụ nồng đậm, mơ hồ nhìn thấy bên trong giống như có một tòa cung điện nguy nga, tản ra ánh lửa sôi trào, ánh lửa mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, tựa như là một con mãnh cầm thần bí đang bay múa. Lại cẩn thận quan sát, xung quanh tòa cung điện nguy nga kia còn giống như có vô số bóng người, lúc ẩn lúc hiện, thần bí khó lường. Tên ngu xuẩn Hứa Đức Diệu kia, ở chỗ này đánh mấy ngày đều không có nghĩ đến xuống tới nhìn. Tam trưởng lão đại trấn tinh thần, cảm giác giống như đã hiểu nguyên nhân. Vực sâu bố trí 9 tầng phong ấn, mặc dù đều có vết nứt, nhưng cũng rất nhỏ bé, cho nên phòng ngự chỉnh thể cực kỳ cường đại, muốn từ bên ngoài tấn công mạnh, kích phát là hệ thống phòng ngự chỉnh thể, đừng nói một mình Hứa Đức Diệu, liền xem như lại đến thêm mấy kẻ nữa cũng đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Chỉ có thâm nhập vào, tìm kiếm được vết nứt, mới có thể thuận lợi ra vào. Khẳng định là như thế. Hứa Đức Diệu kích động. Nhưng, mấy ngàn người tiến đến trước đó cái kia đâu? Vì sao đều không có ra ngoài? Phía dưới khẳng định có nguy hiểm gì? Tuy nhiên lấy cảnh giới của hắn, hẳn không có vấn đề, dù sao Khương Phàm cũng đều từng đi ra ngoài. Phía dưới sẽ là cái gì? Đế binh sao? Mặc dù Khương Phàm tiến vào, nhưng hẳn là không mang được bảo vật cấp bậc đế binh. Ha ha, của ta. Tam trưởng lão kích động đến nóng lên, tìm tới vết nứt của phong ấn tầng thứ 9, mang theo trọng kiếm giết đến. Cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, xác thực như những gì bên ngoài nhìn thấy, là một tòa cung điện thông thiên nguy nga rộng rãi. Toàn thân xích hồng, tạo hình hoa lệ, phía trên điêu khắc đường vân sinh động như thật, từ linh điểu đến thiên bằng, từ chim loan đến phượng hoàng. Lại đến thần điểu tuyệt thế dương cánh bay cao trên đỉnh kia. Chợt nhìn qua, thật giống như có vô số mãnh cầm đang quay quanh cung điện, triều thánh kính sợ thần điểu trên đỉnh chóp. Cung điện tỏa ra tầng tầng mê quang, quang ảnh lấp lóe, trang nghiêm túc mục, đều đang quỳ sát về cung điện cầu nguyện. Ngay sau đó, mấy trăm vị tán tu đi theo tam trưởng lão tới đây, cũng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Rộng rãi hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được phía dưới thượng thương cổ thành cổ lão lại chôn giấu một cung điện tráng quan như vậy. Khách tới rồi. Một âm thanh trầm thấp khàn khàn từ trong cung điện truyền tới. Đám người rợn ra gà giật mình, còn có vật sống. Là vị lão tổ tông nhân tộc nào sao? Nếu đã tới, bái một chút đi. Thanh âm truyền tới lần nữa. Rầm rầm, mấy trăm tán tu quỳ xuống một mảnh. Bên trong chính là lão tổ tông sao? Tam trưởng lão rất cảnh giác, dù sao cũng là trưởng lão đỉnh cấp hoàng đạo, địa vị tôn quý. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng,
muốn dò xét tình huống trong cung điện. Ầm ầm, cung điện lay động mãnh liệt, liệt diễm ngập trời kịch liệt cuồn cuộn, Đường Vân một con phượng hoàng tại tầng thứ ba giống như đang sống lại, hóa thành liệt diễm phượng hoàng bổ nhào tới phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão sợ hãi, uy thế này vượt hắn quá xa, hắn không do dự nữa, sợ hãi quỳ xuống đất. Liệt diễm phượng hoàng không có ngừng lại, đối diện đâm vào trên người hắn. Tam trưởng lão run rẩy, kêu thảm bay ra ngoài, sau khi đứng lên lại tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hô to. Tiên tổ tha mạng, đã mạo phạm ngài. Vài trăm người kia run lẩy bẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, qua loa vậy sao, ngay cả bán thánh đều có thể tùy tiện trọng thương, lão tổ thần bí trong cung điện khẳng định còn có thực lực thánh linh trở lên. Xong, trách không được người tiến đến đều không có ai ra ngoài. Khẳng định đều đã chết. Tam trưởng lão quỳ trên mặt đất, chịu đựng đau nhức kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Đây là hồn phách vị tiên tổ nào? Sao có thể ngưng tụ thành hình dáng phượng hoàng? Còn có tòa cung điện kia, làm sao tất cả đều là chim loan thiên bằng? Tự báo thân phận. Trong cung điện truyền đến thanh âm trầm thấp, lần này giống như có chút không giống. Là hai vị tiên tổ sao? Tam trưởng lão vội vàng nói. Ta là tam trưởng lão vạn đạo thần giáo đương đại, Miêu Gia Niên. Ngươi từ nơi nào lấy được ngọc phù? Trưởng lão của thần giáo ta truyền tặng. Giao ra. A, giao ra. Tam trưởng lão giãy giụa, mất đi ngọc phù trong thượng thương cổ thành này, chẳng khác nào mất đi thực lực tự vệ. Thế nhưng nghĩ lại, lão tổ tông bên trong để lại thực lực rất mạnh, bán thánh cùng niết bàn cảnh giống như không có gì khác biệt. Ta vô ý mạo phạm, sau khi giao ra ngọc phù, xin tiên tổ cho phép ta rời khỏi. Có thể. Trong cung điện truyền đến thanh âm. Tam trưởng lão thở phào, giao ngọc phù ra, một mực cung kính đưa đến trước mặt cửa điện. Xin hỏi tiên tổ, ngài còn có phân phó gì? Giúp ta một việc. Thanh âm trong điện lại nổi lên, giống như lại thay đổi. Ngài cứ nói. Tam trưởng lão thầm nghĩ lại có ba vị tiên tổ. Tuy nhiên vị tiên tổ này vẫn rất khách khí. Ngươi tự mình phế bỏ hai tay hai chân. A, à, tam trưởng lão ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại đột nhiên nhìn đến vết nứt chỗ cửa điện lại có nửa gương mặt nằm sấp ở đó, dọa đến hắn đều khẽ run rẩy. Nhưng thời điểm định thần nhìn sang, gương mặt kia lại cười. Khương Phàm bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, đứng ở trước mặt hắn, cười ha ha một tiếng. Lão tặc, nhận ra ta không? Tam trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Khương Phàm, Kiều Vô Hối bỗng nhiên đập ra, thiên hoàng gáy to, liệt diễm cuồng kích, tam trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng viêm bao phủ. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dưới tầng chót trong vực sâu. Khương Phàm, Kiều Hinh đi tới, nhìn tam trưởng lão bị đốt lăn lộn đầy đất. Vạn đạo thần giáo phục vụ không tệ lắm, lại còn đưa hàng tới cửa. Khương Phàm, đám tán tu đều quỳ ở nơi đó mộng, nơi này không phải mộ của lão tổ tông sao? Làm sao lại có Khương Phàm xuất hiện? Người đưa lễ lớn như vậy, ta đều phải cân nhắc xem có phải ở chỗ này chờ lâu một thời gian hay không? Khương Phàm hài lòng vuốt vuốt ngọc phù, nhìn tam trưởng lão, hai mắt tỏa sáng. Ngươi là ai? Tình huống nơi này là như thế nào? Tam trưởng lão chật vật nằm dạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn lão nhân lạnh lùng trước mặt, cũng đều ngây người như những tán tu kia, chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta họ Kiều, tên Vô Hối, cũng họ Khương, tên Thủ Linh. Kiều Vô Hối một chân đạp ở ngay ngực hắn, giống như một ngọn núi đá, tiếng tạch tạch ép vỡ hộ tâm cốt của hắn. Miệng tam trưởng lão phun đầy máu, đau đớn không chịu nổi. Họ Kiều, ngươi là vị thánh linh của Kiều gia kia. Khương Phàm ở bên cạnh dựng thẳng cái ngón cái. Tam trưởng lão thông minh. Các ngươi, tại sao các ngươi lại ở đây? Tam trưởng lão rét run, chẳng lẽ nơi này sớm đã bị bọn hắn khống chế? Ngươi phải chết, liền không cần lại đau đầu chuyện nơi đây. Tam trưởng lão, lần đầu tiên ta yêu mến vạn đạo thần giáo bọn ngươi như thế, tới quá là đúng lúc. Khương Phàm tươi cười. Nụ cười phát ra từ trong lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ chờ đến bán thánh của vạn đạo thần giáo. Khẳng định là sau khi vị lưu trưởng lão kia rời khỏi đây, đã chuyển giao ngọc phù cho hắn. Vì sao không có an bài thánh linh tiến đến, đương nhiên là đuổi theo hứa Đức Diệu. Tuy nhiên bán thánh, thánh linh, cũng không sao cả. Hắn nhìn tam trưởng lão, nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.
tuyệt diệu đến mức hắn đều hưng phấn. Tam trưởng lão ho ra máu, nói. Khương Phàm, người có chừng có mực đi, đừng lại điên. Trả ta về, thả Khoái Kiệt ra, còn có Hướng Vãn Tình, người đã không có hy vọng còn sống, nhưng nếu người thỏa hiệp, có thể cứu vãn những người thân bằng hữu kia của ngươi, không đến mức sau đó lại liên lụy đến bọn hắn. Khương Phàm không để ý đến hắn, đi đến trong thần điện tìm tới Diêm Bá, làm một an bài xảo diệu. Bên ngoài vực sâu, các phương đang khẩn trương chú ý, đã chờ mong tam trưởng lão có chỗ đột phá, lại lo lắng tam trưởng lão thật sự đạt được bảo vật phía dưới. Nhất là đám tử đệ hoàng đạo kia, mặc dù thánh linh phía ngoài của bọn hắn đều đuổi theo Hứa Đức Diệu, nhưng các trưởng bối ở lại đều không có từ bỏ Thượng Thương Cổ Thành, còn giống như đã sắp xếp người trở về, xin mời càng nhiều thánh linh đến đây tọa trấn. Bây giờ những các thánh linh kia còn chưa tới, nếu như bí mật vực sâu liền bị khai quật ra ngay bây giờ, bọn hắn lại phải bỏ lỡ cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc mọi người đang rung động có phải tam trưởng lão cũng ngộ hại hay không, thì bất chợt mê vụ trong vực sâu đột nhiên cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Ha ha ha! Ba tiếng cười to, thanh chấn trời cao, một bóng người cõng lấy một bộ thây khô, kéo lấy quan tài, kích động đến run rẩy. Sau khi bay lên liền nổ bắn ra khung trời, năng lượng sôi trào cuồn cuộn, tràn ngập hắc khí tĩnh mịch. Núi rừng đầu tiên là an tĩnh, ngay sau đó sôi trào. Tam trưởng lão vạn đạo. Quan tài hắn kéo lấy là cái quan tài lơ lửng trước kia sao? Thây khô hắn cõng cũng chính là cái thây khô trước kia sao? Hắn thật sự đã lấy được bảo vật dưới vực sâu rồi sao? Nhìn hắn kích động đến run rẩy như thế, khẳng định không phải phàm phẩm. Đế binh sao, lại là đế binh sao? Nhanh nhanh nhanh, truyền tin tức đi. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, các đệ tử hoàng tộc hoàng đạo thì đều an bài các trưởng lão đưa tin tức ra bên ngoài. Ầm ầm, tam trưởng lão vượt qua trời cao, năng lượng cuồn cuộn, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Thoạt nhìn như là tam trưởng lão cõng thây khô, kéo bảo vật đi, nhưng tình huống thật sự là. Diêm Bá ôm tam trưởng lão từ phía sau, gắt gao khống chế thân thể của hắn. Tam trưởng lão kích động run rẩy, nhưng thật ra lại là đang giãy giụa kịch liệt, quan tài kéo đến trong tay lại là bị buộc trên cánh tay. Ngay cả uy thế cường đại tràn ngập, đều là của Diêm Bá. Đây chính là kế hoạch mà Khương Phàm nghĩ tới, giả tạo ra tam trưởng lão đã đạt được đế binh, kích thích hoàng đạo thương huyền vây bắt vạn đạo thần giáo. Hỗn đàn, thả ta ra, các ngươi dám hãm hại vạn đạo thần giáo, các ngươi chán sống sao? A a a, thả ta ra! Vạn đạo thần giáo là chủ nhân Tây Bắc, đứng sau lưng chính là Bắc Đài Đế Quân, các ngươi không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tam trưởng lão giãy giụa kịch liệt, khàn giọng gào thét. Hắn biết mục đích của Khương Phàm, cái này khiến cho toàn thân hắn rét run, đau đớn tuyệt vọng. Bây giờ bầu không khí tại Thượng Thương Cổ Thành đã cực kỳ khẩn trương, nếu quả thật lại hoài nghi đã hắn cướp đi đế binh vực sâu, các cường tộc phía ngoài khẳng định sẽ ùa lên, trực tiếp tuyên chiến vạn đạo thần giáo. Nếu như tạo thành tổn thất cực lớn, hắn chính là tội nhân, là tội nhân. Diêm Bá mặc kệ hắn giãy giụa, sau khi xông ra vài trăm dặm, lại đột nhiên bẻ gãy mất cổ của hắn, hắn kéo vào vật chứa không gian, xông về rừng rậm, di chuyển bốn chỗ, giả làm dáng vẻ tam trưởng lão muốn che giấu tung tích. Thượng Thương Cổ Thành quả nhiên oanh động, tin tức liên quan tới vực sâu bắt đầu điên truyền khắp nơi. Nửa ngày sau, bên ngoài tường thành cũng đã nhận được tin tức. Cường tộc các phương ở lại nơi này lập tức đi đường vòng đến Tây Bộ, ngăn chặn bọn người Điêu Lãnh Nguyệt còn mù tịt không biết gì. Tam trưởng lão quý giáo đâu? Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ muốn biết hắn đã đạt được bảo vật gì, trong vực sâu rốt cuộc có cái gì. Quý giáo là hoàng đạo Tây Bắc, chẳng lẽ ngay cả dũng khí công bố bảo vật đều không có sao? Bảo vật tại Thượng Thương Cổ Thành thuộc về tất cả con dân Thương Huyền, chúng ta coi như không thể nào có được, cũng có quyền hiểu rõ tình hình. Số lượng lớn thánh linh giáng lâm, tràn ngập uy thế khủng bố giống như là như thủy triều bao phủ lấy bọn người Điêu Lãnh Nguyệt. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, không có chờ được tam trưởng lão, chúng ta thật sự cũng không biết gì cả. Khí huyết đám người Điêu Lãnh Nguyệt khó chịu, lại quật cường ngửa đầu. Lưu trưởng lão cũng nói. Chúng ta vẫn đứng ở đỉnh núi này, nhất cử nhất động người xung quanh đều nhìn thấy, tam trưởng lão thật sự không đến tìm chúng ta. Tất cả các thánh linh phân phó người điều tra, quả nhiên không có người nhìn thấy tam trưởng lão. Chẳng lẽ tam trưởng lão không có tới nơi này?
trong tường thành truyền đến tin tức là sau khi tam trưởng lão rời khỏi vực sâu chạy đi vài trăm dặm liền trốn đến trong rừng rậm. Ta suy đoán, có thể là hắn hấp thụ hứa đức diệu giáo huấn, che giấu khí tức, muốn trộm chạy trốn từ chỗ cửa thành khác. Tam trưởng lão chỉ là bán thánh, hắn không dám mạo hiểm xuất hiện, rất có thể là đang che giấu tung tích, phụng trộm rời khỏi. Tam trưởng lão càng khẩn trương như vậy, càng có thể là đã đạt được đế binh. Tất cả cường tộc nhanh chóng tản ra, lùng bắt tam trưởng lão trong phạm vi lớn. Tam trưởng lão đạt được bảo vật từ vực sâu. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt kích động toàn thân phát nhiệt, đế binh sao? Không biết Khương Phàm thế nào, tam trưởng lão có hay không tới được đến thu thập, nhưng, nếu quả như thật đạt được đế binh, tam trưởng lão giống như cũng không tâm tư thu thập Khương Phàm. Lưu trưởng lão nói, chúng ta chia ra hành động, các ngươi mau chóng chạy về thần giáo, thông báo giáo chủ tự mình ra nghênh tiếp tam trưởng lão, ta đi thông báo đại trưởng lão, không cần đuổi theo hứa đức diệu, trước tiên phải bảo vệ tam trưởng lão trở về thần giáo. Đúng, bọn người Điêu Lãnh Nguyệt lập tức lên đường, nếu quả như thật sự là đế binh, như vậy vạn đạo thần giáo sẽ đối mặt với cường tộc các phương uy hiếp, nói không chừng sẽ còn bộc phát chiến tranh. Tưởng tượng sự kiện linh lung tâm vạn năm trước đó, đã khiến cho hai đại hoàng đạo hủy diệt, bọn hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Thời điểm hứa đức diệu đang chạy trốn tới trung vực Tây Bộ, rốt cuộc cũng gặp được các thánh linh kim thành đến đây tiếp ứng. Nhận triệu hoán khẩn cấp, bọn hắn đều dốc hết toàn lực. Từ khống chế người của kim thành đương quyền, đến các lão tổ đang quy ẩn ngủ say, từ bán thánh đến thánh linh, đều động đến toàn bộ. Ai cũng không ngờ tới, bọn hắn vậy mà đạt được đế binh. Đây tuyệt đối là cơ duyên từ trên trời rơi xuống, là tai họa. Nếu như thuận lợi, chí tôn kim thành bất luận là thực lực, địa vị, hay là lực ảnh hưởng, đều sẽ được tăng lên, nếu như thất bại, chí tôn kim thành sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Lúc đó, bất luận là thống lĩnh, phó thành chủ, những người đương quyền, hay là các trưởng lão, lão tổ quy ẩn các loại, đều kiên định muốn thả tay đánh cược một lần. Hứa Cẩm Thành, người lập tức che giấu hành tung, tiến về thượng thương cổ thành, đoạt lại bọn người Hứa Thiên Kỳ, nhất là Hứa Như Lai, tuyệt đối không thể để mất. Hứa Đức Diệu lập tức an bài phó thành chủ Hứa Cẩm Thành, bây giờ các phương đều đang truy đuổi hắn, đại quang mang thần điện hẳn là không có tâm tư để ý tới bọn người Hứa Thiên Kỳ, cũng sẽ không nghĩ đến dưới tình huống khẩn cấp như vậy mà hắn sẽ còn nghĩ đến phản kích. Hứa Cẩm Thành lập tức rời khỏi đội ngũ, xông vào rừng rậm, lao thẳng đến thượng thương cổ thành. Hứa Đức Dung lại khẩn cấp an bài vị phó thành chủ thứ hai, cũng là đệ đệ mà Hứa Đức Dung hắn tin cậy nhất. Người lập tức chạy tới Đại Lục Thái Sơ, tiếp Tu Di Sơn. Lấy dâng lên việc xá lợi tử của Phật Đà Thủy Tổ, xin mời Tu Di Sơn truyền lệnh Phật Đạo Thiên Hạ, tề tụ về Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đức Dung quá sợ hãi. Đại ca, huynh thật sự muốn dâng ra xá lợi Phật Đà. Chúng ta đều rất rõ ràng, không giữ được, chỉ có thể giao cho Tu Di Sơn. Nhưng chờ đến lúc bọn hắn đến giải trừ nguy cơ của Kim Thành, có thể nói ra điều kiện, mang Hứa Như Lai về Tu Di Sơn, đồng thời chỉ có thể do hắn dung hợp xá lợi Phật Đà. Hứa Đức Diệu rất muốn độc chiếm xá lợi Phật Đà, nhưng hắn biết chuyện đó là không, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để hài tử Hứa Như Lai của hắn khống chế. Bởi như vậy, Hứa Như Lai sẽ trở thành chủ nhân Tu Di Sơn, thống ngự Phật Đạo Thiên Hạ. Bọn hắn Kim Thành nhất định có thể nhận bảo hộ, cũng có thể nhờ vào đó ảnh hưởng, đề cao địa vị. Các lão tổ Kim Thành nhao nhao gật đầu, đây đúng là biện pháp tốt. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi. Hứa Đức Diệu lo lắng thúc giục. Các ngươi bảo trọng, ta nhất định sẽ trở về. Hứa Đức Dung tiếp nhận bên cạnh biên lão tổ không gian chiến xa, cường quang bùng lên, biến mất ở trong thiên địa. Thái Sơ Đại Lục cách Tây Bộ Tân Hải hơn 500.000 dặm, Tu Di Sơn càng sâu trong Thái Sơ. Đoạn đường này vừa đi vừa về phải hơn 1 triệu dặm, không biết hắn có thể gấp trở về hay không. Các lão tổ Kim Thành lắc đầu, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy, về Chí Tôn Kim Thành trước, chống lên pháp trận liều chết đi. Hứa Đức Diệu lần nữa an bài. Đại trưởng lão, ngươi lập tức xâm nhập hải vực, chủ động bại lộ hành tung, để các phương ngộ nhận là ngươi đang đi đến Tu Di Sơn truyền lại tin tức. Nhớ kỹ, chỉ cần lộ 3 lần hành tung là được, hấp dẫn lực chú ý. Giảm bớt áp lực cho Hứa Đức Dung. Thành chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ có khả năng hấp dẫn truy binh. Đại trưởng lão không chần chờ chút nào, lập tức lên đường. Chúng ta trở về chỉnh đốn Kim Thành,
đuổi toàn bộ những người không liên hệ ra ngoài, để lại toàn bộ pháp trận phong phú. Chúng ta còn phải chuẩn bị kỹ càng đường lui, mở ra không gian cấm chế, chuẩn bị thời khắc tất yếu chuyển rời đến luân hồi bí cảnh. Hứa Đức Diệu chau mày, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Lão thành chủ Hứa Hồng Trác nói. Sớm chuyển rời đám người Hứa Đan đến luân hồi bí cảnh. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, cũng có thể bảo toàn huyết mạch, còn nữa, ngài mang theo Xá Lợi Phật Đà Tử, cũng chuyển rời đến nơi đó đi. Ta nhất định phải tọa trấn Kim Thành. Đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Ngài là thành chủ, cực kỳ quan trọng, được quan tâm nhất. Nếu như các phương không nhìn thấy ngài, không nhìn thấy Xá Lợi Phật Đà phản kích, liền sẽ suy đoán ngươi đã mang theo nó giấu ở bên ngoài, hoặc là ngài đã mang theo chạy tới Tu Di Sơn. Cứ như vậy, bọn hắn sẽ phân ra một bộ phận tinh lực, đến nơi khác lùng bắt, cũng có thể giảm bớt áp lực chiến tranh đến trên Kim Thành. Thiếu một phần áp lực, chúng ta liền có thể kiên trì nhiều thêm một ngày, kiên trì nhiều thêm một ngày thì có thể có nhiều thêm một phần hy vọng. Hứa Hồng Trác rất nghiêm túc nhắc nhở, cái này không chỉ là bảo toàn tính mệnh thành chủ, càng là chiến thuật tinh diệu. Tất cả các lão tổ nhao nhao gật đầu, dù sao bọn hắn cũng phải đối mặt với toàn Thương Huyền vây công. Nhất là những hoàng đạo kia, khẳng định khí thế hung hung. Không chỉ có Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Đại Quang Mang Thần Điện, ngay cả tinh lực chủ yếu đều phóng tới Thiên Khải Chiến Trường, cực ít để ý tới sự vụ ở hạ giới như Hoàng Đạo Nam Bộ, Thiên Cực Giới, Hoàng Đạo Đông Bắc, Man Hoang Chiến Tộc, thậm chí Hoàng Đạo Bắc Bộ, Yêu Tộc Thao Thiết đều sẽ bổ nhào tới. Ngẫm lại tràng diện kia, bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Cho nên chiến thuật có thể vận dụng đều phải vận dụng lên. Sao có thể yên tâm để cho các ngươi chống cự? Hứa Đức Diệu mặc dù biết chiến thuật này có thể có hiệu quả, nhưng thời khắc sinh tử tồn vong của Chí Tôn Kim Thành, hắn làm thành chủ mà không ở đó, làm sao ổn định quân tâm? Ngài có thể ở bên ngoài thích hợp lộ diện, nhưng, ngàn vạn lần phải chú ý bảo vệ chính mình. Ta đã mang đến chí bảo trấn tộc của chúng ta. Lão thành chủ Hứa Hồng Trác lấy ra một tòa thất phẩm kim liên. Là Chí Tôn Kim Thành dùng di cốt tiên tổ sáng lập chế tạo ra. Di ngôn tiên tổ sáng lập để lại trước khi chết, mỗi khi hậu thế sinh ra thánh vương cảnh, đều phải dâng ra di cốt sau khi chết, chế tạo thất phẩm kim liên, sử dụng cùng di cốt thánh linh khác rèn đúc thành hạt sen. Hắn còn tự mình làm gương mẫu. Từ lúc Chí Tôn Kim Thành sáng tạo đến nay, Chí Tôn Kim Thành từ đầu đến cuối vẫn tuân theo truyền thống này, đã chế tạo ra 8 tòa đài sen. Đây chính là nội tình hoàng tộc. Nội tình do thời gian lắng đọng, cũng không phải thế lực mấy trăm năm hay hơn ngàn năm kia có thể so sánh. Các ngươi bảo trọng. Hứa Đức Diệu sâu hít một hơi, tiếp nhận đề nghị. Thượng Thương Cổ Thành. Khi tam trưởng lão rời khỏi vực sâu, số lượng lớn cường giả tán tu tranh nhau chen lấn nhảy vào vực sâu, muốn nhìn một chút xem phía dưới rốt cuộc là cái gì, có hy vọng nhặt được chút lợi lộc hay không. Nhưng, bọn hắn nghĩ là sau khi tam trưởng lão mang bảo vật đi, vực sâu đã không còn nguy hiểm, kết quả đi đến bao nhiêu thì lại, mai táng, bấy nhiêu. Chuyện này lại lần nữa dẫn phát ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ phía dưới còn có gì nữa sao? Tam trưởng lão không có vơ vét sạch sẽ, hay là nói rằng mặt phong ấn vẫn còn đó? Khương Phàm đứng ở dưới đáy vực sâu, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng. Lần này Vạn Đạo Thần Giáo không chết cũng phải đào lớp ra, chờ Cửu Thiên Thần Giáo đến. Ta phải nhắc nhở bọn hắn chủ động gánh vác lên nhiệm vụ chủ công, kích động càng nhiều hoàng đạo tấn công mạnh Vạn Đạo Thần Giáo. Cứ như vậy thì áp lực chúng ta gặp phải càng ít. Cũng có thể lại kéo dài thêm một thời gian cho chúng ta, để cho Khương Diễm vững chắc cảnh giới tốt hơn. Thiên hậu cũng không ngờ tới tam trưởng lão sẽ tới nơi này đưa, vui mừng, đây chính là mị lực chiến tranh, mị lực ngoài ý muốn. Ha ha, ha ha. Khương Phàm thật sự là kiềm chế không nổi nụ cười trên mặt, sau khi Vạn Đạo Thần Giáo nhận được tin tức, khẳng định mừng rỡ như điên, kích động chờ đợi đế binh, những phe khác nhìn thấy Vạn Đạo Thần Giáo ra ngoài tiếp ứng, càng sẽ tin tưởng chắc bọn hắn đã đạt được bảo vật. Chiến tranh, không thể tránh né. Đến lúc đó coi như Vạn Đạo Thần Giáo giải thích bọn hắn không có, các phương cũng sẽ không tin tưởng. Chính là đánh, đánh cho đến chết. Nếu như Vạn Đạo Thần Giáo tìm kiếm Bắc Thái Đế Quân trợ giúp, Bắc Thái Đế Quân cũng sẽ hỏi thăm đã đạt được bảo vật gì, nếu như bọn hắn nói không có, rất có thể sẽ bị nhận định là nói dối, hoài nghi bọn hắn muốn một mình dung luyện đế binh, chuẩn bị rời khỏi khống chế. Khương Phàm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu,
Tam trưởng lão ơi tam trưởng lão, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì vào để làm gì? Thiên hậu nói, có chí tôn kim thành, vạn đạo thần giáo hấp dẫn lực chú ý, lúc Kiều Vô Hối rời khỏi, sẽ không có áp lực quá lớn. Ta cũng nên rời khỏi. Bây giờ, nụ cười Khương Phàm lập tức cứng đờ. Chí tôn kim thành rất rõ ràng gánh không được các phương tấn công mạnh, khẳng định sẽ có ý đồ với luân hồi bí cảnh. Nếu như ta là Hứa Đức Diệu, cũng sẽ mang theo Xá Lợi Phật Đà đi ra bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý, giảm bớt áp lực cho chí tôn kim thành. Cứ như vậy, các phương liền có khả năng tiếp cận luân hồi bí cảnh, tới đó giày vò. Ta nhất định phải ở đó trước, liên hợp Đại La Sơn, bố trí luân hồi bí cảnh, đều xử lý tốt vết nứt nơi đó, con đường nên phong bế đều phong bế. Nơi đó là đường lui sau cùng trong tương lai của chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy ý phá hư. Thiên hậu đã dừng lại ở chỗ này quá lâu, trước đó muốn sau khi Kiều Vô Hối rời khỏi lại đi, bây giờ thì đã có thể yên tâm đi sớm rồi. Kiều Hinh rung động càng hâm mộ, thiên hậu không hổ là nữ thần chiến tranh kiếp trước, thực lực cường hãn, cơ trí trầm ổn, càng tinh thông mưu lược. Cùng so sánh, nàng vẫn kém quá xa. Tuy nhiên nghĩ lại, con ta cũng không tệ lắm, hì hì. Nàng mau chóng dung hợp tổ nguyên chí tôn cốt tổ kỳ lân, có thể kích phát tiềm lực của nàng, áp xúc thời gian cho nàng vượt qua sinh tử cảnh. Khương Phàm rất muốn ở chung cùng thiên hậu, nhưng mấy năm tiếp theo là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bọn hắn nhất định phải tách nhau ra, làm trách nhiệm của riêng mình. Thiên hậu ôm chặt Khương Phàm. Chiếu cố tốt cho mình. Một năm sau, chúng ta gặp lại tại luân hồi bí cảnh. Nàng cũng phải chiếu cố tốt cho mình, tận lực không cần bại lộ thân phận. Khương Phàm thâm tình ôm thiên hậu, khẽ hôn trán của nàng. Thiên hậu bảo trọng. Diêm Bá không thể lại bồi tiếp thiên hậu, hắn muốn sớm hành động, tiến về hải vực Mê Ly xác định vị trí cụ thể của Đông Nam Thiên Môn, cho Kiều Vô Hối chỉ dẫn chính xác. Kiều Hinh hơi chần chờ. Tiếp bồi tiếp thiên hậu đến luân hồi bí cảnh, dù sao Đại La Sơn vẫn chưa hoàn toàn bị khống chế, cần một thánh linh tọa chấn. Thiên hậu nói, ta đã ký kết khế ước cùng Kim Hống, Đại La Sơn không dám tổn thương ta, trước khi đến ta đã cũng lộ rõ thân phận cùng bọn hắn nguyện ý cược một lần trên ta. Kiều Hinh nghĩ là thiên hậu đang khách khí, kiên trì nói. Thiếp vẫn nên bồi tiếp ngài, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, là người một nhà càng yên tâm hơn. Thiên hậu vẫn từ chối. Ta chỉ là đến luân hồi bí cảnh tạo dựng cơ sở, không phải đến khai chiến. Không có gì ngoài ý muốn cả. Tính tình của chàng rất gấp gáp, làm việc không hiểu phân tắc, không có tiết chế, dễ dàng gây chuyện xấu, người đi theo. Khương Phàm vừa định khuyên nhủ thiên hậu để Kiều Hinh bồi tiếp càng yên tâm hơn, thế nhưng nghe câu, không có tiết chế, phía sau kia, không biết là vô tình hay cố ý, mà cái ót lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, há miệng nhưng không dám nói tiếp nữa. Nếu như chí tôn Kim Thành thật xông vào luân hồi bí cảnh, nơi đó có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Như vậy đi, trước tiên thiếp sẽ ngài đưa qua, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thiếp lại đến phần thiên chiến vực tìm chàng. Trước sau sau chỉ có mấy tháng mà thôi. Lần này thái độ của Kiều Hinh cũng rất kiên quyết, một là muốn cùng thiên hậu ở chung, để thiên hậu biết thực lực của nàng rất mạnh, không chỉ là bình hoa, hai là nàng xác thực lo lắng cho tình huống ở luân hồi bí cảnh, chẳng may Đại La Sơn nhận mê hoặc thì sao. Nếu như đột nhiên khống chế thiên hậu, kính hiến đến hoàng đạo phương nào, chuyện liền sẽ nghiêm trọng. Khương Phàm tranh thủ thời gian cam đoan. Ta sẽ không lại hồ nháo, thật sẽ không. Thiên hậu liếc nhìn hắn, miễn cưỡng tiếp nhận Kiều Hinh làm bạn. Kiều Hinh tiếng hoan hô, kéo cánh tay thiên hậu lại, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nở hoa. Diêm Bá giao ngọc phù cho Khương Phàm, thuận tiện đưa lên một cái hộp gấm. Nơi này là đồ ở phần thiên chiến vực, còn có chìa khóa mở ra phần thiên chiến vực. Thiên hậu đi. Trong lòng Khương Phàm vắng vẻ, tâm tình đều trở nên có chút bực bội, chỉ có thể dùng luyện đan đến bình phục tâm tình. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang man long, thao thiết đều luyện tốt. Tuy nhiên, sau khi đốt cháy thì những thứ còn dư lại thật sự không nhiều lắm. Luyện hóa cả đống di cốt, miễn cưỡng còn lại mấy giọt chất lỏng. Mãnh mã cự tượng chỉ có 2 giọt, thao thiết 5 giọt, hồng hoang man long 9 giọt. Thật tựa như là xương cốt chịu rán mỡ. Hình thể mấy trăm mét, cưỡng bức ép ra tới mấy giọt. Cũng may năng lượng coi như bành trướng, bốc hơi lên đầy mê vụ, mơ hồ còn có thể hiện ra hình dáng dữ dội đã từng. Khương Phàm chia tách thái thản cự viên,
nhét vào bên trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cự yêu này quá lớn, trọn vẹn luyện 8 lần, mới hoàn thành được. Tuy nhiên hình thể đủ lớn, linh dịch luyện được cũng nhiều, 15 giọt. Khương Phàm vừa lòng thỏa ý, tháo dỡ thiên bằng khổng lồ, nhét vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, cuối cùng ra lò 13 giọt. Các ngươi không nguyện ý dùng, vậy thì thuộc về ta. Khương Phàm dần dần bắt đầu luyện hóa. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang man long, thái thản cự viên, đây đều là thuốc bổ tăng cường thể chất tuyệt hảo. Thiên bằng thì càng có thể tăng lên tốc độ của hắn, bước lên vấn đề mới. Đây dù sao đều là các lão tổ tông, nói không chừng còn có thể kích phát ra chút bí thuật khác. 3 ngày sau, khi Khương Phàm còn đắm chìm cảm ngộ bên trong, lại có người bái phỏng vực sâu. Cửu Thiên Thần Giáo, phó giáo chủ đương đại, Đông Hoàng Hoa Thanh Lan Quỳ, gặp qua thần hoàng. Đông Hoàng Hoa mang theo một vị nam tử dáng dấp hiên ngang đến nơi này, xuất phát từ tôn trọng, chủ động hành lễ. Bọn người Đông Hoàng như ảnh đều theo ở phía sau, sợ hãi thán phục trước hoàn cảnh xung quanh. Dưới vực sâu lại có một tòa cung điện rộng rãi. Khương Phàm lại còn ở chỗ này bình thản ung dung tu luyện. Ở phía sau bọn người Đông Hoàng như ảnh, còn có một nữ tử dung nhan xinh đẹp, yêu nhã động lòng người đứng đấy, Lan Nặc. Lan Nặc không để ý đến cảnh tượng xung quanh, mà là trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn hai vị phó giáo chủ hành lễ với Khương Phàm. Đường đường là phó giáo chủ, vậy mà lại đồng thời hành lễ với Khương Phàm. Điên rồi sao? Ta lâm vào huyễn cảnh sao? Khương Phàm kết thúc minh tưởng, đứng lên nói. Xem ra, lão tổ tông các ngươi đã làm ra quyết định. Lan Quỳ phong thần như ngọc, khí chất phi phàm, bởi vì nguyên nhân như ý thiên văn, toàn thân tản ra một loại khí thế phiêu miểu thần bí. Phụng mật lệnh thần tôn, chuyển giao 3 kiện bảo khí đến thần hoàng. Kiện đầu tiên, Thương Hải Đồ, vật này, chắc hẳn thần hoàng đã sớm có nghe thấy. Có thể lật biển lộng chiều, có thể pháp lệnh đại dương minh mông, là thượng cổ hải thần tập kết 5 mảnh di cốt côn bằng rèn đúc thành. Uy lực của Thương Hải Đồ tuyệt luân từng bị đẩy lên chí cao thần binh bảo tọa hải vực, sau này dẫn phát khoáng thế hải chiến, cuối cùng bị Liệp Thần Thương đánh xuyên, uy lực giảm nhiều, trầm luân ở hải vực, không có tung tích gì nữa. Sau này cơ duyên xảo hợp, bị thần giáo chúng ta đoạt được, một mực phong tồn tại tổ địa. Mặc dù không còn uy lực năm đó, nhưng vẫn có uy thế cực mạnh. Thần Tôn khẳng định, nếu như thần hoàng bại lộ thân phận, tất phải liên chiến hải vực, Thương Hải Đồ có thể trợ một chút sức lực. Lan Quỳ lấy hoàng kim linh lung cầu ra, khuấy động khí thế hùng hồn cực kỳ khủng bố, vừa mới xuất hiện liền đảo loạn năng lượng dưới đáy vực sâu, có âm thanh biển lớn lao nhanh, càng có uy lực côn bằng lật biển. Đông Hoàng Lăng Tuyệt và bọn đệ tử trừng lớn con mắt, khó có thể tin được mà nhìn linh lung cầu trong tay Lan Quỳ. Thần giáo lại còn có bảo khí như thế này, thật sự chưa từng nghe thấy, nhưng nghe đến các loại danh hào như Thượng Cổ Hải Thần, năm mảnh di cốt côn bằng, liền có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó thật sâu. Nhưng chí bảo như vậy, lại muốn chuyển giao cho Khương Phàm. Lan Nặc càng chấn kinh, đây là muốn làm gì? Đều điên rồi sao? Là hành lễ, lại hiến vật quý, còn xưng hô thần hoàng. Khương Phàm xác thực đã nghe qua danh hào của Thương Hải Đồ, chỉ là không nghĩ tới nó lại ở trên tay Cửu Thiên Thần Giáo. Có thể xuất ra bảo vật như vậy, chí ít có thể nói rõ lão gia hỏa kia có mục đích dựa sát vào hắn. Lan Quỳ lấy ra hoàng kim linh lung cầu thứ hai, không có thanh thế mênh mông, lại vặn vẹo lên không gian xung quanh, cứ như có thể sụp đổ nơi này bất cứ lúc nào. Kiện thứ hai, hoắc loạn chiến kỳ. Cái này ngài hẳn là rất quen thuộc, có thể hoắc loạn chiến trường, đảo loạn thần chức kẻ địch, còn có thể tụ tập chiến ý bành trướng, kích phát đến cực hạn, lấy tinh huyết tế điện, còn có thể sụp đổ không gian mênh mông. Sau trận chiến đấu Đăng Thiên Kiều, hoắc loạn chiến kỳ thất lạc tại bách tộc chiến trường, bị Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta đạt được, bây giờ vật quy nguyên chủ. Khương Phàm tiếp nhận hoàng kim linh lung cầu, vẻ mặt hơi tối lại, đây là bách chiến thiên vương chiến kỳ rơi xuống, thiên vương đâu? Vì sao Diêm Bá và Thiên Hậu không nhắc đến cái này với hắn? Lan Quỳ lấy ra hoàng kim linh lung cầu thứ ba, phía trên trải rộng vết máu, hoàn mỹ áp chế năng lượng bên trong. Kiện thứ ba, là bảo vật tự tay thần tôn tế luyện cho ngài, Hồng Mông Môn. Do lưu kim huyền thiết rèn đúc tại thiên khải chiến trường, nội hàm hồng mông quang mang, nhưng tại thời khắc tất yếu sẽ mở ra con đường không gian, cưỡng ép di chuyển trăm dặm trở lên. Nhưng, hồng mông môn thích hợp cho không gian linh văn sử dụng,
không phải không gian linh văn mà cưỡng ép vận dụng thì sẽ tiêu hao rất nhiều, cho nên phải tận lực khắc chế. Chỉ có 3 kiện bảo khí, không có người. Thần tôn các ngươi thật giỏi tính toán nhỉ. Khương Phàm tiếp nhận hoàng kim linh lung cầu thứ 3, đại khái đã hiểu ý gì. 3 kiện vũ khí đều rất cường đại, cũng đều có hiệu quả, nhưng một sự kiện công nhận di thất, một kiện vốn là thuộc về bọn hắn, một kiện vừa mới luyện chế, nói cách khác bất luận bọn hắn dùng như thế nào, đều không liên quan cùng Cửu Thiên Thần Giáo. Lão gia hỏa kia vẫn không muốn công khai hỗ trợ. Lan Quỳ nói, bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo đứng từ một nơi bí mật gần đó, đối với hai bên chúng ta đều tốt. Lão gia hỏa kia lại còn muốn quan sát. Khương Phàm lắc đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này, dù sao bây giờ hắn nhìn lại không có chút phần thắng nào, lão tặc này đồng ý giúp đỡ, đã là tại đánh cược áp chú. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, thần tôn còn có ý kiến, khi các phương triển khai đuổi bắt, Cửu Thiên Thần Giáo cũng sẽ tham dự trong đó, thời khắc tất yếu sẽ trọng thương các ngươi, còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Khương Phàm nói, có thể diễn trò trọng thương, nhưng mục đích thực sự là phải đảo loạn không gian, tạo cơ hội cho chúng ta phá vòng vây. Đó là đương nhiên. Sau khi Đông Hoàng Hoa Thanh gật đầu, liền cùng Lan Quỳ đụng đụng ánh mắt, nói, còn xin thần hoàng cáo chi, bước hành động kế tiếp của các ngươi. Đây là Chu Tước Thần Cung, bên trong chính là phong tồn Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Vạn Thế Thần Triều. Bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là phong tồn uy lực ức vạn quốc vận. Thượng Thương Cổ Thành chính là bị nó đánh thức. Mặc dù ta hãm hại Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng vẫn sẽ có người tiếp cận vực sâu, nơi này bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch của chúng ta là do hai vị thánh linh mang lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc rời khỏi nơi này, liên chiến hải vực, hấp dẫn lực chú ý của các phương. Ta phải thừa cơ hội này xâm nhập Đọa Lạc Thiên Quốc tạm thời tránh né. Khương Phàm chỉ làm giải thích đơn giản, không có nói tới Mê Ly Hải cùng Đông Nam Thiên Môn, để tránh Cửu Thiên Thần Giáo đồng ý đổ xấu. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, trách không được. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỳ đều nhìn về Chu Tước Thần Cung. Mặc dù Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành hấp dẫn ánh mắt Thương Huyền, nhưng vẫn có người không ngừng tiến vào vực sâu. Nếu như nơi này kéo dài, có vào không có ra, mọi người liền dễ dàng ngờ vực vô căn cứ phía dưới còn có bảo vật. Những hoàng tộc hoàng đạo kia còn chiếm cứ ở bên ngoài, cũng sẽ phái người đến điều tra. Xét thấy hai lần trước sau khi Hứa Đức Diệu và Tam Trưởng Lão đạt được bảo vật bị vây bắt, những rất có thể hoàng đạo kia sẽ điều động càng nhiều thánh linh, thậm chí trực tiếp điều động một vị thánh vương tới. Thượng Thương Cổ Thành có thể ngăn chặn thánh vương sao? Chưa hẳn. Nếu như Thánh Vương tiến vào vực sâu, bọn người Khương Phàm liền không có chỗ để trốn. Cho nên Khương Phàm thật đúng là phải sớm di chuyển Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Một khi Ngọc Tỷ Truyền Quốc rời khỏi phong ấn áp chế tại vực sâu, nguồn năng lượng mênh mông, quốc vận kỳ diệu kia, không thể nào che giấu được nữa. Bí mật ngàn năm, cuối cùng rồi cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ. Kiều Vô Hối mở rộng cửa cung, sau lưng còn có Khương Diễm vừa mới đột phá đứng đấy. Bọn họ là Đông Hoàng Hoa Thanh dò xét khí tức hai người. Khương Phàm giới thiệu sơ lược. Hai tử của ta, Kiều Vô Hối, mẫu thân hắn Kiều Hinh. Huynh đệ của ta, Khương Diễm, cốc chủ ác nhân cốc. Kiều Hinh. Khuôn mặt của Đông Hoàng Hoa Thanh và Lan Quỳ có chút độc, vị hoàng phi kia sao? Bọn hắn lại có hài tử. Trách không được Kiều gia cam nguyện cùng Khương Phàm rời khỏi, thì ra Kiều gia sớm đã không phải là Kiều gia đã từng, mà là Kiều gia hoàn toàn mới. Khương Phàm ném toàn bộ bọn người Lan Đạo từ bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp ra. Trả lại cho các ngươi, nhưng đừng có lại chọc ta. Bọn người Lan Đạo chật vật nhào vào trên mặt đất, gầy còm suy yếu, ảnh hưởng của Sơn Hà Đại Táng trước đó đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Bọn hắn nhìn thấy Phó Giáo chủ Lan Quỳ, lập tức muốn khóc lóc kể lể, lại bị Lan Quỳ bước đến ngăn lại, nhẹ nhàng đè xuống. Bọn hắn giằng co, đi đến sau lưng Lan Quỳ, tức giận lại kinh ngạc. Làm sao lại đều đến rồi? Nơi này là nơi nào? Nếu như không có việc gì khác, các ngươi có thể rời khỏi. Đúng rồi, thay ta cảm ơn thần tôn các ngươi. Khương Phàm đưa tay tiễn khách, còn muốn tiếp tục dung hợp những linh dịch di cốt kia. Cái thứ đồ chơi này so với hắn dự đoán còn mạnh hơn, bên trong thật sự là có uy lực tổ nguyên, không chỉ có kích ra huyết mạch của hắn, còn lĩnh ngộ được mấy loại truyền thừa. Đông Hoàng Hoa Thanh chỉ Thanh Đồng Tiểu Tháp trên cổ áo Khương Phàm. Cho ta mạo muội hỏi thần hoàng một chút, ngài biết lai lịch của tiểu tháp này không?
Khương Phàm vuốt vuốt tiểu tháp, nhặt được từ bên trong đại hoang. Xin hỏi ngài đã mở ra tầng thứ mấy? Bây giờ là tầng thứ ba. Không biết ngài đã lĩnh ngộ được cái gì? Khương Phàm quái dị nhìn Đông Hoàng Hoa Thanh. Ngươi thật giống như là đã biết lai lịch của nó. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi gật đầu. Thực không dám giấu giếm, nó kỳ thật thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Sơn, xác thực mà nói là thuộc về Thượng Cổ Thần Đình. Ồ, Khương Phàm vô ý thức nắm chặt, lai lịch lớn như vậy à? Chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng đừng nói. Khương Phàm tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi. Đám người Đông Hoàng như ảnh âm thầm lắc đầu, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện như thế với phó giáo chủ của bọn hắn. Bọn người Lan Nguyệt càng chấn kinh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Nó là Thái Cổ Thông Thiên Tháp, đã từng là trọng bảo của Thái Cổ, sau này chuyển qua thần đình, trở thành một trong tam đại thần binh chấn thủ thần đình, phụ trách chấn áp cường địch. Thái Cổ Thông Thiên Tháp, cái tên ngược lại là rất bá khí. Khương Phàm cầm tiểu tháp, tử tế suy nghĩ. Đây là Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Giọng Đan Hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm, vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, cái này không phải chính là Thông Thiên Tháp trong truyền thuyết sao? Trước đó một mực bị chuyện, bình tiết kiệm tiền, tầng đầu tiên nói gạt. Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Thái Cổ Thông Thiên Tháp trên dưới 9 tầng có, bên dưới trấn cửu U, bên trên thông cửu thiên, nghe nói là dùng hồng hoang thiên trụ sụp đổ tế luyện mà thành. Có được ảo diệu cùng thần uy vô tận. Tầng đầu tiên, tên là không gian hư vô, đã từng trấn áp tại vùng đất hư vô sâu nhất trong U Minh, đã từng là trụ trời tận cùng dưới đáy, là căn cơ 9 tầng tháp. Tầng thứ hai, tên là luyện ngục không gian, trấn áp tại vùng đất địa ngục. Trên thực chất, tầng thứ hai mới tương đương với lao ngục tầng đầu tiên của thông thiên tháp, có thể giam cầm quỷ tộc U Minh. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, phân biệt là hoang sơn không gian, cùng hoang hà không gian. Chân áp chính là nguyên lực vạn vật, núi cùng nước ban sơ cũng là cơ sở nhất mà đất trời diễn biến sinh ra từ lúc bắt đầu. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, phân biệt là tử nhân không gian, phục yêu không gian, cấm ma không gian, chân áp chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Không gian tầng thứ 8, thì là thông thiên không gian, có thể chấn áp khung trời, giam cầm càn khôn, thực chất là giống lao ngục tầng cuối cùng của thông thiên tháp. Không gian tầng thứ 9 là không gian hư vô, đã từng là đỉnh của trụ trời, giờ cao tầng nâng trên cùng của vùng đất hư vô thế giới, là thiên ngoại thiên. Khương Phàm yên lặng nghe, vẻ mặt chấn kinh, tay càng cầm chặt hơn. Hắn biết thanh đồng tiểu tháp không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lai lịch lại thần bí như vậy. Đông Hoàng Hoa Thanh tiếp tục nói. Nếu như khống chế thanh đồng tiểu tháp liền có thể lĩnh ngộ trấn áp ảo diệu. Ví dụ như tầng thứ 2 có thể săn bắt hồn phách quỷ tộc. Tầng thứ 3 có thể băng diệt núi lớn, tầng thứ 4 có thể hoắc loạn sông biển, tầng thứ 5 có thể giết nhân tộc, tầng thứ 6 có thể phục yêu thú, tầng thứ 7 có thể cấm ma tộc, tầng thứ 8 càng là có thể loạn nát, đả thông khung trời, thẳng tới thiên khải chiến trường. Chúng ta muốn mượn dùng thông thiên tháp, chính là coi trọng uy lực tầng thứ 8. Thiên khải chiến trường tổng cộng có 8 cửa, ngoại trừ Đông Nam Thiên Môn bị các ngươi cướp đi, những cái khác đều ở trong tay đế quân, nếu như chúng ta có thể khống chế thông thiên tháp. Liền có thể khai phách cánh cổng mới khác nối thẳng tới thiên khải chiến trường, không hề bị quản chế tại đế quân khác. Khương Phàm nắm chắc Thái Cổ Thông Thiên Tháp, đột nhiên hỏi. Các ngươi vẫn luôn biết nó ở trên người của ta. Sau khi thần đình sụp đổ thì Thái Cổ Thông Thiên Tháp đã lưu lạc ở bên ngoài. Tiên tổ chúng ta trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn biết được tình huống của nó, một mực đang nghĩ cách tìm kiếm, chỉ là trước sau mấy ngàn năm vẫn không thu hoạch được gì. Cho đến khi chúng ta gặp được ngài tại Vương quốc Hắc Ám. Vì sao lúc ấy không có cướp đi? Khương Phàm âm thầm rung động, tùy thân mang theo bảo vật tuyệt thế như thế này, vậy mà lại xem như hộp chữ đồ. Đan Hoàng rung động, xem ra tình huống của chủ nhân ngày trước cũng là không sai biệt lắm, không hiểu rõ bí mật của thanh đồng tiểu tháp, cho nên đã sử dụng như vũ khí không gian, mới cất nhiều tinh tệ như vậy tại tầng đầu tiên. Đông Hoàng Hoa Thanh nói chi tiết. Có nghĩ qua. Khương Phàm nắm chặt thanh đồng tiểu tháp. Sau này nếu quả như thật sự hợp tác, ta sẽ suy nghĩ thêm việc cùng hưởng Thái Cổ Thông Thiên Tháp. Bây giờ, ta còn phải nghiên cứu một chút. Chúng ta không có cứng rắn đoạt, chính là muốn theo ngài nói chuyện. Cái này dù sao cũng là lao ngục thần đình, hẳn là thuộc về chúng ta.
các ngươi cũng không phải chủ nhân thần đình, thời điểm các ngươi tới đó đã sớm lưu lạc ở bên ngoài. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, biết Khương Phàm sẽ không buông tay. Ta không tiễn, đúng rồi, để Lan Nặc lại đi. Khương Phàm nháy mắt mấy cái với Lan Nặc, cười nói. Tiểu nữ nô của ta. Ngươi là tên xúc sinh. Lan Nặc tức giận, hỗn đản vậy mà lại ở ngay trước mặt phó giáo chủ nhục nhã nàng. Phó giáo chủ Lan Quỳ nói. Chuyện khế ước nhân chủng, còn xin thần hoàng khoan dung, đều là Lan Nặc không hiểu chuyện. Khương Phàm chặn ngang hắn, nói. Khế ước đã dị biến, uốn nắn một chút, đây không phải là khế ước nhân chủng, mà là tâm dục vô ngấn, ma công. Ngài biết bộ khế ước này. Ta đương nhiên rõ ràng, không phải vậy ta sao có thể không hiểu mà trà đạp linh hồn của ta. Ta không chỉ biết bí mật của khế ước, ta còn biết mình nhất định có thể tiến đến thiên phẩm, hắc hắc, lúc ấy ta liền ăn chắc nàng. Ai? Lan Quỳ lắc đầu, nhà đầu đáng thương thật sự đã bị hố. Khương Phàm, tên hồn đản ngươi. Lan Nặc nhịn không được. Ở lại đi, hầu hạ ta cho tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, phó giáo chủ, cứu ta. Lan Quỳ trầm ngâm, nói. Sau khi thân phận của ngài bại lộ, lại nhận thiên hạ chú ý, Lan Nặc đi theo bên cạnh ngài không tiện. Như vậy đi, trước mang nàng về thần giáo ta, chờ sau khi hai bên hợp tác, lại cho đến bên cạnh ngài. Lan Nặc sốt ruột nói. Phó giáo chủ, ta không muốn đi cùng với hắn, khẳng định có cách giải trừ khế ước. Bọn người Lan Nguyệt trợn tròn mắt, còn phải đưa trở về. Ngài không phải phó giáo chủ sao, uy nghi của ngài đâu. Bình thường không phải như thế cơ mà. Khương Phàm không có ý định giữ Lan Nặc thật lại thật, nhưng cũng không có ý định vì tiện tha cho nàng. Để lại cái đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân kia. Ta đã dùng. Lan Nặc phẫn uất, tức giận, càng bất lực. Trước đó muốn Khương Phàm kéo về thần giáo, xử lý chuyện khế ước, kết quả phó giáo chủ lại không nguyện ý chủ trì công đạo cho nàng, còn muốn đưa nàng lên hố lửa. Hắn không phải là một tên điên dã man sao, làm sao lại đột nhiên có thân phận khác? Thân phận gì lại còn có thể để phó giáo chủ nhường nhịn như vậy? Khương Phàm cười khẽ. Nếu như ngươi đã thái độ như vậy, ta cần phải giữ ngươi lại, dạy dỗ ngươi làm nữ nô như thế nào? Lan Nặc quát tháo. Ta nói đã dùng, chính là đã dùng. Lan Quỳ lại nói. Dâng đầu lâu tổ kỳ lân ra. Lan Đạo lập tức chất vấn. Vì sao? Ta không rõ. Sau này ngươi sẽ rõ. Lan Đạo nắm chặt Lan Nặc tay, cưỡng ép dẫn xuất đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân từ bên trong nhẫn không gian của nàng ra. Tốt, ngươi có thể mang nàng về. Là kim, thuộc tính mà Khương Phàm mong đợi, vừa vặn đưa cho Cơ Lăng Huyên. Lan Nặc tức giận nhìn Khương Phàm, ánh mắt lắc lư, từ từ mang đầy hơi nước. Khương Phàm lại không thèm để ý, còn chừng nhìn Lan Nặc, đã là trêu chọc lại là khiêu khích. Lan Nguyệt đều muốn giận điên lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai vị phó giáo chủ là bị điều khiển ý thức sao? Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Yên cao gầy tịnh lệ ở bên cạnh, bỗng nhiên muốn nha đầu này ở lại bên cạnh Khương Phàm. Cái cớ, chính là bên cạnh có một võ giả không gian, có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là kiềm chế được. Tính cách nha đầu này không trưởng thành, lại thích chơi đùa, chẳng may bại lộ thân phận, sẽ khiến cho các phương hoài nghi. Nhưng an bài Đông Hoàng Như Ảnh đi qua đi, thật sự có chút không nỡ. Lan Quỳ nói, thần tôn kỳ thật còn có một việc muốn ta chuyển cáo, là liên quan tới Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm khẽ chau mày, nụ cười trên mặt liền biến mất. Lan Quỳ không để ý đến vẻ mặt của Khương Phàm, tiếp tục nói. Ngài sớm bại lộ thân phận, không phải là ngài hy vọng, cũng không phải chúng ta hy vọng. Nhưng đại cục thiên hạ không theo ý của người, thiên mệnh làm việc, chỉ có thể thuận theo. Bây giờ ngài muốn kéo dài thời gian, chờ đợi phản kích, nhưng kỳ thật còn có phương pháp khác càng có hiệu quả hơn, trở lại Xích Thiên Thần Triều. Liền như là năm đó, Vạn Thế Thần Triều quật khởi mạnh mẽ, gặp phải các tộc Thương Huyền điên cuồng đối kháng, 7 lần liên tục lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng ngài vẫn cùng thiên hậu bái phỏng Xích Thiên Thần Triều. Khi tin tức hai đại thần triều Vạn Thế và Xích Thiên tuyên bố liên hợp truyền ra, Thương Huyền an tĩnh, 8 phương đến chúc, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Cũng chính là hai đại thần triều liên hợp, hàng trăm triệu vạn con dân ở 20 vạn dặm cương vực kêu gọi, là cơ sở thế chân vạc cho ngài chinh chiến bách tộc chiến trường. Lần này, chỉ cần ngài có thể lần nữa tranh thủ đến Xích Thiên Thần Triều hợp minh,
Cửu Thiên Thần Giáo nguyện ý công khai chiến đội. Thần giáo bảo hộ đến mấy triệu con dân, tung hoành 10 vạn dặm tại cương vực thần triều, có hai bên chúng ta duy trì, ngài. Im miệng. Ánh mắt Khương Phàm run lên, lạnh lùng tập trung vào Lan Quỳ. Lan Quỳ than nhẹ, lắc đầu nói. Chuyện năm đó, Xích Thiên có tội, về tình về lý, ngài không có lý do tha thứ, nhưng... Ai, ta chỉ muốn nói với ngài một câu, Hoàng Nguyên Vương, Trạch Thiên Các, còn có hậu nhân tại thế. Vô hối, tiễn khách. Khương Phàm giống như bị kích thích, thể hiện đều hiện lên dữ tợn. Chuyển lời của thần tôn, vẫn chờ mong có thể gặp mặt tại Cửu Tiêu Thiên. Đông Hoàng Hoa Thanh và Lan Quỳ hành lễ, mang theo bọn người Đông Hoàng Như Ảnh với vẻ mặt hốt hoảng rời khỏi vực sâu. Đám người Đông Hoàng Như Ảnh quả thật đã bị trấn trụ, cái gì là vạn thế thần triều, cái gì là tám phương đến chúc, cái gì là chinh chiến bách tộc chiến trường, cái gì là nguyện ý công khai xếp hàng. Bọn hắn đang nghe được thứ gì vậy? Khương Phàm nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình, ngồi vào bên cạnh tiếp tục luyện hóa tổ nguyên dịch. Khương Diễm nhẹ giọng hỏi. Hắn và Xích Thiên Thần Triều có liên quan như thế nào? Một lời khó nói hết. Kiều Vô Hối lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Mặc dù không có trải qua, nhưng đã từng nghe mẫu thân nói qua. Năm đó chuyện ai đúng ai sai, không đứng tại tình cảnh lúc ấy, ai cũng không có quyền nói được, nhưng không thể phủ nhận, quyết định ngay lúc đó của Xích Thiên Thần Tôn đã đẩy vạn thế thần triều đến vực sâu. Thời điểm ban sơ khi hai đại thần triều ký kết minh có bao nhiêu oanh động, thời điểm lúc ấy quyết liệt liền có bấy nhiêu thảm liệt. 13 đại quân đoàn chém giết, máu nhuộm cả núi sông, oan hồn che trời, chấn kinh thương huyền đại lục. Phụ thân bạo tẩu, một lần giết tới Xích Thiên Hoàng Cung. Cũng chính là trận quyết liệt kia đã ép phụ thân buông tay đánh cược một lần, lên trời chứng đạo. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nắm chặt thời gian tu luyện. Kiều Vô Hối mang theo 3 cái hoàng kim linh lung cầu trở lại thần cung. Thương Hải Đồ, Hoắc Loạn Chiến Kỳ, Hồng Mông Môn, Cửu Thiên Thần Giáo lấy máu thật rồi. Ngài dùng cái nào? Ngươi nghiên cứu Thương Hải Đồ, Hồng Mông Môn, ta nghiên cứu Hoắc Loạn Chiến Kỳ, đến lúc đó ta chủ công, ngươi phối hợp. Kiều Vô Hối ỷ vào Ngọc Tỷ truyền quốc mạnh nhất, cho nên muốn nghiên cứu phối hợp giữa Chiến Kỳ cùng Ngọc Tỷ, phát huy thế công đến cực hạn. Hai người trao đổi trở lại thần cung, bắt đầu tu luyện của riêng phần mình. Khương Phàm đắm chìm ở bên trong bế quan, hấp thu tổ nguyên dịch, lĩnh ngộ lấy truyền thừa kỳ diệu. Sau 5 ngày, tại quốc vận bao phủ xuống, tại tổ nguyên dịch khích lệ một chút, Khương Phàm cuồng chiến 2 tháng đã chính thức bước lên niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Sau khi cảnh giới đột phá, Khương Phàm bắt đầu nghiên cứu Thanh Đồng Tiểu Tháp. Đây chính là trụ trời sao? Thời khắc khai thiên tích địa, đại trụ chống lên thế giới hồng hoang. Bên dưới kết nối cùng Cửu U hư vô, bên trên chạm đến Cửu Thiên hư không. Khó có thể tưởng tượng là ai đã dung luyện nó thành vũ khí. Khương Phàm vô cùng tiếc nuối, nếu như sớm nghiên cứu Thanh Đồng Tiểu Tháp, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng, càng nhiều truyền thừa. Tầng thứ 2, nơi đã từng trấn áp U Minh, có thể khắc chế quỷ tộc, săn bắt phong linh. Những sợi xiềng xích này, đơn giản tương đương với U Minh diễn biến pháp tắc. Trách không được lúc ấy có thể tùy tiện đánh xuyên xiềng xích U Minh mà hình phù đồ thả ra. Những thứ này, mới chính là tổ tông. Mà Khương Phàm trước đó cũng chỉ là dùng để làm dây thừng trói người, đơn giản sai lầm. Tầng thứ 3, Khương Phàm giáng lâm ý thức đến đấy. Quan sát 81 ngọn núi bỏ đầy huyết văn. Trước đó suy đoán đây là mộ phần, mai táng một loại tà ma nào đó. Bây giờ xem ra, bọn chúng chính là tù phạm thật sự. Thời đại Thái Cổ liền bị trấn áp, khẳng định mỗi một ngọn núi đều có lịch sử đã lâu, năng lượng mênh mông, ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, thậm chí hồng hoang đều không đủ. Khương Phàm phấn chấn càng kích động, nếu như thật sự khống chế được bọn chúng, thả ra toàn bộ ngoài thì sao? Lại phối hợp cùng Thái Tổ Sơn, vậy sẽ là dạng tràng diện rung động gì, năng lượng hủy diệt lại là kinh khủng đến cỡ nào. Bởi vậy suy đoán, bên trong tầng thứ 4 khẳng định là phiến thế giới Hà Triều, cũng không phải nước sông bình thường. Nếu như núi có tổ tông, nước có tổ tông, thì chính là nguyên lực thủy linh vạn vật. Nếu như bỏ dương biện vào, nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly, vấn đề Thánh Vương đã ở trong tầm tay. Mà... cái này hai tầng tình huống vừa vặn có thể cùng hắn Sơn Hà Đại Táng phù hợp với nhau. Khương Phàm lại nghĩ tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7,
đối với năng lượng trấn áp người, yêu, ma, cùng uy lực tầng cao hơn có thể hoắc loạn khung trời, dung chuyển thiên khải chiến trường. Thái cổ thông thiên tháp này mới là vũ khí chân chính đời này của hắn. Phối hợp phần thiên chiến vực tại Đọa Lạc Thiên Quốc, hắn sẽ đánh đâu thắng đó. Ngày 13 tháng 7, Hứa Đức Diệu trở về Chí Tôn Kim Thành, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý người của nhàn tạp trong thành, mở ra pháp trận bảo vệ, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, Xá Lợi Phật Đà sắp rời giao cho Tu Di Sơn, xin mời Phật Đạo thiên hạ chứng kiến. Toàn bộ cường giả Kim Thành trước đó đã được đến tin tức lập tức trở về làm phong phú pháp trận, tuyên thệ cùng tồn vong cùng Kim Thành. Sau khi Hứa Đức Diệu bí mật triệu kiến tất cả cao tầng, mang lên Xá Lợi Tử cùng Hứa Đan và các tộc nhân đời mới, rời khỏi từ tế đàn không gian, chạy tới luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó, cường tộc các phương nhận được tin tức, nhất là Tam Địa Hoàng tộc Hoàng đạo Tây Bộ, Tây Nam, Tây Bắc, toàn bộ đều nhanh chóng hành động, tập kết quần thể cường giả khổng lồ, nhào về phía Tân Hải Tây Bộ. Ngày 15 tháng 7, theo cường tộc các phương lần lượt đến, một trận công phòng chiến quay xung quanh Chí Tôn Kim Thành toàn diện bộc phát. Việc đến nước này, đã không có cái gì dư thừa để nói nhảm. Cường tộc các phương tập kết toàn diện, không chỉ có muốn cướp đoạt Xá Lợi Phật Đà, càng phải hủy đi Chí Tôn Kim Thành, phân phát tài nguyên phong phú mà bọn hắn lắng đọng vạn năm. Ngày 18 tháng 7, Cửu Thiên Thần Giáo, Thao Thiết Yêu Tộc, Man Hoang Chiến Tộc và các hoàng đạo lao thẳng đến Vạn Đạo Thần Giáo, lấy phong thái chiêm ngưỡng đế binh làm tên, cưỡng ép bái phỏng. Các hoàng tộc khác mặc dù kích động, nhưng vẫn kiêng kỵ trước danh uy của Vạn Đạo Thần Giáo hoàng đạo, chỉ có thể ở lại nơi xa yên lặng xem chiến. Bọn hắn không hy vọng xa vời đạt được món đế binh thần bí kia, nhưng mong đợi là hoàng đạo các phương cùng Vạn Đạo Thần Giáo bị tiêu diệt, bọn hắn sẽ thừa cơ hội làm chút lợi lộc. Đối mặt với các hoàng đạo như Cửu Thiên Thần Giáo bức bách, Vạn Đạo Thần Giáo tức giận càng sốt ruột, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhận được tin tức từ Tam Trưởng Lão, ngay cả lời nhắn đều không có. Bọn hắn hoài nghi có phải Tam Trưởng Lão đã mang theo đế binh trốn mất rồi hay không, lại hoặc là đã bị thế lực phương nào đó bí mật cướp đi. Tại ngày 21 tháng 7, dưới sự cường thế khiêu khích của Cửu Thiên Thần Giáo, Vạn Đạo Thần Giáo chính thức khai hỏa chiến tranh. Tất cả lực đều hoàng đạo thế đều biết rõ Vạn Đạo Thần Giáo cường hãn, cho nên đều toàn lực ứng phó, triển khai tấn công mạnh. Nhất là Cửu Thiên Thần Giáo, ngay cả giáo chủ đều đích thân tới tiền tuyến, khởi xướng tấn công mạnh. Hoàng đạo phương Bắc, Thao Thiết Yêu Tộc mang theo mấy triệu thú triều, cơ hồ muốn che mất thần giáo. Man Hoang Chiến Tộc cùng Vạn Đạo Thần Giáo càng là kẻ thù truyền kiếp, mặc kệ là vì sao, đánh cho đến chết là được. Theo hai nơi Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo bộc phát chiến trường, tin tức đế binh đã nhanh chóng truyền bá, quét sạch các nơi ở Thương Huyền, càng truyền đến hải vực mênh mông. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7, tất cả hoàng đạo Thương Huyền tạm hoãn hành động tại Thiên Khải chiến trường, ngoại trừ để lại cường giả trấn thủ ra, thì số lượng lớn tinh nhuệ đều được rút về Thương Huyền, chuyển đầu đến chiến trường Tân Hải Tây Bộ cùng Tây Bắc. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo liên tiếp xuất quan, nhìn về hai nơi chiến trường. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành công nhiên tuyên cáo Xá Lợi Phật Đà thuộc về Phật Đạo, nhưng cũng không có đưa đến được tác dụng gì, ngược lại còn kích thích những hoàng tộc hoàng đạo kia. Ai cũng rất rõ ràng, xem như Xá Lợi Phật Đà cuối cùng còn muốn giao cho Phật Đạo, cũng là ai giao ra thì người đó có thể cùng bọn hắn ký kết hợp tác. Cho nên, trước tiên phải nắm được Xá Lợi Phật Đà tới tay rồi mới lại nói. Huống chi trong tay Hứa Đức Diệu còn có đế binh yêu ma hư hư thực thực. Không cần Xá Lợi Phật Đà, cũng phải có món đế binh yêu ma kia. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hai trận chiến cuối cùng diễn biến thành vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi. Hoàng đạo Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung, Hoàng đạo Trung Vực Tây Bộ, Đại Quang Mang Thần Điện, Hoàng đạo Trung Vực Nam Bộ, Chu Thiên Thần Điện, Hoàng đạo Nam Bộ, Thiên Cực Giới, Hoàng đạo Đông Nam, Sinh Mệnh Thần Điện, liên hợp rất nhiều hoàng tộc, vây công Chí Tôn Kim Thành. Hoàng đạo Trung Vực Bắc Bộ, Cửu Thiên Thần Giáo, Hoàng đạo Trung Vực Đông Bộ, Xích Thiên Thần Triều, Hoàng đạo Bắc Bộ, Thao Thiết Yêu Tộc, Hoàng đạo Đông Bắc Bộ, Man Hoang Chiến Tộc, Hoàng đạo Đông Bộ, Phù Tang Thần Cung thì nhắm mục tiêu ngay Vạn Đạo Thần Giáo. Ngoại trừ cái đó ra, trận đối kháng giữa Xí Thiên Giới cùng Thái Cổ Thần Miếu cũng bắt đầu gây nên chú ý. Xí Thiên Giới tuyên bố phong bế toàn diện, Hạo Thiên Chiến Quốc, Bá Vương Chiến Quốc lần đầu lui về giữ giới môn, Xí Thiên Giới tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không. Lão tổ của Thái Cổ Thần Miếu tự thân đến U Minh Địa Ngục, tìm kiếm hình phù đồ,
miếu chủ thì đi thẳng đến xí thiên giới, triển khai rằng co khẩn trương. Mây đen chiến tranh cứ trong vòng một tháng ngắn ngủi như vậy mà đã bao phủ Thương Huyền Đại Lục. Đây chính là dụ hoặc của đế binh, cứ như muốn tái hiện bi kịch Linh Lung Tâm đã từng có từng rất lâu về trước. Nhưng, thời khắc Thương Huyền đang gió nổi mây phun, Thượng Thương Cổ Thành lại nổi lên biến cố. Sớm bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, bởi vì số lượng lớn cường giả tại vực sâu, có tiến không về, hoàng tộc hoàng đạo lưu thủ ở chỗ này đã bắt đầu suy đoán rốt cuộc phía dưới còn cất giấu bí mật gì, thậm chí là chất vấn rốt cuộc tam trưởng lão của vạn đạo thần giáo có phải đã thật sự đạt được bảo vật hay không. Ngày 17 tháng 7, hoàng tộc hoàng đạo phía ngoài lần lượt sắp xếp người trở về thỉnh cầu trợ giúp, tốt nhất là phái thánh linh tới. Dù sao bí mật vực sâu vẫn còn đó, không bài trừ khả năng có đế binh. Cùng lúc đó, cường giả phía ngoài cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhấc lên vòng tấn công mạnh thứ ba, ý đồ dung chuyển tường thành. Bọn hắn không tin cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành sẽ một mực tồn tại, vĩnh viễn áp chế người đi đến như vậy. Dù sao nơi này cũng mai táng trong thời gian vô tận, mà còn đã bị rất nhiều thánh linh tấn công mạnh trong hơn 2 tháng, có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã là kỳ tích. Ngày 28 tháng 7, liên tục 10 ngày không ngừng tấn công, tường cổ thành hùng cứ 3 tháng rốt cuộc cũng xuất hiện lắc lư yếu ớt, bình chướng khổng lồ bao phủ Thượng Thương Cổ Thành cũng xuất hiện lấp lóe. Ở bên ngoài, các cường giả lập tức sôi trào, nhất là đám yêu tộc sớm đã không kìm nén được, càng là triển khai điên cuồng tấn công mạnh. Cùng lúc đó, thánh linh của hoàng tộc hoàng đạo các phương phái gia các đã lần lượt tiến vào trung vực, rất nhiều người đã tới gần Thượng Thương Cổ Thành. Ngày mùng 1 tháng 8, tại ngày trăng non đầu tiên, vực sâu yên lặng rốt cuộc cũng sụp đổ, đột nhiên mãnh liệt hơn, vừa rung động vừa kinh khủng. Đất rung núi chuyển, Thượng Thương oanh minh. 9 tầng phong ấn nhấc lên cửu trọng triều dâng, hủy diệt 300 dặm dãy núi rừng rậm. Bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trên vạn người gặp nạn, vô tình bị cuốn bay ra ngoài. Chu Tước Thần Cung xông ra khỏi vực sâu, phong ấn Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bay thẳng đến cánh cửa Nam Bộ. Ước vạn quốc vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc quá mạnh, không có 9 tầng phong ấn kia, chỉ dựa vào thần cung cùng 2 vị thánh nhân Kiều Vô Hối bọn họ thì hoàn toàn ép không được. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như giang hải mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, bành trướng, bao la, hùng vĩ. Cuồn cuộn quang ảnh vạn dân quỳ sát triều bái thần đường, có thiên quân vạn mã chinh chiến chiến trường, càng có tông môn, thành trì khắp nơi trên đất như rừng, tựa như là toàn bộ thần triều thu nhỏ. Hình ảnh kỳ dị, thanh thế rung động, đều oanh động đến Thượng Thương Cổ Thành. Chu Tước Thần Cung nguy nga sôi trào liệt diễm, từ xa nhìn lại giống như là thần thú Chu Tước dương cánh bay đi, mang theo thiên bằng phượng hoàng chim loan và vô số linh cầm sông về cửu thiên đỉnh xa xôi. Đó là bí mật trong vực sâu sao, rốt cuộc cũng xuất hiện. Cung điện yên lặng trong thời gian vô tận lại còn có uy thế như vậy, thật sự là đồ sộ quá. Đó là thần điều gì, vậy mà lại có thể dẫn dắt phượng hoàng thiên bằng. Ông trời của ta ơi, đó là Chu Tước sao? Ta lại có thể thấy được Chu Tước trong truyền thuyết. Chu Tước, thần tổ vạn cầm, cùng Cự Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ tịnh xưng tứ đại chí tôn yêu tộc. Yêu tộc lưu truyền pháp chỉ trí cao, Chu Tước xuất thế, Phượng Hoàng rơi linh, thiên bằng liếm cánh, vạn cầm thần phục. Thượng Thương Cổ Thành không phải đồ đằng của nhân tộc sao, tại sao lại có thể có Chu Tước? Tòa cung điện kia cũng không giống như là lao ngục, mà là cung điện Chu Tước. Thượng Thương Cổ Thành lâm vào oanh động, vô số người đuổi theo cung điện đã đi xa, muốn thấy rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì. Cũng có người đón bụi mù phóng tới vực sâu, kết quả lại phát hiện ở phía dưới thật sự đã sụp đổ. Kiều Vô Hối, Khương Diễm tận lực áp chế Ngọc Tỷ Truyền Quốc bên trong thần cung, khống chế phạm vi mê vụ trong vòng trăm dặm, nhưng xa xa nhìn lại vẫn vô cùng bao la hùng vĩ. Bọn hắn vừa mới xô ra cửa thành Nam Bộ, liền mở ra, hồng mông môn. Vượt qua không gian, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, vượt qua các cường giả chiếm cứ ở bên ngoài. Thời điểm chờ bọn hắn kịp phản ứng, Kiều Vô Hối và Khương Diễm đã mang theo Chu Tước Thần Cung phóng tới phương xa. Cung điện giống như là Chu Tước dương cánh, dẫn lĩnh ngàn vạn mãnh cầm. Thượng Thương Cổ Thành còn trấn áp qua Chu Tước sao? Bóng dáng rất thần bí ở trong sương mù, có chút giống huyễn cảnh lúc Thượng Thương Cổ Thành mở ra đã quét sạch 8 vạn dặm. Chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân Thượng Thương Cổ Thành mở ra? Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới, Sinh Mệnh Thần Điện, cùng Trấn Nam Yêu Quốc chiếm cứ tại Nam Bộ, đều nhanh chóng đuổi tới.
Khi Thượng Thương Cổ Thành truyền ra tin tức, chứng thực vực sâu đã hoàn toàn biến mất, phía dưới cũng không có cái gì, Chu Thiên Thần Điện và các thế lực lại không có lo lắng, toàn lực đuổi bắt. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định rốt cuộc là ai đã cướp đi bảo vật trong vực sâu, sau đó tìm cơ hội chiếm lấy. Ngày mùng 5 tháng 8, Thánh Linh của Chu Thiên Thần Điện nhận lệnh tiến về Thượng Thương Cổ Thành trấn giữ đã đối diện gặp phải bọn người Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối và Khương Diễm quả quyết tấn công, muốn cưỡng ép tiễu sát, không để lại người sống, nhưng thánh nhân của Chu Thiên Thần Điện lại cưỡi Hoàng Kim Bỉ Mông, tương đương với hai thánh linh, hai bên đánh tương xứng. Cuối cùng, Khương Diễm huyết tế hoắc loạn chiến kỳ, sụp đổ không gian, nhưng Hoàng Kim Bỉ Mông lại cuồng dã bạo tẩu, gian nan bảo vệ thánh nhân. Kiều Vô Hối và hắn không dám ham chiến, quả quyết rời khỏi. Mặc dù thánh nhân của Chu Thiên Thần Điện chật vật, nhưng lại bởi vì giao phong chính diện, đã thấy được Chu Tước Thần Cung, thấy rõ hình ảnh thần bí. Thánh nhân không tiếp tục đuổi theo, mà là nhanh chóng chạy về Chu Thiên Thần Điện, nói rõ tình huống với Hướng Điện Chủ. Ngày mùng 7 tháng 8, Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện nhận mật lệnh của Lão Tổ, tự mình đuổi bắt, còn mang tới vũ khí trấn giáo, Thiên La Địa Võng, cùng võ giả không gian cảnh giới bán thánh. Ngày 11 tháng 8, Kiều Vô Hối và Khương Diễm thành công thoát khỏi Trung Vực, cao điệu tiến vào Tây Nam Bộ, gây nên rất nhiều oanh động, sau đó một đường đi tới thẳng đến Đông Bộ, muốn từ nơi đó đi đến Hải Vực. Nhưng, bọn hắn mới vừa tiến vào Đông Bộ, liền gặp phải Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện vượt qua vũ trụ giết tới. Uy lực Thánh Vương dung chuyển trời đất, Thiên La Địa Võng phong cấm càn khôn ngàn dặm. Kiều Vô Hối bạo tẩu liều mạng, chân đạp Chu Tước Thần Cung, người khoác ức vạn quốc vận, lấy hoắc loạn chiến kỳ ác chiến cùng Điện Chủ Chu Thiên Điện. Khương Diễm huyết tế Hồng Mông Môn, kích phát uy lực Di Cốt Tiên Tổ, cưỡng ép phối hợp cùng Kiều Vô Hối. Thánh uy cuồn cuộn, đất trời băng diệt, ngàn dặm sơn hà triệt để sụp đổ, vô tận sinh linh bị thảm tao chôn vùi. Hoàng đạo Đông Nam, Sinh Mệnh Thần Điện, Hoàng đạo Đông Bộ, Phù Tang Thần Cung liên tiếp bị kinh động. Bọn hắn ngóng nhìn Thiên La Địa Võng phong cấm ngàn dặm núi sông, thấy được ức vạn con dân trong sương mù cuồn cuộn, thấy được hư ảnh Chu Tước dương cánh lăng tiêu trong gió lốc cuồng liệt kia. Bọn hắn bị mê ảnh kia hấp dẫn, cũng bị hình ảnh Chu Tước che trời kia làm cho rung động. Bên trong mê ảnh, hàng trăm triệu vạn con dân thần phục, cực kỳ giống huyễn cảnh thời điểm Thượng Thương Cổ Thành mở ra. Hình ảnh Chu Tước dương cánh bay cao kia, kích thích ra đoạn bí mật lịch sử bị phong cấm trong trí nhớ kia. Mà Điện Chủ Chu Thiên Điện vượt qua hơn 200.000 dặm tự mình đuổi bắt, lại tựa hồ đang xác minh cho suy đoán của bọn hắn. Đó là, ức vạn quốc vận. Đó là, Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng, là ai mang Ngọc Tỷ đi, là Thánh Vương đang khoác lấy quốc vận, liều mạng đi như thế. Hai đại hoàng đạo quả quyết ra tay, nhưng không phải bắt, mà là phá hư, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện bắt lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc. Thiên La Địa Võng bị phá hư, Khương Diễm quả quyết phản kích, mở ra Hồng Mông Môn. Bởi vì Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện vô cùng nhạy bén, từ đầu đến cuối đang ngăn cản Khương Diễm di chuyển Kiều Vô Hối, cho nên đột nhiên biến đổi thời khắc, Khương Diễm đã quả quyết lựa chọn bí quá hóa liều, trong lúc vọt tới Kiều Vô Hối, hắn đã cưỡng ép xoay chuyển phương hướng, lấy Hồng Mông Môn ném Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện ra ngoài. Hai người đại nạn không chết, nhanh chóng thoát khỏi. Hai đại hoàng đạo thả bọn người Kiều Vô Hối đi sau đó cũng nhanh chóng rút lui, phân biệt báo cáo tình huống cho Điện Chủ Cung Chủ của bọn họ. Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện tức giận, nhưng không có tâm tư để ý tới hai đại hoàng đạo, mà là tiếp tục đuổi bắt Kiều Vô Hối. Bởi vì hắn đã chính thức xác định, đó chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đó chính là Chu Tước Thần Cung. Ngày 15 tháng 8, Điện Chủ Sinh Mệnh Thần Điện, Cung Chủ Phù Tang Thần Cung, song song hành động. Khống chế vũ khí không gian, đuổi bắt về hướng đông. Ngày 17 tháng 8, Kiều Vô Hối, Khương Diễm đã thành công chạy ra đến Hải Vực Đông Bộ trước khi Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện chặn đường. Kiều Vô Hối và Khương Diễm liên thủ kích phát Thương Hải Đồ, hoắc loạn mấy trăm dặm hải vực, che giấu vết tích chạy trốn, sau đó xông vào đáy biển rút lui. Trong lúc nhất thời, chủ nhân Tam Đại Hoàng Đạo tự mình hành động, đã hấp dẫn lực chú ý của các phương. Địa vị chủ nhân hoàng đạo tôn quý, không lộ diện ở hạ giới, ngay cả tại vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi Tây Bộ, Tây Bắc, ngoại trừ giáo chủ Cửu Thiên Thần giáo ra đều không có lập tức xuất hiện, bây giờ lại ăn ý hành động. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là bảo vật tại vực sâu quý giá hơn? Ngày 19 tháng 8,
thiên cực giới quả quyết làm ra phản ứng, giới chủ xuất quan, thống ngự ba loại thánh thú, lao thẳng đến hải vực đông bộ. Ngày 22 tháng 8, chuyện càng rung động lại xảy ra. Nhân hoàng đương đại của Xích Thiên Thần Triều ký kết thiết huyết quân lệnh, điều động tam đại quân đoàn, Dạ Lang, Thánh Kiếm, Thiên Võ, gần 3 triệu quân đội, hiện lên Thiên Trọng Quan, ở phương Đông, thẳng đến Đông Bắc Bộ. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương, Hoàng Nguyên Vương, cùng 5 vị chiến tướng, thống ngự tất cả tinh nhuệ của Vương Phủ Hầu Phủ, tiến về địa giới Đông Bắc, cảnh giới Hoàng Đạo Đông Bắc, man hoang chiến tộc. Lúc mọi người đang nhao nhao suy đoán thân phận bảo vật tại vực sâu, cùng mục đích của Xích Thiên Thần Triều, tình huống cặn kẽ về trận đại chiến của Kiều Vô Hối và Điện Chủ Chu Thiên Thần Điện tại Đông Bộ kia đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Cuộc chiến đấu kia quá oanh động, phạm vi quét sạch vô cùng rung động, đã đạt tới ngàn dặm sơn hà. Không chỉ có rất nhiều người dùng tinh thạch ghi chép trận chiến đấu bên ngoài thiên la địa võng, mà những người bị bao phủ ở trong khu vực còn may mắn sống sót, tinh thạch mà họ dùng ghi chép còn kinh khủng hơn nữa. Tinh thạch đã bị hoàng đạo cùng hoàng tộc các phương thu nạp trước tiên, sau đó chính là những hoàng tộc đại tông. Tất cả những người nắm quyền đương đại của các hoàng tộc hoàng đạo rốt cuộc cũng đều hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đó là Chu Tước Thần Cung đã mai táng ngàn năm, đó là bí mật các phương lục soát ngàn năm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Là ai mang nó đi? Hai con phượng hoàng bên trong ký ức tinh thạch, là ai? Chẳng lẽ là bọn hắn đã phát hiện Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Thời điểm cưỡng ép mở ra đã đánh thức thượng thương cổ thành. Thế nhưng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã phong tồn ngàn năm, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều đang bí mật điều tra, trước đó thượng thương cổ thành đều bị điều tra, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện. Hai con phượng hoàng này là đã phát hiện thế nào, lại là làm sao lại mở ra? Bọn hắn, rốt cuộc là ai? Ngày 27 tháng 8, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, hai đại hoàng tộc gần như đồng thời thông báo thiên hạ. Con phượng hoàng trong tinh thạch kia rất có thể là thánh nhân Kiều gia cùng cốc chủ ác nhân cốc, bọn hắn từng hiện ra phượng hoàng linh văn qua tại đại hoang. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức, lập tức chấn kinh. Khiếp sợ thân phận của hai người, cùng sự kiện bọn hắn đưa tới trong mấy năm này. Bọn họ nghĩ tới tiên tổ của Kiều gia, Kiều Hinh. Bọn hắn càng nghĩ đến nam tử sớm làm loạn tại trước đó hơn, Khương Phàm. Một loại suy đoán chấn động không gì sánh nổi. Bắt đầu sinh sôi ở trong đầu tất cả người đang cầm quyền cùng các lão tổ của hoàng tộc hoàng đạo. Bọn hắn khiếp sợ, chuyện này người bên ngoài không biết, bọn họ cũng rất mờ mịt. Là Kiều gia. Bọn hắn lại có hai vị thánh nhân, bọn hắn vậy mà lại cùng Chu Thiên Thần Điện Điện Chủ chém giết, bọn hắn vậy mà lại lấy được bảo vật. Kiều gia sắp điên ra đến chân trời rồi. Ngày cuối cùng của tháng 8, nghi vấn, chấn kinh, chờ một chút. Rốt cuộc cũng bị công bố. Thánh địa Tổ Sơn chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố bí mật đã từng bị 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ phong cấm. Bí mật ngàn năm, cáo chiêu thiên hạ, đại lục có 9 phần, thương huyền vô chủ, thế giới tổ địa, lại gặp ức hiếp vạn năm. Ngàn năm trước đó, nhận được trời yêu, một đời truyền kỳ giáng thế, ra khỏi Xích Thiên, tiến lên trung vực, huyết chiến tám phương, tụ tập một đám thiên kiêu, khai phách vạn thế thần triều, tạo thế chân vạc tại trung ương thương huyền. Thương huyền cộng tôn, phần thiên thần hoàng vũ dũng, mang theo người xuất chinh thiên khải chiến trường, bách chiến vô địch, chính tên thương huyền, cưỡng đoạt thiên môn, mở ra đường lên trời. Nhưng, đế quân bố cục, thương huyền nội loạn, phần thiên thần hoàng buông tay đánh cược một lần, giận dữ hét lớn với thương thiên tại đăng thiên kiều, dẫn thiên kiếp giáng lâm, muốn lấy tên đế quân, xông pha nguy hiểm tại thương huyền. Hồng thiên lịch năm 999, thiên khải chiến trường. Tại thời khắc cuối cùng ở Đăng Thiên Kiều, bách tộc nghịch hành, thương huyền ai ca, vạn thế thần triều gặp phải các phương vây bắt, phần thiên thần hoàng đau khổ khóc ra nước mắt máu, chết thảm dưới thiên kiếp. Tin tức đến từ Tổ Sơn đã rất ngắn truyền khắp trăm vạn dặm sơn hà tại thương huyền trong thời gian, cưỡng ép mở ra bí mật phủ bụi ngàn năm. Thương huyền đại lục lâm vào yên lặng trước nay chưa có, tất cả mọi người đều bị chiếu lệnh bất thình lình làm cho chấn kinh thật sâu. Sao bọn hắn đều không có nghĩ đến? Ngàn năm trước đó không gần không xa, vậy mà lại phát sinh qua một đoạn sử thi chiến tranh giống như thế này, lại từng sinh ra một vị thiên kiêu oai hùng tuyệt thế ngút trời như thế. Nhưng, tại sao Tổ Sơn muốn tuyên bố chuyện này vào lúc này? Là có ý nghĩa gì, hay là có chỗ đặc biệt nào? Sau khi hoàng đạo nhận được tin tức đều tức giận. Một chiêu đánh đòn phủ đầu này, quá độc ác.
Tổ Sơn tuyên cáo, lại định danh phần thiên thần hoàng thành anh hùng cứu vớt Thương Huyền, mà 12 hoàng đạo bọn hắn thì thành tặc nhân phản nghịch. Nương theo danh uy Tổ Sơn tích lũy, tin tức vừa ra, chúng sinh tin phục, không có bất kỳ người nào sẽ đưa ra chút ý nghĩ nào khác. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải Khương Phàm đã sớm cùng Tổ Sơn làm giao dịch hay không. Nhưng, căn cứ theo tình huống bọn hắn hiểu rõ, Khương Phàm giết người thừa kế trấn thủ Tổ Sơn, đắc tội Tử Vi Thánh Địa, hẳn là tử địch mới đúng. Vô Hồi Thánh Địa. Khi tin tức truyền đến nơi này đã là đầu tháng 9. Thánh chủ thuận lợi xuất quan, linh văn thăng hoa, cảnh giới đột phá, bất luận từ khí chất, linh hồn, hay là thực lực, đều phát sinh thay xương đổi thịt. Giống như nhân hoàng thượng cổ, trùng sinh ở trên người nàng, đều mang đến cho bọn người Ngụy Thiên Thu cảm giác áp bách cường thịnh. Ngay cả thánh chủ đều không có nghĩ đến, vậy mà thật dung hợp được xương sống hai đầu cách xa nhau trăm vạn năm. Cái này cũng mang ý nghĩa thần tính của xương cột sống sẽ một lần nữa khôi phục, kéo dài ảnh hưởng, kéo dài thăng hoa cho nàng. Vô Hồi Thánh Chủ xuất quan, câu nói đầu tiên của nàng chính là, tương lai đều có thể. Phần Thiên Thần Hoàng, chủ nhân Thương Huyền, lại bị 12 hoàng đạo hố chết, trách không được ngươi không nguyện ý bại lộ thân phận, trách không được có nhiều oán khí như vậy. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ nghe xong giới thiệu, vẻ mặt liền phức tạp. Mặc dù đã biết thân thế Khương Phàm có bí mật đặc biệt, nhưng suy đoán cao nhất chỉ là đến vấn đề hoàng đạo, không nghĩ tới lại là chủ nhân Thương Huyền Đại Lục. Bọn người Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc tề tụ trong điện, vẻ mặt hốt hoảng, vẫn đắm chìm trong khiếp sợ khó mà tự kềm chế được. Trong đầu của bọn họ thậm chí còn không tưởng tượng nổi, chủ nhân Xích Thiên là ở dạng độ cao gì, lại có uy thế như thế nào. Bọn hắn càng cảm giác rất không thực tế hơn, vùng đất thánh địa nho nhỏ ở biên hoang. Vậy mà đã từng dưỡng dục qua thần hoàng chuyển thế. Thần hoàng, chính là thần linh chân chính, là ngưỡng vọng vô hạn tồn tại trong bọn hắn. Khương Tuyền càng là chấn kinh, tiểu gia hỏa lại là thần linh chuyển thế. Trách không được lại cứ không giống người bình thường như vậy. Không để ý, nàng lại thành cô thần linh. Thế giới này, thật kỳ diệu. Thánh chủ, ngài nói rốt cuộc Tổ Sơn có ý gì? Ngụy Thiên Thu cau mày. Đã khôi phục từ trong lúc khiếp sợ trở về trước nhất. Nếu 12 hoàng đạo liên hợp phong cấm lịch sử, hẳn là đã cùng Tổ Sơn bắt chuyện qua, mà còn nghiêm cấm tin tức tiết lộ. Lúc này Tổ Sơn đột nhiên tuyên bố thiên hạ, mà trong lời nói. Tại sao ta cảm giác có chút ý tứ nịnh nọt? Phương Thành Tử hít thở mấy hơi thở, cũng bình tĩnh trở lại. Khương Phàm bắt đi người thừa kế là Lãnh Văn Thanh tại Tử Vi Thánh Địa, đây cũng là kết thù, Tổ Sơn muốn giữ gìn tôn nghiêm. Khẳng định phải nghiêm trị Khương Phàm, nhưng bây giờ lại tuyên cáo hắn thành anh hùng, còn cần cộng chủ Thương Huyền, để diễn tả, còn có chút ý tứ bôi đen 12 hoàng đạo. Trước khi đi, không phải Khương Phàm đã bảo Diêu Khải Minh để lại phong thư cho ta sao? Lá thư này hẳn là mấu chốt, Diêu Khải Minh hạ lệnh đóng kín, còn tự thân chạy tới Xí Thiên Giới, sau đó đuổi theo đến Thượng Thương Cổ Thành, ta đoán hẳn là bọn hắn đã gặp mặt Khương Phàm. Vô Hồi Thánh Chủ không rõ ràng rốt cuộc bên trong có giao dịch gì đặc biệt, nhưng Tổ Sơn có thể đặt chuyện tới trên mặt nổi, còn muốn tạo nên hình tượng tỏa sáng, hẳn là sẽ không dễ dàng sửa lại. Khương Tuyền lên tiếng nói. Sau khi công bố tin tức, thiên hạ oanh động, nhưng 12 hoàng đạo chắc chắn sẽ không để ý tới, vẫn sẽ coi Khương Phàm là con mồi, các ngươi cũng thấy Xích Thiên Thần Triều xuất động tam đại quân đoàn càn quét đến phía Bắc, hẳn là đang đuổi bắt Khương Phàm. Thánh Chủ. Chúng ta có phải giúp một tay không? Vô Hồi Thánh Chủ đứng lên nói. Chỉ dựa vào chúng ta, như hạt cát trong sa mạc, đi Tổ Sơn, xem bọn hắn muốn làm cái gì trong hồ lô. Một tháng trước, Tổ Sơn đã phát ra chiếu lệnh, xin mời Thánh Địa Thiên Hạ tập kết đến Tổ Sơn. Lúc ấy bọn hắn không để ý, một là Thánh Chủ đang bế quan, hai là lo lắng có âm mưu, sẽ cưỡng ép giam cầm bọn hắn. Bây giờ, muốn biết Khương Phàm đã giao dịch gì cùng Tổ Sơn. Chỉ có thể đến đó, mà phải lợi dụng Tổ Sơn phát huy tác dụng, càng phải đến đó. Chúng ta đều đi sao? Lần này ngay cả Lâm Thiên Lộc đều có chút chờ mong. Thần Hoàng Luân Hồi, trở về báo thù, càng liên quan đến đế binh xuất thế tại Thượng Thương Cổ Thành, Thương Huyền nhất định sẽ lâm vào dung chuyển hỗn loạn trước nay chưa từng có. Đứng tại Tổ Sơn, chẳng khác nào đứng ở trong vòng xoáy chiến tranh, có thể rõ ràng cảm nhận trận gió lốc này càng chân thực hơn. Bạch Nguyệt. Lâm Thiên Lộc, các ngươi tiếp tục trấn thủ vương quốc hắc ám, bí mật nơi đó chỉ sợ giữ không được, một khi phát sinh hỗn loạn,
triệt để phong cấm cửa đá hắc ám của chúng ta, duy trì ổn định cho Đại Hoang Thâm Uyên. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, các ngươi dẫn người theo ta đi Tổ Sơn. Phái người khác thông báo Đại Diễn Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, dùng tốc độ nhanh nhất đến Ly Hỏa Thánh Địa tập kết. Những người khác toàn bộ ở lại nơi này, đề phòng có người làm loạn. Vô Hồi Thánh Chủ nhắm mắt lại, dung nhan lãnh diễm hiện ra mấy phần ý cười quái dị, thản nhiên nói nhỏ. Tùy tiện nuôi một đồ đệ, lại là thần, cái mị lực đáng chết này của lão nương, đều cảm động ông trời sao. Khóe mắt bọn người Ngụy Thiên Thu run rẩy, tương đương im lặng. Khi Vô Hồi Thánh Chủ mang theo đám người Ngụy Thiên Thu đi tới Ly Hỏa Thánh Địa, tình huống nơi này cùng Vô Hồi Thánh Địa không sai biệt lắm. Nhờ vào dung hợp xương sống kỳ lân, liệt diễm linh văn thuần túy của Khương Hồng Võ đã phát sinh biến đổi cực đoan, biến thành hỏa kỳ lân. Phẩm cấp linh văn lên tới chí tôn thánh phẩm. Yến Khinh Vũ chỉ dung hợp đầu lâu kỳ lân, không có đụng đến thú nguyên, nhưng tương tự, nàng cũng xuất hiện dị biến linh văn cực đoan, từ phong linh văn thuần túy, biến thành thánh phẩm phong kỳ lân linh văn. Điều này không khỏi làm cho người ta rung động về uy lực của Hồng Hoang Tổ kỳ lân. Không hổ là một trong 12 yêu tổ, không hổ là thượng cổ yêu hoàng bị nhân hoàng trấn áp. Khương Uyển Nhi dung hợp di cốt nhân hoàng, hấp thu tinh hoa bên trong, cũng từ lục phẩm biến đổi đến thánh phẩm, linh văn lại chuyển biến thành hỏa kiếm thánh văn, một thanh thánh kiếm màu vàng, vờn quanh ngọn lửa màu vàng óng, làm cho khí chất cả người đều trở nên sắc bén. Liên tiếp biến đổi, để trên dưới Ly Hỏa Thánh Địa phấn chấn, loại biến đổi không thể tưởng tượng nổi này. Lại liền thật sự rõ ràng xảy ra ở trước mặt bọn hắn như thế. Bọn hắn kích động, hâm mộ, càng đang mong đợi sự phát triển trong tương lai của Ly Hỏa Thánh Địa. Nhưng không khí náo nhiệt chỉ kéo dài trong mấy ngày ngắn ngủi, chiêu cáo đến từ Tổ Sơn, làm cho tất cả bọn hắn đều kinh hãi đến đầu váng mắt hoa. Mặc dù Tổ Sơn không có nói tới phần thiên thần hoàng chuyển thế, càng không có nhắc đến thần hoàng là ai, nhưng Khương Phàm sớm để lộ tin tức, đã đủ để bọn hắn đưa ra phán đoán. Khương Phàm, chính là phần thiên thần hoàng ngàn năm trước. Khương Phàm, chính là người đã từng là chủ nhân Thương Huyền. Trong lúc nhất thời, tất cả những gì không thể tưởng tượng nổi trên thân Khương Phàm tựa hồ như cũng có giải thích, tất cả dã vọng cùng điên cuồng của Khương Phàm tựa hồ như cũng có lý do. Thì ra, hắn không phải cuồng ngạo, không phải phách lối, hắn là kiêu ngạo, từ linh hồn đến đầu khớp xương đều lộ ra cao ngạo. Hắn là đến báo thù. Hò hét với những kẻ thù đã từng đẩy hắn đến vực sâu. Khương Hồng Võ càng không cách nào bình tĩnh thật lâu. Hoảng hốt còn nhớ rõ cái đêm khuya 20 năm trước kia, một lão nhân trong đêm khuya đi ra từ Đại Hoang, gõ cửa Bạch Hổ Quan, đưa tới một hài tử. Thì ra, đó là đưa tới một tôn ấu thần. Thương Huyền, sắp biến thiên. Ly Hỏa Thánh Chủ, Thương Huyền Nghĩa đứng ở trước điện, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Đế binh hiện thế, thần hoàng chuyển sinh. Thương Huyền chắc chắn sẽ gió nổi mây phun, chiến tranh vô tận như sóng chiều đi trước, cách cục 12 hoàng đạo bây giờ, cũng có thể phát sinh biến đổi to lớn. Bây giờ hắn ở đâu, lại muốn đi đâu? Thường Lăng rúc vào bên cạnh phụ thân, cũng yên lặng nhìn qua phương xa. Nàng sợ hãi thán phục trước thân phận của Khương Phàm, càng sầu lo cho tình cảnh mà hắn phải đối mặt. Tổ Sơn vạch trần bí mật ngàn năm, xác thực đã tạo cho Khương Phàm rất nhiều ưu thế dư luận. Nhưng thế này thì có ích lợi gì đâu. Các kẻ thù Khương Phàm liệu có ai quan tâm, bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng lùng bắt, đẩy hắn vào chỗ chết, nguy cơ sẽ còn bóp chết tại cái nôi. Dù sao, thù hận kiếp trước cũng đã quá sâu quá nặng, Khương Phàm quật khởi, chính là tiếng chuông tang của bọn hắn nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ngăn cản hết thảy mọi chuyện. Chí ít Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, còn có Kiều Gia, đã phân tán một bộ phận tinh lực cho Khương Phàm, nếu không. Thường Huyền Nghĩa chậm rãi lắc đầu, không cách nào tưởng tượng được tình cảnh Khương Phàm bây giờ, càng không cách nào tưởng tượng được áp lực mà hắn đang đối mặt. Ngày 10 tháng 9, toàn bộ Liên minh Thánh Địa Nam hoàn tất bộ tập kết, khởi hành tiến về Tổ Sơn. Nhưng nhìn Vô Hồi Thánh Chủ biến đổi linh văn, hồi tưởng đến bí mật ngàn năm đang tiếp tục oanh động, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, rốt cuộc cũng đã buông xuống phần cao ngạo kia, biểu đạt ý nguyện hòa giải với Vô Hồi Thánh Chủ. Hồn Thiên Thánh Địa càng chính thức chuyển giao thánh thụ, Thiết Long Cổ Thụ, mà bọn hắn trấn thủ cho Vô Hồi Thánh Chủ. Thiết Long Cổ Thụ tiếp nhận Vô Hồi Thánh Chủ, nguyện ý thúc đẩy. Xí Thiên Giới. Tin tức truyền đến Vô Hồi Thánh Địa hai ngày trước, cũng chính là cuối tháng 8,
Xí Thiên Giới, Thái Cổ Thần Miếu đang lúc khẩn trương giằng co, cũng đều lần lượt đạt được tin tức. Rốt cuộc Thái Cổ Thần Miếu cũng đã biết, lão bằng hữu trong miệng Thái Tuế là ai, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thái Tuế muốn chấp nhất săn giết Khương Phàm. Tử địch của bọn hắn là phần thiên thần hoàng, trùng sinh rồi. Thứ đang di chuyển đến hải vực, lại là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc phong tồn ước vạn quốc vận của vạn thế thần triều. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu quả quyết rời khỏi, tiến về hải vực đuổi bắt Thánh Linh Kiều ra. Sau khi vạn thế thần triều hủy diệt, thứ vũ khí quan trọng nhất mà 12 hoàng đạo liên hợp lùng bắt chính là Đông Nam Thiên Môn, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng phần thiên chiến vực. Đông Nam Thiên Môn, đó là con đường bước lên chiến trường thiên khải, ai nắm con đường trong tay, người đó liền nắm quyền nói chuyện trong tay. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ở trong đó phong tồn ước vạn quốc vận của vạn thế thần triều, năng lượng đặc biệt đủ để kích phát tiềm lực thánh vương, bước lên thánh hoàng, càng có khả năng kích phát tiềm lực thánh hoàng, khiêu chiến cảnh giới thần hoàng. Phần thiên chiến vực, đó là siêu cấp chiến binh của phần thiên thần hoàng, vũ khí bồi bạn duy nhất đi đến đăng thiên kiều, càng tiếp nhận thiên phạt sắc bén, nói là chuẩn đế binh đều không quá đáng chút nào. Chỉ là, bọn hắn tìm kiếm trong bóng tối mấy trăm năm, tìm khắp các ngõ ngách thương huyền, đều không có phát hiện được chút vết tích. Không nghĩ tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại giấu ở thượng thương cổ thành. Thái Cổ Thần Miếu điều lão tổ thánh linh đến, tự mình giằng co với Xí Thiên Giới. Bọn người nhị trưởng lão thì tự mình xuất phát, tiến về Đông Bắc, đuổi bắt Khương Phàm. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu thì dẫn đầu hai vị thánh linh, lao tới đông bộ hải vực. Xí Thiên Giới. Bí mật ngàn năm cùng thân phận của Khương Phàm đã truyền đến nơi này, triệt để chấn kinh bá vương thánh vương và những người chiến đấu, cũng làm cho từng phe phái cắm đầu luyện đan khiếp sợ. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu nguyên nhân mà Khương Phàm cường thế cao ngạo, thì ra kiếp trước hắn là thần hoàng. Sinh ra đã bất phàm. Bọn hắn cũng đã hiểu hơn, thì ra giới chủ đã sớm biết thân phận Khương Phàm, cho nên mới không tiếc cái giá mà toàn lực tương trợ. Đây là danh hào hoàng tộc mà Xí Thiên Giới thoát khỏi, là thời cơ tuyệt hảo để bước lên hoàng đạo. Giới thiệu một lần nữa cho các ngươi, Dạ An Nhiên, Ngũ Hành Thiên Văn, người thừa kế Hỗn Độn Cự Long của Xí Thiên Giới. Giới chủ mang theo những nhân vật quan trọng của các phe phái đến trong sơn cốc không gian của Cự Long. Đây là cấm khu của Xí Thiên Giới, từ xưa đến nay từ đều không mở ra với bên ngoài, nhưng vì để ổn định lòng người, điều động quyết tâm phe phái giống như năm bè bảy mảng trong Xí Thiên Giới khiêu chiến hoàng đạo, mà giới chủ đã mở rộng nơi này. Bọn người bá vương ngước nhìn cự long chiếm cứ ở phía trên, hình thể cực lớn, lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, chấn kinh đến tột đỉnh. Còn chưa có khôi phục lại từ thân phận của Khương Phàm, lại bị một màn trước mắt làm cho đầu váng mắt hoa. Đây chính là hạch tâm không gian của Xí Thiên Giới vạn dặm này. Đây chính là bí mật thật sự của Xí Thiên Giới. Đây chính là nguyên nhân giới chủ cưỡng ép bổ nhiệm Dạ An Nhiên là phó giới chủ. Giới chủ nhìn quanh thể hiện của đám người, nghiêm túc nói. Có Dạ An Nhiên phối hợp, Cự Long có thể bảo đảm Xí Thiên Giới tuyệt đối ổn định và an toàn, các ngươi không cần lo lắng lại nhận phải uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, Xí Thiên Giới toàn diện phong bế. Các gia tộc các người đổ ra toàn bộ dược liệu đến dưới đáy hòm, luyện chế đan dược chữa thương bình thường cùng đỉnh cấp đan dược. Hai nước vương hầu mau chóng tăng thực lực lên, luận bàn chiến thuật, tùy thời chờ đợi chinh chiến. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Xí Thiên Giới có thể thay đổi vận mệnh hay không liền xem chúng ta có thể làm được đến trình độ nào. Các ngươi tỏ thái độ đi. Lão tổ của Xí Thiên Giới đứng ở bên cạnh giới chủ, ánh mắt thâm thúy càng lăng liệt đảo qua tất cả mọi người ở toàn trường. Xí Thiên Giới đến thời điểm chỉnh đốn. Kỷ luật tuyệt đối nghiêm minh mới là cơ sở để bọn hắn khiêu chiến hoàng đạo. Ta nguyện đi theo giới chủ, chiến đấu vì quật khởi Xí Thiên Giới. Bá vương dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta nguyện đi theo giới chủ, chiến đấu vì quật khởi Xí Thiên Giới. Thánh vương, Hỏa Linh Hầu và các vương hầu, cùng đại biểu các phe phái, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Mặc dù khiêu chiến hoàng đạo vô cùng hung hiểm. Nhưng nếu quả thật Dạ An Nhiên có thể khống chế Hỗn Độn Cự Long, chí ít Xí Thiên Giới an toàn không lo. Bọn hắn tương đương có đường lui. Nếu đã như vậy mà còn không dám buông tay đánh cược một lần, tương lai bọn hắn khẳng định sẽ hối hận. Nhân gian ngục. Tổ từ thiệu ra. Tiên tổ, đây chính là bí mật mà ngài vẫn giữ sao? Lão nhân đứng phía trước quan tài đá của Thiệu Thanh Duẫn, vẻ mặt phức tạp nhìn nữ tử ngủ say bên trong.
Thì ra, người mà tiên tổ dùng Niết Bàn Thạch tìm kiếm lại là phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế. Lão nhân lắc đầu, đẩy nắp quan tài ra, cắt đứt liên hệ với huyết trận, lui lại đến bên dưới tế đàn, cung kính quỳ xuống, chờ đợi tiên tổ thức tỉnh. Huyết văn trải rộng trên tế đàn nhanh chóng ảm đạm, huyết trì sôi trào xung quanh cũng bình tĩnh lại. Không có khí thức sinh mệnh cung ứng, đại mộ bí thuật rất nhanh đã nhận lấy ảnh hưởng. Thiệu Thanh Duẫn ngủ say lại phát giác được bí thuật buông lỏng, linh hồn bắt đầu thức tỉnh, thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống. Thật lâu, đệ nhất hoàng phi tiền triều Thiệu Thanh Duẫn phong ấn bản thân hơn 200 năm, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng dần dần nổi lên sáng rực, con người khôi phục điểm nhìn. Thiệu Thanh Duẫn có chút động ngón tay mảnh khảnh mấy lần. Cơ thể cứng ngắc nhanh chóng nổi lên huyết sắc. Tiên tổ, ta là Thiệu Vân Tông, người thủ lăng trước khi ngài ngủ say, ngài có còn nhớ ta không? Lão nhân cúi người quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Thiệu Thanh Duẫn nằm trong quan tài đá, khôi phục thân thể, cũng đang thức tỉnh lại ký ức. Ta đã ngủ bao lâu? 212 năm. Người, đã tìm được. Tìm được. Con người Thiệu Thanh Duẫn có chút ngưng tụ, từ trong quan tài đá ngồi xuống. Cái cổ răng rắc giòn vang, nghiêng đầu nhìn về lão nhân ở phía dưới. Tìm được. Hắn tên Khương Phàm, xuất thân từ Bạch Hổ Quan ở Đại Hoang, sau này gia nhập Vô Hồi Thánh Địa. Sau khi Thiệu Vân Tông giới thiệu kỹ càng xong về tình huống của Khương Phàm, lại nói. Sau khi Chu Tước Thần Cung đi đến Đông Hải, Thánh Địa Tổ Sơn đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, mở ra bí mật ngàn năm. Mặc dù không có xác minh công khai thân phận Khương Phàm ra, nhưng từ các manh mối có thể suy đoán, Khương Phàm hẳn là phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế. Thiệu Thanh Duẫn nhắm hai mắt lại, thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập uy nghi làm cho người ta hít thở không thông. Ngươi tìm 200 năm, không có tìm được người, cuối cùng từ Tổ Sơn nơi đó nghe được tin tức. Chúng ta trước đó đã hoài nghi tới Khương Phàm, nhưng... đều đã hoài nghi, còn không có xác định. Xin tiên tổ giáng tội. Phán ngươi tội chết. Sau khi chết không được vào tổ tử yên giấc, Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt vô tình, ngữ khí mang theo uy nghiêm. Thiệu Vân Tông có chút ngây người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tội chết, còn không được nhập tổ tử. Hắn yên lặng bảo vệ 200 năm, lại đợi đến cái này. Thiệu Vân Tông run nhẹ nhẹ thân thể già nua. Vân Tông biết tội, cam nhận lãnh cái chết, nhưng xin tiên tổ cho Vân Tông cơ hội, sau khi chết đưa về tổ tử. Thiệu gia không giữ phế vật. Thiệu Thanh Duẫn chống thân thể mệt mỏi lên, gầy gò tái nhợt, khí tức uể oải, nhưng khó nén được vẻ phong hoa tuyệt đại. Hắn chạy đến đâu rồi? Thiệu Vân Tông xê dịch sang bên cạnh, nhường đường cho tiên tổ. Thánh Linh Kiều gia mang theo Chu Tước Thần Cung xông vào hải vực, hấp dẫn lực chú ý, Khương Phàm hẳn là còn ở lại Thương Huyền. Trước khi Tổ Sơn công bố tin tức, Xích Thiên Thần Triều đã điều động tam đại quân đoàn, càn quét về phía bắc. Còn điều động đệ nhất vương Xích Thiên, Vô Thượng Vương, phối hợp, trước mắt đã đến tây bộ của Đọa Lạc Thiên Quốc. Ta đoán, bọn hắn hẳn là đã đạt được tin tức gì đó mới có thể xác định Khương Phàm phải vào Đọa Lạc Thiên Quốc, mà hoàn cảnh nơi đó hỗn loạn, xác thực thích hợp cho Khương Phàm ẩn núp. Triệu tập tộc nhân Thiệu ra cho ta, còn có Hắc Ngục, lại tinh tuyển 100 sát thủ, theo ta đi Đọa Lạc Thiên Quốc. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, trễ nhất 3 ngày liền có thể đúng chỗ. Chỉ là tiên tổ ngài vừa mới thức tỉnh, phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ, có phải bây giờ nên tu dưỡng một thời gian hay không? Nếu như ngài còn tin tưởng Vân Tông nguyện ý dẫn người tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc trước, tự mình truy nã Khương Phàm, đưa đến trước mặt ngài. Người khiến ta thất vọng, sẽ không có cơ hội thứ hai. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt từ chối, đi đến trước cửa điện, cảm nhận được ánh nắng sáng tỏ. Thiệu anh vệ bị Khương Phàm bắt. Bây giờ người nào chịu trách nhiệm Thiệu gia? Thiệu Vân Tông cung kính nói. Trưởng tử Thiệu Hoa Hùng, 33 tuổi, thiên phẩm linh văn, niết bàn cảnh tam trọng thiên, Thiệu anh vệ cũng một mực coi hắn là người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Sau khi Thiệu anh vệ bị bắt, ta đã tự mình làm an bài, do hắn tạm thay tộc trưởng mới. Mang hắn lên, cùng ta đi Đọa Lạc Thiên Quốc. Thiệu Thanh Duẫn hít thở không khí mát mẻ, rời khỏi tổ tư. Tiên tổ. Xin ngài cho ta một cơ hội, ta thật sự có thể bắt lấy Khương Phàm. Thiệu Vân Tông hô to, không có được đáp lại, hắn liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nói. Trong lúc chúng ta truy tung Niết Bàn Thạch, có người có được thời gian linh văn kỳ diệu.
Hắc Ngục từ đầu đến cuối vẫn đang bắt hắn làm nghiên cứu, hy vọng có thể khống chế lực lượng linh văn của hắn, biến thành vũ khí, nghịch chuyển thời gian. Hắn họ Vi. Thiệu Thanh Duẫn rốt cuộc cũng ngừng lại. Vi Nguyên Giáp, thánh phẩm linh văn, niết bàn cảnh lục trọng thiên. Còn sống không? Còn sống, nhưng đã bị phong ấn. Chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp khống chế hắn, đều không như ý muốn, nhưng ít ra có thể ảnh hưởng thời gian. Phương pháp hữu hiệu không, hiệu quả ổn định không? Chúng ta phong ấn hắn trong không gian cẩm hạp, bên trong đổ đầy địa sát quỷ lưu, có thể làm cho ý thức của hắn tiếp tục ở vào trạng thái hoảng hốt, rất an tĩnh, cũng rất an toàn. Tại thời điểm cần thiết chỉ cần rót vào uy lực thái M, địa sát quỷ lưu liền sẽ phát ra kịch độc, điên cuồng tàn phá ý thức của hắn, để hắn sợ hãi tuyệt vọng, tiến tới phóng thích lực lượng thời gian cường đại. Thiệu Vân Tông mong đợi nhìn bóng lưng tiên tổ, hy vọng có thể nghe được lời tán thưởng. Nhưng hắn lại lần nữa thất vọng, Thiệu Thanh Duẫn vẫn lạnh lùng như cũ. Mang tới cho ta, thông báo tiếp Hắc Ngục, triệu tập tất cả những người khống chế Niết Bàn Thạch lại. Cổ Hoa Hoàng Thành, Thiên Cung. Thần Hoàng, Phần Thiên Thần Hoàng. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi trong mật thất tại tầng thứ 9, thì thào khẽ nói. Đông Hoàng Như Yên ngồi ở bên cạnh ngây dại, khi thì muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng lại mím chặt đôi môi đỏ, hốt hoảng. Hắn lại đã sáng tạo qua một thần triều. Hắn lại còn thống lĩnh qua toàn bộ Thương Huyền. Hắn còn oanh động qua một thời đại. Hắn chính là người ép 12 hoàng đạo Thương Huyền liên hợp phong tồn một đoạn lịch sử. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn mặt ghế trước bàn đá, hồi tưởng đến Khương Phàm đã từng ngồi ở chỗ này, nàng cứ vẫn xem Khương Phàm là tên điên như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng sẽ như vô tri chết thảm không sợ, nhưng bây giờ xem ra, nàng mới thật sự là người vô tri. Xích Thiên Thần Triều hẳn phải biết Khương Phàm muốn đi đâu. Đông Hoàng Như Ảnh hé mở đôi môi, thanh âm êm ái quanh quẩn trong phòng. À, đi đâu? Đông Hoàng Như Yên đang hoảng hốt lại hoàn hồn. Đọa Lạc Thiên Quốc, cấm khu hoàng tộc, nơi đó đều là vùng đất tội ác của Thương Huyền, vùng đất bị vứt bỏ, bị các tông các phái và những kẻ chạy nạn chiếm cứ, ngư long hỗn tạp, hỗn loạn xấu xí, bài xích hoàng tộc hoàng đạo cực độ. Chỗ Khương Phàm có thể núp bây giờ, chỉ có nơi đó. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, đã từng là thần hoàng, vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế. Tổ Sơn tuyên cáo chỉ là tạo hình tượng dư luận cho Khương Phàm, lại chấn không được những hoàng tộc hoàng đạo kia nhìn chằm chằm. Đọa Lạc Thiên Quốc sao? Coi như hoàng tộc hoàng đạo đuổi không vào, nhưng hỗn loạn trong này lại càng nguy hiểm hơn, làm việc không từ thủ đoạn, nếu có người tuyên bố lệnh truy nã giá trên trời với bên trong, Khương Phàm chắc chắn sẽ đứng trước nguy hiểm. Mà, mặc dù Đọa Lạc Thiên Quốc xác thực bài xích hoàng tộc hoàng đạo, nhưng chúng ta đều rõ ràng lực lượng bá đạo của bọn hắn là Man Hoang Chiến Tộc ngầm đồng ý. Một khi chủ nhân Đông Bắc, Man Hoang Chiến Tộc yêu cầu Đọa Lạc Thiên Quốc truy nã Khương Phàm, chín vị tôn chủ nơi đó chỉ có thể phối hợp. Đông Hoàng Như Yên tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng sinh động hơn. Khương Phàm ưa thích cực mệnh, cũng am hiểu cầu sinh trong hỗn loạn, nơi đó có thể là chiến trường hoàn toàn mới mà Khương Phàm chuẩn bị. Đông Hoàng Như Ảnh nói xong, lại trầm ngâm một lát. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thật sự muốn đi. Hai mắt Đông Hoàng Như Yên tỏa sáng, nhưng lại trầm mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi đó chính là Đọa Lạc Thiên Quốc, không có quy củ, không có đạo đức, không có ánh sáng, thậm chí không có thiện ác, âm u, tà ác, điên cuồng, cái gọi là thân phận tôn quý ở bên ngoài của các nàng, tại nơi đó lại hoàn toàn không có người quan tâm. Nếu như chết ở nơi đó, liền thật đã chết rồi, ngay cả thần giáo cũng đều rất khó báo thù, bởi vì cha không được hung thủ. Ta hoài nghi Khương Phàm tới đó hẳn là có mục đích khác. Đông Hoàng Như Ảnh càng tò mò hơn là truyền thừa thần bí mà Khương Phàm lấy được, mà Khương Phàm còn biết những truyền thừa kia là cái gì. Chúng ta là nhìn như cũ, hay là hỗ trợ? Xem trước một chút rồi nói sau. Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Từ sau khi nhận ra bất diệt thiên hoàng trong ký ức tinh thạch, Huyền Nguyệt Hoàng thất liền như đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tại sao Khương Phàm lại thù hận Huyền Nguyệt Hoàng Triều, thì ra là thần hoàng chuyển thế. Di cốt chu tước của Hoàng Triều bị ai đánh cắp, thì ra là Khương Phàm. Khương Phàm, Phần Thiên Thần Hoàng, Vạn Thế Thần Triều. Hai vị thánh tổ Huyền Nguyệt đứng ở trong tổ từ, ngước nhìn tế đàn đã từng phong tồn di cốt chu tước, hồi tưởng đến ký ức phủ bụi. Bọn hắn không có trải qua đoạn lịch sử kia,
lại đang quy ẩn sau có thể đọc qua bí ẩn tư liệu lịch sử. Bọn hắn rất rõ ràng bốn chữ vạn thế thần triều, đối với Huyền Nguyệt Hoàng triều mà nói là có ý vị như thế nào. Nói là chủ nhân, không quá đáng chút nào. Ngàn năm trước, Huyền Nguyệt Hoàng thất bởi vì, uể oải, linh văn kéo dài mấy trăm năm, khiến Hoàng triều to như vậy cận tồn một vị thánh linh, cường tộc xung quanh ma quyền sát trưởng, hoàng tộc các phương tham lam cương vực cùng tài nguyên của bọn hắn, ngay cả nội bộ cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Đúng lúc gặp vạn thế thần triều quật khởi, cố ý tiến công hoàng đạo Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung, lấy việc kiềm chế Cửu Lê Thần Cung tại Thiên Khải chiến trường uy hiếp vạn thế thần triều. Thánh tổ Huyền Nguyệt ngay lúc đó đã tiếp cận cơ hội này, bí mật đông tiến trung vực, khẩn cầu liên hợp. Người lúc đó tiếp đãi là thiên hậu cũng không xem trọng Huyền Nguyệt, mà là hy vọng kết minh với hoàng tộc mạnh mẽ như Hỗn Độn Tử Phủ, thậm chí là Chí Tôn Kim Thành. Thánh tổ Huyền Nguyệt không chịu từ bỏ, liên tục hầu hạ 9 lần đông tiến, cuối cùng tuyên thệ hiệu chung, dâng lên quốc vận Huyền Nguyệt, còn có huyết thư của vạn người Huyền Nguyệt hoàng thất. Cuối cùng do thần hoàng cho phép, thiên hậu chấp hành, tiến hành chỉnh đốn và cải cách toàn diện đối với Huyền Nguyệt, càng từ Thiên Khải chiến trường điều đến số lượng lớn tài nguyên hiếm thấy, bồi dưỡng hoàng thất. Trong 10 năm ngắn ngủi, Huyền Nguyệt hoàng triều nhanh chóng lớn mạnh, trở thành ưng khuyển của vạn thế thần triều tại Tây Bộ, khởi xướng khiêu chiến với Cửu Lê Thần Cung. Đó là thời khắc điên cuồng nhất của Huyền Nguyệt, cũng là thời khắc huy hoàng nhất của Huyền Nguyệt, bất luận là nội bộ hoàng triều hay là thế lực phía ngoài, đều không chút nghi ngờ tương lai bọn hắn có thể thay thế Cửu Lê Thần Cung, vấn đỉnh hoàng đạo. Tại thời điểm vạn thế thần triều cùng Xích Thiên Thần triều toàn diện hợp tác, cũng bắt đầu hiện ra thống lĩnh Tư Thái Thương Huyền, cường giả Huyền Nguyệt hoàng triều thậm chí đã may mắn đăng lâm Thiên Khải chiến trường, phối hợp vạn thế thần triều nghênh kích Bát Châu thập tam hải. Trong khoảng thời gian đó, Huyền Nguyệt hoàng triều đối với thần hoàng là trung thành tuyệt đối, bất kỳ chỉ lệnh gì cũng đều là nghiêm ngặt chấp hành. Nhưng tất cả huy hoàng, tất cả kích tình, đều thay đổi vào cái ngày vạn thế và Xích Thiên quyết liệt. Trận quyết liệt đột nhiên xuất hiện kia ảnh hưởng tới quá nhiều người, quá nhiều chuyện. Huyền Nguyệt chịu ảnh hưởng, bọn hắn trên mặt nổi vẫn kiên định duy trì vạn thế thần triều, nhưng bên trong, hoàng thất đã bắt đầu dao động. Khi phần thiên thần hoàng đưa tới mật tín tự tay viết, quyết định buông tay đánh cược một lần, tiến về đăng thiên kiều chứng đạo xưng đế, Huyền Nguyệt hoàng thất nhận được mật tín đến từ Cửu Lê Thần Cung. Sau một phen lựa chọn, Huyền Nguyệt hoàng thất đã chối bỏ lời hứa đã từng kia. Bởi vì bọn hắn cũng không xem trọng cục diện Thương Huyền ngay lúc đó, càng không nhìn thấy căn cứ chính xác để thần hoàng chứng đạo cuộc chiến, mà thần hoàng vừa chết, vạn thế thần triều khẳng định sẽ bị hủy diệt, làm ưng khuyển trung thành nhất, Huyền Nguyệt hoàng triều sẽ vạn kiếp bất phục. Trận chiến cuối cùng sắp tiến đến, Huyền Nguyệt hoàng triều phụng mệnh đóng giữ Mạc phủ Tinh Hà, phụ trách cảnh giới và kéo dài thời gian. Nhưng bọn hắn bí mật tiếp nhận điều ước đến từ Cửu Lê Thần Cung, tại thời khắc mấu chốt đã tiếp dẫn tam đại hoàng đạo là Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, lao tới chiến trường Thiên Khải ở Tây Nam. Chúng ta không có tư cách bình phán tiên tổ đúng sai, việc chúng ta phải làm chỉ có bảo vệ Huyền Nguyệt Hoàng triều đương thời. Phần thiên thần hoàng luân hồi trở về, là muốn trọng trấn vạn thế thần triều, càng là đến báo thù, chúng ta chính là tử địch mà hắn nhất định phải diệt trừ. Vì an nguy hoàng triều, chúng ta nhất định phải dốc hết khả năng diệt trừ hắn. Nếu không, thời khắc vạn thế thần triều lại nổi lên tại Thương Huyền, chính là thời điểm Huyền Nguyệt hoàng triều diệt quốc. Cái này đã không còn là vấn đề đúng sai, mà là vấn đề sinh tồn. Sử tử Khương Phàm, nhất định là quốc sách hàng đầu của hoàng triều ngay trước mắt. Không tiếc cái giá, bất chấp hậu quả. Hai vị thánh tổ liên tiếp tỏ thái độ, rõ ràng truyền lệnh cho nhân hoàng đương đại. Tiêu Tấn Võ đang quỳ lại bên ngoài. Ta nhất định sẽ tự tay giết Khương Phàm. Tiêu Tấn Võ đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, xác thực đã dính đến sự tồn vong của hoàng triều. Một vị thánh tổ quay người nhắc nhở. Nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống, chúng ta chỉ cần hắn chết. Thánh tổ khác cũng nghiêm túc nói. Sự anh minh kiếp trước của Khương Phàm quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ có hoàng tộc bí mật hợp tác, chỉ cần nhìn thấy Khương Phàm, trực tiếp giết. Tiêu Tấn Võ cung kính nói, hoàn cảnh tại Đọa Lạc Thiên Quốc nguy hiểm, thế cục hỗn loạn, ta hy vọng mời ra chiến thần binh phù. Hai vị thánh tổ trao đổi ánh mắt, nói, cho phép người vận dụng chiến thần binh phù, nhưng phải khắc họa không gian đạo ngấn, nếu có ngoài ý muốn, bảo đảm chiến thần binh phù có thể thuận lợi trở về tổ tư. Tiêu Tấn Võ rời khỏi tổ tư,
lập tức triệu tập tất cả vương hầu cùng cường tộc đại phái hoàng triều, tập kết cường giả niết bàn cảnh cao giai, mang lên vũ khí mạnh nhất, tiến về Đọa Lạc Thiên Quốc săn giết Khương Phàm. Sau khi hắn đi, một trong hai vị thánh tổ lưu thủ hoàng thất, lấy ứng bất trắc, một người xuôi nam về trung vực, bí mật liên hệ đệ nhất hoàng phi Thiệu Thanh Duẫn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cường giả theo bầu không khí sao động tại Thương Huyền, tuôn hướng đông bắc bộ, đi theo quỹ tích tam đại quân đoàn của Xích Thiên Thần Triều, chạy tới Đọa Lạc Thiên Quốc. Tất cả hoàng tộc, hoàng đạo, bí mật phái ra cường giả tinh nhuệ. Sứ mệnh mà bọn hắn gánh vác chính là bắt sống Khương Phàm. Lần này, không có người lại coi Khương Phàm là tên điên bình thường nữa, không có người lại coi thường thực lực của hắn nữa, bọn hắn phải dùng thủ đoạn cường ngạnh, dùng thái độ chăm chú nhất, săn bắt người đã từng là thần hoàng. Tổ Sơn lệnh, tuyên cáo thiên hạ, lúc này Thương Huyền náo động, thời khắc dân chúng nguy nan, Tổ Sơn thỉnh nguyện tổ huấn vạn cổ, lệnh cường giả thánh địa thiên hạ tập kết đến đỉnh Tổ Sơn, liên hợp khởi động Thương Sinh Cung. Thủ vệ an nguy dân chúng, bảo vệ quy tắc Thương Huyền. Tổ Sơn vô ý nhúng tay cuộc chiến giữa các cường tộc, nhưng thề sẽ tận tụy trách nhiệm sống chết bảo vệ. Kính báo cường tộc tám phương, cảnh cáo cuồng đồ Thương Huyền. Phàm là đệ tử thánh địa, không được tổn thương, phàm vùng đất thánh địa bảo hộ, không được tự ý xâm nhập phá hư, phàm là khu vực thánh địa quyền định, tiếp nhận con dân thiên hạ ở tạm. Kẻ làm trái, Tổ Sơn cầu xin dân chúng cầu nguyện, ngưng tụ sát sinh tiễn, đưa các ngươi để tổ từ tông tộc. Thánh địa không muốn nhúng tay chiến tranh, nhưng vì chức trách, tình thế cần thiết, thà bị vạn thế bêu danh, đều muốn đòi công đạo cho dân chúng. Ngày mùng 9 tháng 9, tại thời khắc Thương Huyền dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng, Tổ Sơn Trung ương lại phát chiếu lệnh, thông báo thiên hạ. Số lượng lớn thế lực nhào về phía Ly Hỏa Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa, muốn bắt cóc người thân bằng hữu của Khương Phàm đều liên tiếp dừng lại, không dám vọng động. Ai cũng nghe ra được, Thánh Địa không phải nói một chút coi như xong. Thời kỳ lúc này đặc biệt, một khi phát động Thương Sinh Cung, uy thế rất có thể sẽ bằng mấy lần bạo kích Huyền Nguyệt Hoàng Thành năm đó, khoảng cách càng có thể vượt qua hơn 30 vạn dặm. Thời điểm Khương Phàm nghe được chiếu lệnh của Tổ Sơn, hắn đã vừa rời khỏi trung vực, tiềm nhập khu vực Bắc Bộ. Hắn không có tùy tiện xông vào Đọa Lạc Thiên Quốc nguy cơ trùng trùng, nơi đó là thế giới tội ác, là nơi thế giới vứt bỏ, càng là nơi chiến tộc Hồng Hoang bí mật khống chế, hắn không hiểu rõ hình dạng mặt đất nơi đó, không biết thế lực phân bố ở nơi đó, càng không rõ ràng nguy cơ ẩn tàng, nếu như không có chỉ dẫn đặc biệt, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận, không đợi tìm tới phần thiên chiến vực thì đã chết rồi. Hắn phải vào Bắc vực, tìm tới 5 người bạch tai từ 12 huyết sát lưu thủ, do danh nghĩa tổ chức sát thủ của bọn hắn phương Bắc, cho hắn thân phận, bảo đảm hắn tiến lên. Tổ Sơn thật sự đã mở mắt cho ta, từng lớp vận hành, vừa đúng. Đầu tiên là lợi dụng lúc khẩn trương trong vòng xoáy chiến tranh mà hoàng tộc hoàng đạo đang nhấc lên, thông cáo bí mật ngàn năm, gây nên oanh động càng lớn. Thời cơ vừa đúng, ngôn từ càng là được chuẩn bị tỉ mỉ, mục đích đúng là để tất cả mọi người biết, Thương Huyền còn có thánh địa không sợ hoàng đạo cường quyền, càng chờ mong anh hùng trở về. Lại hô to khẩu hiệu bảo hộ dân chúng, cho thấy thái độ của mình, sau đó tập kết uy lực thánh địa Thương Huyền khởi động Thương Sinh Cung, đến hiện ra thực lực của bọn hắn. Như vậy hai bước, không chỉ có nhanh chóng dựng lên hình tượng thánh địa, còn gây nên dân chúng đối với thánh địa sùng bái cùng ỷ lại. Trong một thời gian này, thánh địa sẽ trở thành hộ giả trong lòng hàng trăm triệu vạn dân chúng. Nếu như nguồn năng lượng vô hình này tụ lại, uy lực thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hướng Vãn Tình bồi tiếp Khương Phàm trèo đèo lội suối chạy tới Bắc Bộ, rung động trước hành vi cao điệu gần đây của thánh địa. Thánh địa, tựa như là vũ khí treo ở trong lòng tất cả mọi người, thời kỳ hòa bình sẽ bị lãng quên, thời kỳ chiến tranh lại gắt gao nắm chặt, càng là nguy cơ, càng là khẩn trương. Mọi người cầm càng chặt. Khương Phàm rất hài lòng biểu hiện của Tổ Sơn trong khoảng thời gian này, mặc dù đã tạo hắn thành anh hùng, có Tổ Sơn đặc thù cân nhắc, nhưng không thể phủ nhận đã cho hắn tranh thủ đến rất nhiều tiện lợi lúc ban đầu. Nhất là Thương Sinh tạo hóa. Càng nhiều người nhớ kỹ hắn, sùng bái hắn thì ảnh hưởng của nguồn năng lượng vô hình kia sẽ càng mạnh. Một khi mấy triệu vạn con dân Thương Huyền tụ lại, dù chỉ là hội tụ trong một phần vạn, đều giống như là sông lớn về. Bao la hùng vĩ và mênh mông ngất trời. Đang lúc nhàn rỗi, nói cho ta một chút về cố sự kiếp trước của ngươi đi. Đôi mắt sáng ngời của Hướng Vãn Tình hiện ra mê quang say lòng người. Ai không sùng bái anh hùng,
ai không chờ mong anh hùng, càng là nữ tử mỹ lệ cao ngạo, càng dễ dàng tạo nên nam tử vĩ ngạn vừa thần bí trong giấc mộng. Hướng Vãn Tình đương nhiên không ngoại lệ. Mặc dù lúc bắt đầu đã suy đoán thân phận của Khương Phàm, nhưng đến khi mạng che mặt để lộ, vẫn bị rung động thật sâu. Anh hùng của nàng lại là người đã từng làm chủ nhân Thương Huyền, siêu cấp chiến thần thống ngự Thương Huyền nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Hướng Vãn Tình đang mê say, đồng thời càng có cảm giác an toàn trước nay chưa từng có hơn. Trước đó Khương Phàm nói với nàng không cần sợ vạn đạo thần giáo, nàng chỉ là cảm động trước sự ấm áp của hắn, bây giờ suy nghĩ lại vạn đạo thần giáo một chút, đột nhiên thấy cũng không có khủng bố như vậy, không có không thể dung chuyển như vậy. Trong khoảng thời gian này, cả người nàng đều dễ dàng hơn rất nhiều, giống như toàn thân đang tản ra ánh sáng rạng rỡ. Không có gì tốt để nói cả. Cái gọi là cố sự anh hùng mà các ngươi nghe được, thật ra là táng ca đã từng của ta. Kiếp trước Khương Phàm chinh chiến có nhiệt huyết có kích tình, cũng mang theo cái chết, phản bội còn có tuyệt vọng. Dù sao, bọn hắn cũng đã từng là địch với Thương Huyền, cũng là địch với thiên hạ, mà cuối cùng lại thất bại, bại thật thê thảm. Một thế này, ta đi cùng chàng. Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, là bộc lộ chân tình. Trước đó cứ mãi lo lắng vạn đạo thần giáo đuổi bắt, kiêng kỵ cơn tức giận của Bắc Thái Đế Quân, tương lai mê mang lại lờ mờ, không biết phương hướng, không biết đến điểm cuối cùng, ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ, thế giới trước mặt nàng bỗng nhiên sáng rực, có phương hướng, đó chính là bồi tiếp hắn đi qua tương lai, có cuối cùng, đó chính là sống ra một đời đặc sắc. Một thế này, xa so với kiếp trước càng khó hơn. Chàng e ngại bọn hắn cũng không phải là không e ngại chàng. Thành tựu kiếp trước của chàng, sẽ mang đến gánh vác kiếp này cho chàng, có thể hình thành uy hiếp. Ban đầu xác thực rất khó, nhưng nếu chàng thật sự đứng vững gót chân, hiện ra tư thái thắng lợi, chắc chắn sẽ có vô số cường tộc chủ động thần phục, nguyện bị thúc đẩy. Hướng Vãn Tình không chỉ là trấn an, càng là đang chờ mong. Mặc dù bây giờ Khương Phàm tựa như một ngọn lửa giữa hoang dã mênh mông, tùy tiện một cơn gió lớn, một luồng không khí lạnh, một trận mưa to, cũng có thể dập tắt, nhưng tương tự cũng có hy vọng hình thành nên uy lực, đốt sạch toàn bộ hoang dã. Bởi vì, hắn đã từng chứng minh qua mình. Bởi vì, hắn đã từng có một thời đại làm nhân vật chính. Một đời trước, ta thân ở ván cờ, chỉ là quân cờ, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ thế cục, bị đế quân tính toán, bị Thương Huyền ràng buộc. Một thế này, ta không còn làm quân cờ, mà là người đánh cờ kia, người không thể sử dụng vì bản thân ta, bỏ đi. Đáy mắt Khương Phàm chợt hiện hung ác, tốc độ tăng nhanh. Hướng Vãn Tình kích thích, mang theo nụ cười tươi trên mặt, đuổi kịp Khương Phàm. Chàng nói người muốn đi Đọa Lạc Thiên Quốc, nơi đó có cái gì? Khương Phàm vừa phóng tới vừa nói. Nơi đó có di cốt kiếp trước của ta, cũng có vũ khí kiếp trước của ta, phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng linh động, y phục phất phới, theo sát hắn. Là ai giấu bọn chúng tới đó? Xích Thiên Thần Triều đang càn quét ở Đông Bắc Bộ, rất có thể sẽ phát hiện được thứ gì. Phần thiên chiến vực ban đầu là dùng ba loại thần viêm luyện chế thành, có chu tước yêu hỏa của ta, có bát hoang tuyệt diễm nhóm lửa tại thiên khải chiến trường, còn có cửu thiên huyền hỏa mà Xích Thiên Thần Triều tế hiến. Mặc dù thời điểm bọn hắn mai táng phần thiên chiến vực đã làm đầy đủ phong ấn, nhưng Xích Thiên Thần Triều hẳn là có thể thông qua cửu thiên huyền hỏa xác định đại khái vị trí. Tư thế bây giờ của Xích Thiên Thần Triều không giống như muốn hợp tác với chàng, giống như là đang bức bách người đi qua, ta nghĩ mục đích của bọn hắn đại khái hẳn là phần thiên chiến vực. Mà gióng trống khua chiêng điều động quân đội, cũng xác minh chỉ dẫn cho tất cả hoàng đạo. Ta thấy không bao lâu, cường giả mà hoàng đạo bí mật điều động đều sẽ tụ tập tại Đọa Lạc Thiên Quốc. Mặc dù hung danh ở bên ngoài của Đọa Lạc Thiên Quốc là âm u, hỗn loạn, bài xích thế lực hoàng tộc cực độ, không có người nào dám đi mạo phạm, nhưng lấy tình thế này bây giờ, nếu như hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền đều đè tới, bọn hắn gánh không được. Nếu có người mở ra treo giá trên trời ở nội bộ, những thế lực bên trong Đọa Lạc Thiên Quốc kia đầu tiên liền sẽ loạn lên, điên cuồng lùng bắt ngươi. Hướng Vãn Tình kỹ càng cùng Khương Phàm phân tích tình thế. Đề nghị của ta là, trước tiên hãy ẩn núp một thời gian tại chỗ huyết sát, chờ sau khi bầu không khí tại Đọa Lạc Thiên Quốc bình phục, lại lặng lẽ trà trộn vào. Ta đã an bài cái phân thân, gần đây sẽ triển khai hành động, hấp dẫn lực chú ý. Tặc điểu, đáng tin cậy sao? Tặc điểu dùng niết bàn thạch, có thể biến thành chu tước,
mặc dù không thể nào rất giống, nhưng bằng Thái Dương Đồ Đằng, vẫn có thể tạo nên loại khí thế này. Hẳn là gần đây bọn người Kiều Anh Tung sẽ phối hợp tặc điều tập kích nhân gian ngục, làm thanh thế lớn hơn, cứ như vậy, số lượng lớn ánh mắt liền sẽ chuyển hướng đến trung vực Nam Bộ. Khương Phàm cười lạnh nói. Bây giờ ánh mắt Thương Huyền đều nhìn về phía Tây Bắc, kỳ thật chính là nhận lấy ảnh hưởng từ Xích Thiên Thần Triều. Nếu như biết được, ta, đột nhiên xuất lĩnh Kiều gia bôn tập nhân gian ngục liền sẽ có người suy đoán có phải Xích Thiên Thần Triều đang cùng ta hợp tác, cố ý thay ta hấp dẫn lực chú ý hay không? Hướng Vãn Tình nở một nụ cười tươi đẹp. Chàng thật giỏi. Khương Phàm hỏi. Xích Thiên Thần Triều ép binh đến Đọa Lạc Thiên Quốc là đang làm bộ, bức ta đi qua. Ta không đi một ngày, bọn hắn sẽ không triệt binh một ngày. Như vậy, nếu tiếp tục đặt ở nơi đó, rất có thể sẽ khiến cho tất cả hoàng đạo ngờ vực vô căn cứ, tiến tới nghĩ đến phần thiên chiến vực. Ta nhất định phải bắt lấy tặc điểu tranh thủ thời gian cơ hội cho ta, mau chóng tiến đến Đọa Lạc Thiên Quốc, mang phần thiên chiến vực đi. Hướng Vãn Tình dừng ở trong rừng già mờ tối, ánh sáng xuyên qua lá cây, bỏ ra quang ảnh pha tạp, chiếu vào trên cơ thể cao gầy xinh đẹp của nàng, lộ ra vẻ đẹp động lòng người. Bây giờ là Bắc Bộ, không phải là chúng ta nên thay thân phận, quang minh chính đại tìm huyết sát của chàng sao? Lấy thân phận sát thủ đi tìm Bạch Tai. Tốt nhất chàng nên che giấu linh văn của mình cho tốt. Ta ngụy trang thành tinh thần linh văn, nàng ngụy trang thành nam tử. Chàng có thể hiện ra lực lượng tinh thần. Ta lại ném Chu Thanh Thọ đi ra, nói là đệ đệ ta, nếu như gặp phải tình huống liền do hắn biểu hiện ra, ta lại thoáng phóng thích chút tinh quang thì sẽ không có người hoài nghi ta. Bây giờ Khương Phàm chỉ có thể dùng Chu Thanh Thọ, Khương Bân và Hàn Ngạo đều tiến vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, đang dung hợp di cốt tổ kỳ lân mà hắn đã giữ lại, Lý Dần và Dương Biện đều đang bế quan chiều sâu, mà Chu Thanh Thọ trải qua 2 tháng cố gắng, đã thành công dung hợp di cốt Thái Võ Nhân Hoàng, đạt đến chí tôn thánh phẩm. Ta thử cải nam trang một chút, chờ một lát. Hướng Vãn Tình chuyển tới trong cánh rừng bên cạnh. Lấy nhan sắc khí chất của nàng, rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết, trang điểm thành nam tử thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khương Phàm cũng bắt đầu thay đổi bộ dáng, kích thích bát hoang chiến trụ, trở nên khôi ngô hùng tráng, gương mặt lãnh tuấn trở nên ngay ngắn, chỉ là mắt phải lại không cách nào che giấu được, chỉ có thể giảm bớt mặt nạ, chỉ bảo vệ mỗi con mắt. Chỉ sau chốc lát, Hướng Vãn Tình từ trong cánh rừng đi ra, đi lòng vòng cho Khương Phàm xem. Thế nào, giống nam tử không? Khương Phàm nhìn từ trên xuống dưới Hướng Vãn Tình, khóe mắt co quắp mấy lần, thể hiện xấu hổ. Thân cao 1m8 vài, tinh tế yểu điệu, trước sau lồi lõm, mà da thịt lại trắng muốt như nước, phấn nộn tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt càng là tươi đẹp động lòng người, thực sự không giống nam tử. Làm sao vậy, chỗ nào không thích hợp, ta lại chỉnh lý. Khụ khụ, cơ ngực lớn hơi có vẻ sốc nổi, mông lớn hơi có vẻ trương dương, nàng vẫn là. Trở về làm nữ tử đi. Hướng Vãn Tình nao nao, liếc mắt một cái cho Khương Phàm, lại chuyển tới trong cánh rừng. Khương Phàm nhìn tấm lưng kia, trong đầu lại hiện ra tình cảnh trong hố sâu, một trận hỏa khí liền vọt lên, suýt chút nữa đã cúi chào huynh đệ, hắn tranh thủ thời gian hít thở mấy hơi, cắn đầu lưỡi cưỡng ép tỉnh táo. Cầm thú, đi ra làm việc. Chu Thanh Thọ từ bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp đi ra, nhìn cảnh vật xung quanh. Đừng nói đùa, ta vẫn chưa tới niết bàn cảnh, làm được việc gì chứ? Nơi này không phải Thượng Thương Cổ Thành. Đi ra rồi. Chúng ta phải vào Đọa Lạc Thiên Quốc. Nghe tên cũng không phải là nơi đứng đắn, không thích hợp với chính nhân quân tử như ta đây, thay người đi, Hàn Ngạo còn không có ăn mặn đâu.